Mặc dù Trần Triệu Dương vẫn luôn ở trong hưng phấn, nhưng cũng nhận thấy hành động khác thường của Đằng Hạ, anh không hề do dự mà nín thở, đồng thời hai tay tạo ra một trận gió lớn, đánh tan những cơn gió anh kia. Phản ứng thật nhanh, chỉ là, cậu cho rằng độc này chỉ tiến vào qua đường hô hấp thôi sao? Đằng Hạ nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương thì cười lạnh một tiếng, sau đó đánh về phía anh từ trên xuống dưới giống như một con diều hâu. Hiển nhiên, ở trong nhận thức của hắn ta, chắc chắn lúc này Trần Triệu Dương đã bị trúng độc của mình, bây giờ vẫn còn đứng, chẳng qua là bởi vì kiên cường mà thôi. Cảm nhận được hành động của Đằng Hạ, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, không hề nhúc nhích, chờ đến khi hai tay của Đằng Hạ sắp đập lên đỉnh đầu thì anh liền đột ngột xoay người, đạp mạnh chân một cái, cả người lướt qua bên cạnh Đằng Hạ, ngay sau đó, không. Đợi hắn ta kịp phản ứng, anh đã nện mạnh một cú đấm lên chỗ hiểm của hắn ta. Đằng Hạ căn bản không nghĩ tới thế mà Trần Triệu Dương lại đột nhiên phản kích, hơn nữa còn phản kích hung ác như vậy, trong phút chốc không kịp quan sát, đã bị Trần Triệu Dương đánh trúng, ngay lập tức hắn ta cảm giác được một chân khí kinh khủng chui vào trong cơ thể của mình, bắt đầu điên cuồng phá hư kinh mạch và cơ thể của hắn ta. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Quái thai từ đâu tới vậy? Đằng Hạ hoàn toàn không thể ngờ rằng thế mà trên đời này còn có võ giả quái dị như vậy, đúng thật là một con nhím gai. Trần Triệu Dương không cho hắn ta cơ hội, tiếp tục điên cuồng tấn công. Mặc dù Tiền Mộc đang chiến đấu với anh em nhà họ Bạch, nhưng thỉnh thoảng hắn ta lại để ý về phía Đằng Hạ, hắn ta biết, lấy thực lực của mình, sẽ rất khó báo thù được, hắn ta muốn bảo đảm thầy mình có thể thuận lợi. Thế nhưng trận chiến vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, thầy mình đã rơi vào ở tình trạng bị động, hơn nữa thầy đã sử dụng thuốc độc rồi mà vẫn không thể đánh ngã đối phương, điều này có chút kỳ quái. Kết thúc đi. Trần Triệu Dương đánh sướng tay rồi, không muốn tiếp tục chơi đùa với hắn ta nữa, lúc này chân khí trong cơ thể phun ra ngoài, ngưng tụ phía trên ngón tay, đâm mạnh về phía Đằng Hạ. Trần Triệu Dương không tiếp tục dùng chân khí để phóng ra ngoài, mà chỉ ngưng khí tại ngón tay, tấn công như vậy càng có lực liên kết. Đáng chết, cậu nói kết thúc là sẽ kết thúc sao? Nghĩ hay thật, Đằng Hạ cảm nhận được hơi thở kinh khủng của Trần Triệu Dương, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà là một tông sư đỉnh phong nổi tiếng lâu năm, hắn ta cũng có con át chủ bài và sức mạnh của mình. Đằng Hạ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trong hai tay hắn ta xuất hiện một viên đan dược màu đỏ sậm, trên mặt lộ ra vẻ do dự, chẳng qua là khi hắn ta nhìn thấy Trần Triệu Dương sắp tấn công đến chỗ mình, không còn dám do dự nữa, mà nuốt luôn đan dược vào. Đây là cậu ép tôi, chết đi cho tôi, lúc này Đằng Hạ sắp điên rồi, sớm biết như thế sẽ không đến đây với Tiền Mộc. Hắn ta cứ nghĩ rằng lần này sẽ cực kỳ dễ dàng, dù sao nhà họ Bạch này cũng không phải dòng họ lớn, trong dòng họ chỉ có một lão già nửa sống nửa chết, ngoại trừ lão già đó ra, những người khác không đủ gây sợ. Thế nhưng sao Đằng Hạ có thể ngờ được lại còn có một tên quái đản thế này, kiềm chế hắn ta chặt chẽ, tất cả sở trường của hắn ta đều không phát huy ra được, hoàn toàn bị động mà ăn đánh. Nhất định phải liều mạng, nếu không, sợ rằng hôm nay sẽ thật sự không đi khỏi đây được. Sau khi ăn viên đan dược kia vào, Đằng Hạ không ngừng né tránh, chờ đợi đan dược phát huy tác dụng. Rầm. Ngay lúc này, ở sân sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang, chỉ thấy một bóng người bị quăng ra khỏi tường, đập mạnh lên trên sàn nhà sân trước. Bổ, Bạch Thấm và Bạch Triển Mộ nhìn thấy người bị ngã thảm hại như vậy lại là bố của bọn họ, hai người cùng nhau kêu lên một tiếng. Mà kinh nghiệm chiến đấu của Tiền Mộc cực kỳ phong phú, trong nháy mắt hai người Bạch Thấm mất tập trung vì bố mình. Hắn ta trực tiếp quét chân ra khiến hai người đều bị đá bay ra ngoài. Trong miệng hai người phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên, một chiêu vừa rồi đã gây ra vết thương hơi nặng cho bọn họ. Đúng lúc lắm, để một nhà ba người cùng nhau chết, cũng coi là đáng đời mấy người, Tiền Mộc cười lạnh một tiếng, sau đó thanh trường đao trong tay hắn ta giơ lên, chém về phía ba người Bạch Hùng. Lúc đầu Trần Triệu Dương nghĩ giết chết tên Đằng Hạ này trước, thế nhưng khi anh cảm nhận được ba người Bạch Thấm đang gặp nguy hiểm, liền quyết định thật nhanh, từ bỏ chém giết Đằng Hạ, cơ thể lóe lên, phóng về phía bọn họ. Xong rồi, lúc này sẽ phải chết thật, Bạch Thấm đối mặt với Tiền Mộc mạnh mẽ, lúc đầu đã không mạnh bằng, bây giờ lại bị thương, còn chưa kịp hồi phục lại, nhìn ánh đao sắp chạm vào mặt, mặt Bạch Thấm xám xịt như tro, không nghĩ tới mình lại chết như vậy. Tôi liều mạng với anh, Bạch Triển Mộ cố nén đau đớn truyền đến bụng dưới, ngưng tụ một chút sức mạnh cuối cùng để đánh với Tiền Mộc. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, giao cho tôi, ngay lúc bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một giọng nói đột nhiên truyền đến, khiến bọn họ lập tức có hy vọng vô tận. Chỉ thấy Trần Triệu Dương đột nhiên xuất hiện,
mà Tiền Mộc cũng đã chém trường đao tới. Ban đầu Tiền Mộc muốn dùng một đao giải quyết hết ba người này, nhưng nhìn thấy Trần Triệu Dương lại gần, hắn ta lập tức vui mừng, vừa rồi tên này đánh túi bụi với thầy mình, nếu như có thể bị mình chém trúng, như thế sẽ sảng khoái cỡ nào. Lúc này Tiền Mộc lại tăng lực trên tay thêm một chút, dùng hết sức chém về phía đầu Trần Triệu Dương, dù sao, người có thể đánh với thầy mình như thế, tuyệt đối không dễ chọc. Tiền Mộc, mau lui lại, Đằng Hạ không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại đột nhiên rời khỏi cuộc chiến với hắn ta để nhúng tay vào cuộc chiến của Tiền Mộc, hơn nữa thế mà học trò ngốc của mình còn muốn đối đầu với đối phương, không phải muốn chết sao. Cho nên, hắn ta mới gào lên một tiếng. Chỉ là lúc này trong đầu Tiền Mộc đều là suy nghĩ chém bay Trần Triệu Dương, sao có thể nghe thấy được. Anh không hề động, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiên Mộc. Nhưng theo hắn ta, e là anh đã bị dọa sợ mà choáng váng, mới không hề phản ứng. Ngay lúc Tiền Mộc cho rằng một đao kia của mình có thể chém bay đầu Trần Triệu Dương, hắn ta lại phát hiện thế mà trường đao trong tay của mình đã dừng lại. Không sai, chính là dừng lại, mà ngăn cản trường đao của hắn ta tiến lên không phải thứ gì khác. Chỉ là một ngón tay, hay nói chính xác là ngón trỏ tay phải của Trần Triệu Dương. Sắc mặt của Tiền Mộc trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta chưa từng nghĩ tới có người có thể ngăn cản được trường đao của mình, nhưng bây giờ chẳng những có người chặn được, hơn nữa còn dùng cơ thể máu thịt. Lúc này cuối cùng Tiền Mộc đã nghĩ đến lời nhắc nhở vừa rồi của thầy mình, khi hắn ta muốn lui cũng đã không kịp rồi. Bởi vì Trần Triệu Dương đã trở tay nắm lấy trường đao của hắn ta, đột nhiên kéo một cái. Hắn ta nắm chặt lấy trường đao của mình theo bản năng, kết quả đã bị anh lôi đi. Không đợi Tiền Mộc kịp phản ứng, Trần Triệu Dương đã đá một cú vào đan điền của hắn ta, một luồng khí kinh khủng tràn vào trong đan điền của Tiền Mộc khiến đan điền của hắn ta giống như một quả bóng da bị đâm thủng, chân khí trong đan điền đều bị tan đi hết. Sau đó, cả người Tiền Mộc bị quăng ra ngoài giống một cái bao tải rách. Anh phế đi đan điền của tôi, lúc này hai mắt Tiền Mộc đỏ bừng. Hắn ta không ngờ rằng mình lại bị phế đi, phải biết, thầy cũng đã nói, chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ có thể trở thành võ đạo tông sư. Tương lai của hắn ta vốn đang sáng lạn, thế nhưng bây giờ xong rồi, tất cả đều xong rồi. Dưới tình huống bây giờ, đừng nói báo thù, có thể. Giữ được mạng sống hay không cũng là một chuyện khó mà xác định được. Ba người nhà họ Bạch thấy cảnh này, lập tức thở dài một hơi, không ngờ rằng bọn họ Đường Đường là nhà họ Bạch. Thế mà lại được người trẻ tuổi trước mắt này cứu hai lần, nếu như không có người này, nhà họ Bạch bọn họ đã sớm bị tiêu diệt. Hả, Trần Triệu Dương phế Tiền Mộc xong rồi, vừa hay nhìn thấy cảnh Đằng Hạ đang bỏ chạy về phía xa với tốc độ khủng khiếp. Hắn ra đã nuốt đan dược tạm thời tăng thực lực lên, thế nhưng dưới tình huống như vậy mà vẫn không có cách nào gây khó dễ được cho Trần Triệu Dương, nếu còn không nhân cơ hội này chạy trốn, chỉ sợ cũng phải viết di chúc ở đây thật. Đồng thời, hắn ta cũng hận tên ngu ngốc Tiền Mộc này thấu xương, nếu không phải tên này la hét muốn báo thù, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế, lần này trở về, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm mới có thể khôi phục lại được. Chạy trốn cũng không sao, còn có một người nữa, Trần Triệu Dương có muốn đuổi theo cũng đã không kịp nữa, huống chỉ, anh cũng không thể đuổi theo, dù sao ở sân sau còn có một người nữa, có thể đánh Bạch Hùng đến mức này, chỉ sợ cũng là võ đạo tông sư. Nhưng sau khi Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu của mình để nhìn qua xong, thấy tình cảnh trong viện rồi, trên gương mặt của anh lập tức xuất hiện vẻ kỳ lạ. Bởi vì lúc này, có một bóng dáng bay từ nóc phòng ở sân sau tới, hạ xuống ở đại sảnh. Bố, ông nội. Khi cả nhà ba người Bạch Thấm nhìn thấy người vừa tới, lập tức giật mình hô lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, vừa lúc nấy, ông cụ vẫn còn đang nằm trên giường. Thế mà hiện tại đã bước đi như bay, nhìn qua thì không khác gì người bình thường cả. Bịch, mà trong tay ông cụ Bạch còn đang túm một người khác, sau khi hạ xuống, ông ấy ném thẳng người đó vào giữa. Bắt được một người sống, đã bị bố phế rồi, các con hỏi đi, Bạch Vệ Hiền nói với con trai Bạch Hùng của mình. Vâng, bổ, nhìn thấy bố mình oai hùng khí phách, trong nội tâm Bạch Hùng dâng lên sự kích động, ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương tràn đầy cảm kích. Hai người các con nói chuyện với cậu Trần và ông nội đi, lúc này, Bạch Hùng nói với Bạch Triển Mộ, sau đó lại nói với Trần Triệu Dương, thật sự rất xin lỗi, cậu Trần, để cậu phải chê cười rồi, tôi xử lý xong sẽ quay lại ngay, cậu nghỉ ngơi chút đi. Không sao, ông cứ làm việc đi, Trần Triệu Dương khoát tay, tỏ ý không sao cả. Ông nội, ông tỉnh rồi, tốt quá rồi, thật may khi ông không sao cả, Bạch Thấm nhìn thấy ông nội mình thì nhào vào trong lòng ông cụ.
vô cùng kích động nói. Bạch Thấm, ông không sao, giới thiệu cho ông một chút đi, Bạch Vệ Hiền cưng chiều xoa xoa đầu cháu gái mình, sau đó nhìn Trần Triệu Dương nói. Ông Bạch, tôi là Trần Triệu Dương, không đợi Bạch Thấm giới thiệu, AMH đã mở miệng nói trước. Ông nội, chính anh ấy đã giải được độc của ông, cũng là anh ấy giúp nhà họ Bạch chúng ta chiến thắng trận chiến lôi đài, nếu như không có Trần Triệu Dương, sợ là lúc nãy ông đã không còn được gặp đứa cháu gái xinh đẹp đáng yêu này của mình nữa rồi, Bạch Thấm giới thiệu Trần Triệu Dương với ông nội của mình. Đương nhiên, điều quan trọng là chuyện Trần Triệu Dương cứu cả nhà họ Bạch và ông nội đều được nói rõ ràng. Lão già này cảm ơn cậu cứu mạng, nghe cháu gái mình kể xong, ánh mắt của Bạch Vệ Hiền nhìn về phía Trần Triệu Dương nhanh chóng thay đổi, cúi người cảm ơn anh. Tiền bối, ông đừng khách khí, vừa lúc gặp mà thôi, huống hồ tôi là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người vốn là công việc của tôi, Trần Triệu Dương nhanh nhẹn đỡ lấy ông cụ, anh cũng không dám để ông ấy cúi người cảm ơn mình, thế này thì đúng là giảm thọ mà. Tốt, tốt, người trẻ tuổi, không kiêu ngạo không nóng nảy. Thật sự rất hiếm gặp được thanh niên nào như cậu, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Bạch Vệ Hiền lập tức để lộ ra vẻ hài lòng. Chàng trai này, tôi có một yêu cầu quá đáng, xin cậu hãy giúp tôi một chút, sau đó Bạch Vệ Hiền tỏ vẻ khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, đồng thời không để cho Trần Triệu Dương kịp từ chối, ông ấy đã cong hai chân, quỳ rạp xuống đất. Ông à, ông làm cái gì vậy? Nào, ông làm thế này không phải là giết vấn bối rồi sao? Trần Triệu Dương không ngờ được rằng Bạch Vệ Hiền lại làm như vậy, anh bất ngờ không kịp đề phòng, ông ấy đã quỳ rạp xuống đất, điều này khiến anh rất lo lắng. Hai người Bạch Triển Mộ và Bạch Thấm đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, thế này là sao vậy? Ông nội lại còn quỳ xuống trước mặt Trần Triệu Dương, làm gì có nguyên tắc nào như thế này? Nếu như cậu không đồng ý với tôi thì tôi sẽ không đứng dậy, Bạch Vệ Hiền nghe Trần Triệu Dương nói xong, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Ông à! Dù sao thì ông cũng phải nói xem rốt cuộc là chuyện gì chứ. Nếu như ông bảo tôi làm chuyện không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ tôi cũng thật sự phải làm sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của ông cụ, Trần Triệu Dương vội vàng tránh ra chỗ khác, sau đó gấp gáp nói. Vậy chắc chắn không thể, tôi bỏ cả thể diện nếu chỉ vì để cậu làm điều ác thì chẳng phải là không có lời chút nào xa ơ, Bạch Vệ Hiền nhân cơ hội đáp. Ông Bạch, không phải ông định nói đến ba người Tạ Đồ chứ? Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn mở miệng hỏi. Đúng rồi, sao thế? Cậu biết bọn họ à? Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Bạch Vệ Hiền lập tức ngẩn người ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ông Bạch, nếu như ông muốn nói đến ba người bọn họ thì ông mau đứng dậy đi. Trần Triệu Dương nghe xong, quả nhiên, Bạch Vệ Hiền có quen biết với ba người Điền Đại Hà, nếu không thì cũng không trúng loại độc giống nhau. Không được, nếu như tôi đứng lên, cậu lại không đồng ý với tôi thì sao? Bạch Vệ Hiền lại lắc đầu, sau đó kiên định nói. Không được thì ông gọi điện thoại cho ba người bọn họ đi, Trần Triệu Dương nghe xong thì thấy nhức đầu, bèn lấy điện thoại di động của mình ra, không hề do dự mà bấm gọi cho Tạ Đồ. Điện thoại mới vang lên 2 tiếng thì đã có người nhận, Trần Triệu Dương bèn mở loa ngoài lên. Này, cậu em Trần Triệu Dương, sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Tạ Đồ, giọng điệu nói chuyện rất thoải mái. Lão Tạ. Là ông sao? Bạch Vệ Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lập tức hai mắt rưng rưng, giành lấy điện thoại. Ông là lão Bạch đấy ư? Thật sự là ông sao? Tạ Đồ ở đầu dây bên kia của điện thoại nghe thấy âm thanh này thì vô cùng kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Là tôi, lão Thẩm và lão Điền thế nào rồi? Cách một cái điện thoại, Bạch Vệ Hiền ổn định lại đôi bàn tay đang run rẩy, suýt nữa đã không giữ nổi điện thoại. Hai người bọn họ đều rất tốt, à, đúng rồi. Tôi có một tin tốt muốn nói cho ông biết, độc của ba người chúng tôi được giải rồi, ông đang dùng điện thoại của Trần Triệu Dương, chắc là không cần ba lão già chúng tôi đi xin cậu ấy nữa nhỉ. Lúc đầu chúng tôi còn muốn chuẩn bị kỹ một lễ lớn để xin cậu ấy giúp ông giải độc nữa, xem ra hiện tại không cần dùng rồi, đầu bên kia điện thoại vui vẻ. Nghe Tạ Đồ nói như vậy, Trần Triệu Dương lập tức hiểu ra, lúc đầu anh cảm thấy Bạch Vệ Hiền có thể quỳ xuống vì ba người kia. Thế nhưng hôm qua anh lại không nghe thấy ba người Tạ Đồ đề cập đến chuyện của Bạch Vệ Hiền, thì ra là người ta không tiện để nhờ anh đi chữa bệnh cho người khác nên mới chuẩn bị một lễ lớn, tình cảm của 4 người này đúng là tốt. Tần bối Tạ, đừng mà, không cần dùng đến cá lớn đâu, Trần Triệu Dương vội vàng hắng giọng hô lên với người trong điện thoại. Nghe anh nói xong, Tạ Đồ và Bạch Vệ Hiền lập tức cười ha ha, biết độc của Bạch Vệ Hiền đã được giải rồi, ba người Tạ Đồ cùng nhau tới nhà họ Bạch. Một mặt là chúc mừng Bạch Vệ Hiền đã hồi phục,
mặt khác cũng là đến để cảm ơn Trần Triệu Dương. Mặc dù Thẩm Tu đã đưa cho Trần Triệu Dương lò luyện đan trước, nhưng ba người bọn họ đều cảm thấy thứ đó không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của mình, cho. Nên, ba người mới cùng nhau tới, chính là để tặng quà cho anh. Mặc dù mọi người không biết người đã tập kích nhà họ Bạch là ai, nhưng mà không có chứng cứ thực tế, người bị bắt sống không bao lâu sau đã tự tử, cho nên bọn họ cũng chẳng hỏi được gì. Về phần Tiền Mộc, giờ đã thành một kẻ vô dụng, hắn A không chấp nhận được nên phát điên, cuối cùng nhà họ Bạch cũng không làm khó Tiền Mộc, đã tiễn hắn ta đi. Từ đó, ân oán giữa hai nhà họ Bạch và họ Tiền hoàn toàn kết thúc. Bây giờ trở đi, nhà họ Tiền ở đất thủ đô này đã không còn tồn tại nữa. Bốn tiền bối, các ông đều trúng loại độc này, chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ lạ sao, đợi đến khi cơm nước no nê xong, lúc mọi người cùng nhau uống trà, Trần Triệu Dương mới nói ra nghi vấn trong lòng mình. Anh cảm thấy rất lạ, loại độc này vô cùng khó giải, nhưng cũng có nghĩa là, để phối ra được loại độc này cũng cực kỳ khó khăn, vả lại, loại thuốc độc này không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Loại độc đằng hạ dùng có hơi giống với độc mà bọn họ trúng phải, mà hơi thở trên thân Giang Hải Triều cũng tương tự với Bạch Thấm khi bị khống chế lúc trước, liệu trong chuyện này có liên quan gì không? Không có gì kỳ lạ, độc mà bốn người chúng tôi trúng, thực ra đều do tên xúc sinh viên vô nhai kia hạ, nghe Trần Triệu Dương hỏi, Điền Đại Hà bèn hầm hừ nói. Hiển nhiên, chuyện của viên vô nhai là một cái gai trong lòng họ. Dựa theo những gì các ông nói, viên vô nhai là người của Thiên Diễn Tông. Không phải độc này cũng là của Thiên Diễn Tông đấy chứ, Trần Triệu Dương đưa ra một giả thiết. Điều đó là không thể, Thiên Diễn Tông là danh môn chính phái, không có khả năng sẽ làm ra thứ này, càng không thể hạ độc chúng tôi, Tạ Đồ lại lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Nếu các ông đã khẳng định như vậy thì tôi lại nói thêm một điều nữa, độc mà tên đằng hạ dùng với tôi khi tới tập kích nhà họ Bạch vô cùng giống với loại độc mà các ông chúng phải, Trần Triệu Dương bèn nói nghi vấn trong lòng mình ra. Nghe anh nói vậy xong, bốn người bọn họ lập tức âm thầm giật mình, nếu như điều anh nói là thật, vậy chính là trong thủ đô đang có một bàn tay vô hình thao túng ất cả chuyện này. Lát nữa Nguyên Thu tới thì nói với cậu ta đi, mặc dù Thẩm Tu không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói đều đúng trọng tâm. Hai mắt Trần Triệu Dương tỏa sáng, Nguyên Thu này là người của Long Tổ, chắc hẳn sẽ hiểu rõ mấy tin tình báo như thế này. Quả nhiên, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bọn họ vừa mới dứt lời, Nguyên Thu đã đi vào. Hiển nhiên anh ta cũng là khách quen của nhà họ Bạch. Sau khi chào hỏi các vị tiền bối, lúc này Nguyên Thu mới nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô thế nào. Nguyên Thu, chuyện lần này, không biết các anh có tin tức nội bộ gì không, Trần Triệu Dương mở miệng trước, cho Nguyên Thu một con đường lui. Nghe thấy Trần Triệu Dương xưng hô như vậy, Nguyên Thu lập tức thở phào một hơi, quả thực là mấy vị tiền bối này đã nâng vai vế của Trần Triệu Dương lên, khiến cho anh ta lúng túng. Chúng tôi nhận được tin tức, Phu Thần Giáo có 3 vị hộ pháp, 2 vị trưởng lão đã lẻn vào được thủ đô, chỉ là chúng tôi còn chưa xác định được tư liệu cụ thể của những người này. Vừa nãy khi ở đây tôi đã nhận ra một luồng hơi thở của Phu Thần Giáo, có lẽ đằng hạ kia chính là người của Phu Thần Giáo, đương nhiên Nguyên Thu biết rõ chuyện xảy ra ở nơi này, cho nên mới chạy tới đây trước. Phu Thần Giáo, nghe thấy 3 chữ này, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, bởi vì lúc trước Bạch Thấm đã từng bị Phu Thần Giáo tập kích một lần. Vết thương nặng của cô ấy chính là do bị Vu Thần Giáo đánh. Rốt cuộc Vu Thần Giáo này là thế lực nào? Trần Triệu Dương quay đầu nhìn về phía Nguyên Thu, hỏi. Thực ra Vu Thần Giáo không phải tên là Vu Thần Giáo, đại khái là trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, có vài tông môn Miêu Cương và Đất Tứ Xuyên với Đất Thục liên hợp lại, hợp thành Vu Thần Giáo. Ngay từ thời điểm ban đầu, Vu Thần Giáo đã là thế lực đối kháng với người ngoài. Về sau, chiến tranh kết thúc, danh tiếng của Vu Thần Giáo được lan xa. Thời gian dần trôi qua, tập tục của tông giáo bọn họ bắt đầu thay đổi, cho tới khi phát sinh chuyện lấy mạng người để tu luyện vu cổ, mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ là, không ngờ rằng dạo gần đây, đám tàn dư của Vu Thần Giáo lại đứng ra gây sóng gió, mà có vẻ như bọn chúng lại còn lợi hại hơn trước kia. Nguyên Thu thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói. Nghe Nguyên Thu nói xong, Trần Triệu Dương lập ước nhíu mày, Vu Thần Giáo này ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Có thể nói, lần này anh và Vu Thần Giáo đã hoàn toàn kết thù, muốn hóa giải thì chỉ còn cách là tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng, anh lại không biết gì về Vu Thần Giáo cả, quan trọng nhất là, Vu Thần Giáo này không từ thủ đoạn nào, hành động không có giới hạn, anh lo nhất vẫn là Vu Thần Giáo này sẽ ám sát người bên cạnh anh. Trần Triệu Dương,
không bằng gia nhập Long Tổ của chúng tôi đi, cậu đã quen biết Bạch Thấm như vậy, chắc chắn cũng biết Long Tổ có nhiều lợi ích, tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Nguyên Thu nhìn Trần Triệu Dương, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó mở miệng khuyên. Đừng vội từ chối, tôi biết, những tán tu như cậu quan tâm nhất đến sự tự do, nhưng mà cậu cũng phải hiểu rằng, tự do là tương đối, ở Long Tổ chúng tôi sẽ không nói là để cho cậu hoàn toàn tự do được, nhưng chí ít cũng sẽ không bắt cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm. Và lại, tài nguyên của Long Tổ, cậu cũng có thể sử dụng, chỉ cần cậu có đủ điểm tích lũy thì có thể đổi được. Bất kỳ thứ đồ gì mà cậu muốn, có lẽ là cậu còn chưa nhìn thấy những thứ tốt của Long Tổ chúng tôi, nào, cho cậu xem một chút. Nguyên Thu nhìn thấy Trần Triệu Dương muốn từ chối, không để anh kịp cự tuyệt, anh ta đã nói thêm một tràng. Sau khi nói xong, Nguyên Thu lập tức lấy điện thoại di động ra, mở màn hình lên, bắt đầu tìm kiếm thứ tốt nhất để Trần Triệu Dương nhìn xem. Thứ Nguyên Thu cho Trần Triệu Dương nhìn vô cùng có tính công kích, anh là một luyện dược sư. Như vậy tất nhiên sẽ để ý đến mấy thứ như linh dược, Nguyên Thu bèn mở cột linh dược ra. Quả nhiên, Trần Triệu Dương vừa nhìn thoáng qua thì không rời mắt đi được nữa. Linh dược trong này thật sự rất nhiều, có nhiều thứ Trần Triệu Dương đã biết từ khi mới học, nhưng cũng có cả thứ chưa gặp bao giờ. Những vị thuốc lâu năm và linh dược này quả thật rất phong phú, nếu như có thể lấy được, thì sức mạnh của anh sẽ vững vàng tăng lên, mà người dưới trướng anh cũng có thể phát triển hơn. Thứ này... Những thứ này sao lại không giống với Bạch Thấm, Trần Triệu Dương hơi nhỏ giọng nói thầm. Cái gì, mặc dù anh nói rất nhỏ, nhưng ở đây toàn những người tu luyện, đương nhiên cũng nghe thấy, Nguyên Thu lập tức trừng mắt nhìn về phía Bạch Thấm. Khuôn mặt Bạch Thấm đỏ lên, sau đó hung hăng lườm Trần Triệu Dương một cái, rồi mới giải thích, Phó ổ trưởng Nguyên, tôi cũng không cố ý, tôi muốn Trần Triệu Dương giúp ông nội tôi luyện chế thuốc, cho nên mới đưa cho anh ấy nhìn. Tôi cam đoan lần sau sẽ không làm như thế nữa. Lần sau không được tái phạm, Nguyên Thu gật đầu, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều, coi như bỏ qua. Anh ta vốn chỉ muốn phát huy một chút sự uy nghiêm của một phó tổ trưởng, thế nhưng cô nhóc này cũng đã nói là vì để chữa bệnh cho ông cụ Bạch rồi. Anh ta cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của bốn ông lão kia, nếu như anh ta dám răn dạy Bạch Thấm nữa, cuối cùng người nhận hậu quả thê thảm sẽ là mình rồi. Trần Triệu Dương hơi sững sờ, anh không ngờ Long Tổ còn có quy định như vậy. Ngoại trừ những thứ này ra, cái dược đỉnh lần trước, nếu như cậu gia nhập Long Tổ thì có thể không cần trả lại nữa, Nguyên Thu vô cùng rộng lượng vung tay nói với Trần Triệu Dương. Phó Tổ trưởng Nguyên, sao tôi nhớ là Long Tổ các anh có một quy định, chỉ cần là luyện dược sư thì luôn có thể sử dụng cái dược đỉnh này mà. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm rồi, Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn, cái tên Nguyên Thu này nhìn có vẻ đàng hoàng, không ngờ lại cho mình một chiêu như vậy. Cái này thì khác. Nếu như cậu gia nhập thì tôi sẽ tự mình quyết định cái dược đỉnh này sẽ là của cậu, không phải là sử dụng tạm thời, trong lòng Nguyên Thu vô cùng phiền muộn, không ngờ cô gái Bạch Thấm kia đều nói hết cho Trần Triệu Dương, bản thân anh ta không còn cách nào khác. Không đủ, Trần Triệu Dương lắc đầu, không có một chút dao động nào. Tôi, cậu, được, nếu như cậu băng lòng gia nhập, Long Tổ, tôi sẽ cho cậu 5 cây linh dược, Nguyên Thu căn chặt răng, cao thủ loại này rất khó tìm, quan trọng nhất là luyện dược sư. Nếu một người có tài như vậy mà không giới thiệu vào Long Tổ thì thật sự quá lãng phí. Được, tôi sẽ tham gia, Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Nguyên Thu liền tiếp tục trêu chọc. Đương nhiên, sở dĩ anh gia nhập vào Long Tổ không phải chỉ vì những điều kiện này, mà là bởi vì Hoa Hạ, ít nhất thì Long Tổ có thể bảo vệ những người thân và bạn bè ở xung quanh anh. Sự xuất hiện của Vu Thần Giáo cũng khiến cho Trần Triệu Dương càng ngày càng gấp gáp, anh phải mau chóng nâng cao thực lực những thuộc hạ của mình càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, sự bảo vệ của người khác không bao giờ so được với thực lực của chính bản thân mình. Cái gì, cậu đồng ý, tốt quá, Nguyên Thu còn đang phân vân không biết có nên đánh bài tình cảm hay không, dù sao thì chỗ lợi ích đã đánh rồi, nếu còn lớn hơn nữa thì anh ta chỉ có thể bán thân. Đúng vậy, tôi đã đồng ý, nhưng mà chúng ta phải nói trước, tôi sẽ tự mình chọn nhiệm vụ, các anh không thể can thiệp vào quá nhiều. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút. Anh cũng không có nhiều thời gian để làm nhiệm vụ mỗi ngày. Đương nhiên là không thành vấn đề, cậu là luyện dược sư nhưng cũng là võ đạo tông sư. Ở trong Long Tổ sẽ rất tự do, trừ khi chúng tôi có vấn đề không thể giải quyết được thì mới đi tìm cậu, những chuyện bình thường thì chúng tôi sẽ không đi tìm cậu một cách tùy. Tiện, nghe thấy những lời này của Trần Triệu Dương, Nguyên Thu lập tức gật đầu mà không chần chờ. Giá trị của một luyện dược sư thật sự là quá lớn, cho dù không làm nhiệm vụ. Luyện chế một ít đan dược theo định kỳ cho bọn họ cũng là một việc rất tốt.
À đúng rồi, nếu có chuyện gì xảy ra trong khu vực của cậu mà cậu lại ở gần đó, tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ một chút. Nguyên Thu nghĩ tới Trần Triệu Dương ở Nam Hải, thực lực của Long Tổ ở nơi này tương đối yếu, nếu như có kẻ thù ở bên ngoài đến quấy nhiễu, chỉ sợ rằng đến lúc đó toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên rồi, trong phạm vi trách nhiệm của tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc. Trần Triệu Dương gật đầu, nếu đã gia nhập Long Tổ thì phải thi hành nhiệm vụ, tuy rằng anh không thích bị ràng buộc nhưng ở mức độ này thì cũng không có bất tiện. Được, vậy là tốt rồi, à đúng rồi, đây là giấy chứng nhận của cậu, trực thuộc trực tiếp của cấp trên ở Long Ổ, chức vị mà tôi đưa cho cậu là tuần tra và giám sát Long Tổ, thực lực cao hơn các tổ trưởng ở mọi nơi. Hơn nữa, cậu là do tôi phụ trách nên không cần phải nghe lệnh của những người khác trong Long Tổ. Nguyên Thu cười híp mắt rồi từ trong túi lấy ra một cuốn sổ màu xanh đưa cho Trần Triệu Dương. Ánh mắt của Trần Triệu Dương chợt mở lớn, người này, hóa ra anh ta đã có dự tính trước, ngay cả giấy chứng nhận cũng đã chuẩn bị xong. Quả nhiên, khi Trần Triệu Dương mở giấy chứng nhận ra, anh thật sự nhìn thấy ảnh của mình, các mục đăng ký trên đó đều là sự thật, điều đó có nghĩa là Nguyên Thu đã sớm đoán được anh sẽ gia nhập. Đừng hiểu lầm. Tôi không biết cậu có tham gia hay không nhưng đối với những thứ này thì tôi chắc chắn phải chuẩn bị trước, thấy anh cau mày, Nguyên Thu vội vàng lên tiếng giải thích. Không sao, dù sao tôi cũng đã gia nhập rồi, tôi sẽ không đổi ý, Trần Triệu Dương xua tay, cất giấy chứng nhận đi rồi nói tiếp, lương của tôi thì sao? Không phải chứ, cậu có nhiều tiền như vậy, vẫn còn cần mấy ngàn đồng tiền lương này sao? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, hai mắt Nguyên Thu bỗng nhiên mở to, sau đó nói với vẻ tức giận. Có tiền hay không là chuyện của tôi, có phát tiền lương hay không là chuyện của anh. Tôi làm việc thì cũng phải trả tiền công chứ, Trần Triệu Dương cười nói, người này đã muốn kéo anh nhập cuộc từ lâu rồi, dù có thế nào cũng phải khiến cho anh ta cảm thấy ngột ngạt. Tiền lương thì không có nhưng mà tôi vừa mới nhận được một tin tức, đúng lúc này, điện thoại của Nguyên Thu bỗng nhiên vang lên, sắc mặt của anh ta chợt thay đổi, nhìn về phía Trần Triệu Dương rồi nói. Tin tức gì, nhìn thấy vẻ mặt Nguyên Thu thay đổi. Trần Triệu Dương bỗng nhiên căng thẳng, lập tức hỏi. Mộ Dung Phong đã tới thành phố Nam Hải, ánh mắt của Nguyên Thu tràn ngập sự phẫn nộ, nhà họ Mộ Dung này càng ngày càng càn rỡ, vậy mà dám làm việc một cách trắng trợn như vậy. Cái gì, nghe thấy lời nói của Nguyên Thu, vẻ mặt của Trần Triệu Dương chợt thay đổi, đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cậu đừng có gấp, sau khi người của chúng ta nhận được tin tức, bọn họ đã bắt đầu bảo vệ những người ở bên cạnh cậu rồi. Hơn nữa. Bây giờ cậu có muốn đi cũng phải có chuyến bay thì mới đi được. Chúng ta hãy đến sân bay, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt những thứ này cho cậu khi ở trên đường, cậu có thể lên thẳng máy bay để rời đi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trần Triệu Dương, Nguyên Thu cười khổ và nói. Được, anh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận ở trong lòng. Các tiền bối, bên chỗ tôi có việc cần làm, phải trở về Nam Hải trước rồi, Trần Triệu Dương lập tức chắp tay với bốn ông lão. Trần Triệu Dương. Cậu đừng có gấp, nhà họ Mộ Dung không thể ngang nhiên làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, có Long Tổ bảo vệ, nhà họ Mộ Dung sẽ không tìm ra được điểm đột phá một cách dễ dàng như vậy. Có cần đến chúng tôi thì cứ mở miệng, chỉ cần không chê mấy bộ xương già này của chúng tôi là được. Bạch Vệ Hy Ân là người lên tiếng đầu tiên, ông ấy là người đã bước nửa bước chân xuống Điện Diêm Vương, chính Trần Triệu Dương là người kéo ông ấy trở lại, cho. Dù bây giờ anh muốn cái mạng già này của ông ấy thì ông ấy cũng sẽ không từ chối. Đúng vậy, tuy rằng mấy ông lão chúng tôi đã già rồi nhưng mà chúng tôi vẫn còn dư sức, Điền Đại Hà cũng gật đầu, vô cùng đồng tình mà nói. Tuy rằng Thẩm Tu và Tạ Đồ không nói gì nhưng ánh mắt rất kiên định, hiển nhiên là ủng hộ Trần Triệu Dương. Cảm ơn, anh gật đầu, rất biết ơn sự ủng hộ của mấy vị tiền bối này. Thầy với ba vị tiền bối không cần nói thêm nữa. Bây giờ con sẽ dẫn Trần Triệu Dương rời đi, Nguyên Thu biết Trần Triệu Dương đang sốt ruột liền nói với bốn người bọn họ. Đi đi, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại tới đây. Nếu cần, bốn người chúng tôi sẽ đi xem nhà họ Mộ Dung, lúc này Thẩm Thu bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. Thầy ơi, thầy không cần làm gì hết, thầy yên tâm giao việc này cho bọn con, nếu thật sự đến mức đó, chúng con sẽ nhờ mọi người ra tay, nghe thấy lời nói của thầy, Nguyên Thu hoảng sợ. Sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Sau đó ba người Trần Triệu Dương rời khỏi nhà họ Bạch, vốn dĩ Tăng Kim Lai muốn lái xe nhưng Trần Triệu Dương lại ngồi luôn vào ghế lái. 20 phút nữa có chuyến bay đi qua thành phố Nam Hải, tôi đã kết nối với người của sân bay rồi, sẽ dừng ở thành phố Nam Hải một lát, lúc đó cậu có thể xuống máy bay, trong khi Trần Triệu Dương lái xe phóng.
nhanh về phía sân bay, Nguyên Thu đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ. Trần Triệu Dương gật đầu, không nói chuyện, bình thường từ đây đến sân bay phải mất ít nhất nửa tiếng. Nói cách khác, nếu anh muốn đuổi kịp chuyến bay này thì phải đến đó trong vòng 20 phút. Trần Triệu Dương đã tăng tốc độ cho xe chạy lên mức cao nhất có thể, lúc này vẫn còn rất nhiều xe ở trên đường, nhưng với kỹ thuật lái xe của anh, tốc độ không chậm đi mà nó còn dũng mãnh đến cực điểm. Khi đến chỗ ít xe, Trần Triệu Dương lập tức tăng tốc. Độ lên mức cao nhất, xe của anh như một tia chớp, xuyên qua dòng xe chạy trên đường một cách điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Thu ngồi trên một chiếc xe điên cuồng như vậy, mà Tăng Kim Lai ở bên cạnh thì đã từng nhìn thấy rồi. Xe chạy rất nhanh, cảnh sát giao thông ở bên kia đã chú ý tới từ lâu rồi. Tuy nhiên, khi đội trưởng của bọn họ nhìn thấy biển số xe, bọn họ lập tức làm cho con đường ở phía trước thông thoáng hơn. Sau đó, xe của anh chạy thẳng một lèo, tốc độ mau chóng tăng lên. Tuy trong lòng Trần Triệu Dương nóng như lửa đốt nhưng cũng phát hiện có điều gì đó không bình thường, nghĩ tới chiếc xe này là của Nguyên Thu nên anh lập tức hiểu rõ. Không đến 15 phút, Trần Triệu Dương đã lái xe đến sân bay, có Nguyên Thu đi cùng nên anh và Tăng Kim Lai có thể đi thẳng vào lối đi đặc biệt, cuối cùng cũng đến nơi trước khi máy bay cất cánh. Anh Nguyên, cảm ơn anh rất nhiều. Sau này nếu có chuyện gì, anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không từ chối. Tại lối vào máy bay, Trần Triệu Dương nói lời cảm ơn với Nguyên Thu. Khách sáo với tôi như vậy làm gì? Nếu như sau này thật sự có chỗ cần dùng tới cậu, ông anh này chắc chắn sẽ không khách sáo với cậu. Được rồi, nhanh đi lên máy bay đi, tôi sẽ chờ cậu. Trong lòng Nguyên Thu hơi động rồi lập tức lên tiếng. Trần Triệu Dương không nói thêm gì nữa mà cùng Tăng Kim Lai lên máy bay, hai người vừa lên thì cửa máy bay mới đóng lại. Nhìn thấy Trần Triệu Dương đi vào trong, trong lòng Nguyên Thu vô cùng xúc động, thằng nhóc này là người thích mềm, không thích cứng, lại trọng tình trọng nghĩa. Tốt nhất là sau này làm việc chung với Trần Triệu Dương thì phải thẳng thắn thành khẩn, chơi mấy trò khôn vặt thì sẽ không bao giờ có được tình bạn của anh. Bởi vì có quan hệ với Nguyên Thu, tốc độ của máy bay nhanh hơn trước rất nhiều. Bọn họ chỉ mất một tiếng rưỡi là có thể hạ cánh xuống sân bay thành phố Nam Hải. Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai mau chóng xuống máy bay, khi hai người đi ra sân bay thì đã có người đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Trước khi Tăng Kim Lai lên máy bay, anh ta đã sắp xếp người tới đón. Trần Triệu Dương rất yên tâm đối với Tăng Kim Lai, anh không cần phải dặn bất cứ chuyện gì, Tăng Kim Lai đã sắp xếp rất tốt, điều này làm cho người ta vô cùng thoải mái. Sau khi xuống máy bay, Trần Triệu Dương lập tức gọi điện thoại cho đám người Tật Phong, khi biết tin không có ai đến gây sự thì lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trần Triệu Dương vừa mới ngồi lên xe, chuẩn bị đi đến Hồ Lộc Minh, điện thoại của anh bỗng nhiên vang lên, số điện thoại gọi đến là của Tật Phong. Tật Phong, có chuyện gì vậy? Sau khi Trần Triệu Dương ấn nút nghe máy liền hỏi thẳng cậu ta. Ha ha, thằng danh, cậu chính là Trần Triệu Dương đúng không? Vợ cậu và các anh em của cậu đều nằm trong tay tôi. Nếu cậu muốn bọn họ không xảy ra chuyện gì thì cậu phải đến Hồ Lộc Minh một mình. Hãy nhớ đấy, nếu cậu mang theo một người đến đấy thì con tin sẽ chết đi một người, cho nên cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia cũng không phải là giọng nói của Tật Phong mà là một giọng nói rất khó nghe, âm thanh này rõ ràng là đã được xử lý để đổi giọng nói. Cuối cùng thì anh là ai? Trái tim của Trần Triệu Dương chợt trùng xuống khi nghe thấy lời nói của đối phương. Từ lúc anh vừa gọi điện cho Tật Phong đến khi người này gọi lại cũng chưa đầy 10 phút. Nhưng mà đối phương lại có thể phá được tầng phòng ngự của bọn người Tật Phong trong vòng chưa đầy 10 phút, rõ ràng thực lực của đối phương rất là mạnh. Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, đối phương không đợi Trần Triệu Dương nói thêm câu nào liền cúp điện thoại. Trần gia, chuyện gì xảy ra vậy, nhìn thấy sắc mặt của anh cực kỳ xấu, Tăng Kim Lai vội vàng hỏi. Bọn họ đã thành công rồi nhưng chuyện này nếu làm như vậy mà có thể khiến tôi đầu hàng thì bọn họ thật là quá coi thường tôi. Trần Triệu Dương biết chuyện này phải làm thật tàn nhẫn mới được, nếu không thì sau này ai cũng làm như vậy, không phải anh sẽ mệt chết sao? Anh muốn tất cả mọi người không dám động đến người nhà của anh. Nếu như nhà họ Mộ Dung đã ra mặt thì cứ biến nhà họ Mộ Dung thành con gà để giết gà dọa khỉ đi. Trần Triệu Dương nhanh chóng lái xe đi đường vòng đến dưới ngọn núi. Kêu Tăng Kim Lai ở đây đợi mình rồi xoay người lao thẳng lên núi. Anh biết rằng nếu như Hồ Lộc Minh đã bị đối phương kiểm soát mà anh lại ngang nhiên đi lên núi thì sẽ không có cách nào để giải cứu một cách bí mật, cho nên anh đã đưa ra quyết định này. Tốc độ của Trần Triệu Dương rất nhanh, sau khi đột phá lên võ đạo tông sư,
anh chưa từng dùng hết sức để trùng kích sâu vào, không ngờ chưa tới một phút đồng hồ mà anh đã từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Sau khi lên đến đỉnh núi, Trần Triệu Dương không vội ra tay mà tháo tiểu thải ra khỏi cổ tay rồi để nó lẻn vào trong. Phải biết là camera giám sát trên đỉnh núi được bố trí xuyên suốt, hoàn toàn không có góc chết, nếu muốn lẻn vào mà không để cho đối phương biết được thì phải tránh những camera này, chẳng qua là các phương pháp. Thông thường không có tác dụng gì. Vì vậy, Trần Triệu Dương đã để cho tiểu thải hành động, anh dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát những máy camera kia, sau đó ra lệnh cho tiểu thải lao ra chặn camera lại, còn anh thì mau chóng lướt qua. Dù sao thì ở trên núi có một con rắn nhỏ cũng chẳng có gì lạ, cho dù có người nhìn thấy cũng không ngạc nhiên. Trần Triệu Dương chỉ mất một phút để đi từ chân núi lên đỉnh núi, nhưng khi đi vào trong lại mất hẳn 5 phút, điều này khiến Trần Triệu Dương hơi khâm phục người đã làm ra hệ thống giám sát bí mật này. Khi anh ẩn nấp vào trong, tại phòng khách của biệt thự số 1 của khu biệt thự, Nam Cung Yến, Giang Tử Phong, Mạc Uyên và đám người Tật Phong đều đang ở trong này. Nhưng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách là một người đàn ông mặc áo khoác có mũ màu đen khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta, những người xung quanh đều không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía người này với vẻ sợ hãi. Nam Cung Yến, vốn dĩ lần này chúng tôi đến đây là để giết cô. Tình huống bây giờ lại khá tốt. Chúng tôi sẽ dùng cô để dụ Trần Triệu Dương đi ra. Như vậy thì hai người có thể làm một đôi uyên ương cùng chung số phận. Không phải là rất kỳ diệu sao, tiếng cười của người đàn ông giấu mặt vô cùng quái dị, sau đó lại lên tiếng đe dọa. Mặc dù Nam Cung Yến rất lo lắng nhưng cô không còn cách nào khác, trong lòng chỉ có thể cầu mong Trần Triệu Dương đừng đến đây, bởi vì nếu anh cũng đến đây thì thật sự không còn hy vọng gì nữa. Chỉ bằng vào đám vô dụng các người chỉ biết dùng độc cho vào đồ ăn để hại đại ca của tôi, lợi dụng lúc đại ca chưa tới đây thì các người hãy mau rời đi đi. Nếu không, khi đại ca đến đây, các người có muốn đi thì cũng không đi được nữa. Vào giờ phút này, Giang Tử Phong bỗng nhiên lên tiếng đe dọa người đàn ông đeo mặt nạ. Thật thú vị, một con kiến con mà cũng dám thốt ra những lời hoang đường như vậy, thật không biết ai cho cậu dũng khí đớ, người đàn ông giấu mặt cười u ám. Nhìn Giang Tử Phong nói, bắt cậu ta lại đây cho tôi. Dù sao cũng phải chờ, chơi với cậu ta một lát vậy. Giang Tử Phong vừa nghe thấy lập tức ngẩn ra, thật là tai bay vạ gió mà, mình lắm mồm làm cái gì chứ. Lúc này có hai người vọt thẳng tới, bắt lấy Giang Tử Phong, lôi cậu ấy lại rồi ném xuống đất. Tuy Giang Tử Phong cũng có chút thực lực nhưng mà hoàn toàn không thể chống lại những người này. Người có thực lực mạnh nhất trong những người ở đây là Nam Cung Yến nhưng đối với đám người kia thì chả khác gì tự chìa mặt ra cho người ta đánh, còn bọn Tật Phong, dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu trong tay họ có súng còn đỡ, nhưng nơi này lại là Hoa Hạ, thực sự không có cách nào để vũ trang quy mô lớn cả. Ở đây tôi có một cây súng lục ổ quay, bên trong có một viên đạn, lát nữa tôi sẽ xoay hộp súng ngẫu nhiên rồi bắn, để xem cậu có đủ may mắn hay không. Tuy nhiên, như vậy không đủ kích thích, tên kia, lại đây, người đàn ông giấu mặt nhếch miệng cười lạnh, đưa một ngón tay chỉ lên người Hứa Thiệu Phong. Mặt Hứa Thiệu Phong biến sắc, anh ta hiểu rất rõ loại cá cược này, chính là dùng mạng để cược. Súng lục, ổ xoay có tổng cộng 6 phát bắn, cho dù may mắn lắm cũng chỉ có cơ hội 5 lần bắn, còn nếu xui xẻo thì ở phát thứ nhất là đủ bỏ mạng rồi. Đương nhiên, các cậu cũng có thể lựa chọn không chơi. Tôi đếm ngược đến 3. Nếu các cậu vẫn không nổ súng vào đối phương, tôi sẽ giết một người. Cho nên tự, các cậu quyết định chơi hay không đi, trong mắt người đàn ông giấu mặt lóe lên tia khát máu, đồng thời, tay cũng cầm thêm một cây súng tiểu liên. Và lại, loại súng này có một nhược điểm, mỗi khi bóp cò nó có thể bắn ra không chỉ một viên đạn, người đàn ông kia thở dài một hơi, tiếc nuối nói. Nghe được lời của anh ta, sắc mặt tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đột ngột biến đổi. Đây chính là đe dọa. Hơn nữa còn không thể mặc kệ. Đến đây đi, Giang Tử Phong quát mị âm với Hứa Thiệu Phong. Cậu ấy biết bây giờ không thể lùi bước nữa, trong lòng sốt ruột, sao đại ca còn chưa đến nữa. Vừa nãy Tật Phong đã gọi điện thoại báo cho Trần Triệu Dương biết, nói cách khác, anh sẽ đến nhanh thôi. Đại ca thân ái, nếu anh còn không đến thì em tiêu rồi, khuôn mặt Giang Tử Phong lộ ra vẻ buồn bực, trong lòng không ngừng nói thầm. Hai người các cậu ai bắt đầu trước? Người đàn ông giấu mặt nhìn Giang Tử Phong và Hứa Thiệu Phong bằng vẻ đùa cợt, anh ta vô cùng hưởng thụ cảm giác kẻ địch rơi vào tuyệt vọng. Tôi bắt đầu trước, Hứa Thiệu Phong trực tiếp cầm súng lên, nhưng khi nhắm vào Giang Tử Phong thì cánh tay run lẩy bẩy.
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện như vậy nên vẫn đang đấu tranh tâm lý. Còn Giang Tử Phong tất nhiên biết rằng đối với lượt bắn đầu tiên, người bị bắn có tỷ lệ bị trúng là 1/6, đến lượt thứ hai thì còn 1/5. Cho nên Hứa Thiệu Phong mới dành ra tay đầu tiên để đưa cho cậu ấy tỷ lệ sống cao hơn một chút. Tôi đếm đến 3, nếu không bắn thì Tiểu Liên trong tay tôi sẽ tiếp đãi bọn chúng. Người đàn ông giấu mặt thấy hai bọn họ cắm rễ tại chỗ, không có ý muốn động thủ thì cười lạnh một tiếng, Tiểu Liên trong tay nhắm thẳng vào đám người Nam Cung Yến. Từ Tịnh Nhã chưa từng trải qua tình huống như vậy, sợ tái cả mặt, cũng may có Dương Lệ bên cạnh từng là đội trưởng đội bảo vệ Nam lấy tay cô ta, không ngừng khuyên nhủ. Đến đây đi, Giang Tử Phong biết Hứa Thiệu Phong không dám nổ súng, nhưng mà đây là một đề bài lựa chọn, hơn nữa còn là buộc phải chọn. Bọn họ phải làm việc này, cho nên cậu ấy cổ vũ Hứa Thiệu Phong. Ừ, Hứa Thiệu Phong gật đầu, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó khẩu súng trong tay trực tiếp chĩa vào trán Giang Tử Phong. Lúc này, người đàn ông giấu mặt bắt đầu đếm số, lúc anh ta vừa đếm đến 3, Hứa Thiệu Phong bóp cò. Tạch! Một tiếng rống tuyết truyền đến khiến Hứa Thiệu Phong thở phào một hơi. Sau lưng Giang Tử Phong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nên khi âm thanh trống rỗng kia truyền đến thì linh hồn cậu ấy như mới nhớ đến thân thể còn trên mặt đất, sau đó hai mắt thất thần ngồi phịch xuống đất. Ha ha, không ngờ cậu thực sự dám nổ súng. To gan thật đấy, không tồi, rất xuất sắc. Người đàn ông giấu mặt tựa như phát hiện ra điều gì đó thú vị, lập tức vỗ tay, trông vô cùng vui vẻ. Bây giờ Giang Tử Phong mới tỉnh táo hơn một chút, trước đây khi xem phim, thấy hai bên cá cược sinh mạng bằng trò bắn súng có ổ quay này. Cậu ấy cũng không có cảm giác gì, nhưng khi tự trải nghiệm thì cậu ấy mới biết được, tuyệt đối không ung dung thoải mái như trên phim, đây hoàn toàn là một trải nghiệm khiến tinh thần con người sụp đổ. Được rồi, tiếp theo đến lượt cậu, chẳng lẽ cậu không muốn báo thù sao? Cho dù trong lượt bắn vừa rồi không có đạn, nhưng tên đó đã bắn cậu đấy, người đàn ông giấu mặt bắt đầu xúi giục, hiển nhiên anh ta nhận thấy Giang Tử Phong đã bị dọa sợ, e rằng lúc này cậu ấy cũng không có can đảm nhặt súng lên. Nghe thấy lời người này nói, Giang Tử Phong cũng không có nhiều phản ứng, chỉ có điều sau đó, ánh mắt cậu ấy đột nhiên sáng lên, sau đó đứng dậy. Đúng vậy, đó mới đúng là một dũng sĩ, nhìn thấy Giang Tử Phong đứng lên, người đàn ông kia cảm thấy vô cùng vui mừng, hưng phấn hô lên. Nhờ cả vào cậu, tôi tin cậu, Hứa Thiệu Phong mỉm cười, đưa khẩu súng lục cho Giang Tử Phong. Cậu ấy gật đầu, vô cùng bình tĩnh cầm lấy khẩu súng lục nhắm thẳng vào người Hứa Thiệu Phong. Đừng để tôi phải đếm, lỡ tay tôi mà run là cò súng sẽ lại được kéo đấy, người đàn ông giấu mặt cũng không giơ súng Tiểu Liên trong tay mình lên, hiển nhiên anh ta không cho rằng những người này có thể làm gì được mình, cũng không nghĩ bọn họ dám cãi lời của anh một a. Tha lỗi cho tôi cũng bị ép buộc mà thôi, Giang Tử Phong đau khổ nhìn Hứa Thiệu Phong, đồng thời cậu ấy giơ khẩu súng trong tay nhắm vào Hứa Thiệu Phong, kiên định bóp cò. Tạch! A! Khi Giang Tử Phong bóp cò, Nam Cung Yến đột nhiên hét lên, sau đó tất cả đều toát ra vẻ vui mừng. Loại trò chơi này thật sự khiến người ta đau tim, làm cho adrenaline của mọi người tăng vọt. Nam Cung Yến và đám Tuyên Hoàng đều là phụ nữ, bị dọa đến mức mặt mày tái mét, cho đến khi tiếng cò súng vang lên, không có tiếng nổ nào phát ra, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Hứa Thiệu Phong vẫn chưa hoàn hồn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vận may không tệ nha. Không ngờ cả hai phát súng đều không có đạn, có chút thú vị, ý tứ ngạc nhiên lóe lên trong mắt người đàn ông giấu mặt. Được rồi, đổi nhanh đi, vẫn còn 1/4 cơ hội, tôi muốn xem người nào may mắn hơn, người đàn ông ngay lập tức thúc giục, rất rõ ràng, anh ta rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đầu óc vỡ toang. Tôi được phép thay thế một người hay không, đúng lúc đó, Ưng Chuẩn bỗng đứng dậy rồi hỏi người đàn ông giấu mặt. Ồ, cậu cũng muốn gia nhập sao? Được. Cậu thích tham gia thì tôi đồng ý cho cậu tham gia, chỉ có điều, số lượng đạn phải sửa lại, ban đầu ổ xoay chỉ có 1/6 lỗ là được nạp đạn, mà giờ, tôi muốn nạp 2 viên đạn, dù sao, muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả một cái giá tương ứng. Nghe thấy có người chủ động gia nhập, người đàn ông kia hơi ngỡ ngàng, sau đó anh ta vui vẻ đồng ý nhưng lại muốn thêm một điều kiện. Điều này, nghe điều kiện của anh ta, lập tức cả đám sửng sốt, Ưng Chuẩn không ngờ đối phương lại đưa ra điều kiện này. Nhưng thế lại khiến cho cậu A vô cùng vui vẻ, dẫu sao, có thêm 2 viên đạn thì có thêm vài cơ hội chiến thắng. Tôi đồng ý với ông, Ưng Chuẩn không do dự đồng. Tôi phản đối, Giang Tử Phong chợt lên tiếng, hiển nhiên là không hài lòng với kết quả này. Phản đối vô hiệu, nơi này do tôi định đoạt,
Nghe Giang Tử Phong nói vậy, người đàn ông giấu mặt cười khẩy, sau đó dùng ánh mắt đe dọa nhìn cậu ấy rồi nói. Cậu lại đây, người đàn ông giấu mặt ngoắc ngón tay với Ưng Chuẩn, cậu ta bước ra ngay. Người đàn ông lấy một viên đạn nhét vào trong nòng súng, sau đó quay với tốc độ cao rồi mạnh mẽ chốt lại. Được rồi, nếu cậu can đảm như vậy thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội, người đàn ông giấu mặt ném khẩu súng lục vào Ưng Chuẩn. Cậu ta cầm lấy khẩu súng lục, khóe miệng nở một nụ cười hờ hững, trước khi người đàn ông giấu mặt kịp phản ứng thì Ưng Chuẩn đã lấy súng nhắm ngay vào đầu anh ta. Sai lầm lớn nhất của anh chính là để tôi cầm súng, tôi chắc chắn rằng đây là một viên đạn. Anh đừng bao giờ hoài nghi kỹ thuật bắn súng của tôi, nếu không, anh xuống điện Diêm Vương mà hối hận đi, rất hiếm khi Ưng Chuẩn nói dài dòng như vậy, ý tứ trong đó rất rõ ràng, anh đừng nhúc nhích, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ánh mắt đùa cợt của người đàn ông bỗng nhiên thay đổi, sau đó u ám nhìn Ưng Chuẩn. Anh ta không ngờ rằng mình vốn ôm thái độ chơi đùa nhưng lại bị thằng này cắn ngược lại một cú đau đớn. Bỏ súng xuống, cậu có tin tôi bắn nát đầu cậu không? Bỏ súng xuống, nếu không chúng tôi sẽ giết sạch tất cả những người ở đây. Những người xung quanh thấy thế lập tức lao đến, dùng đao và súng nhắm vào Ưng Chuẩn, tất nhiên, bọn họ không thể nào ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Nổ súng đi, tôi muốn xem thử súng của các anh nhanh hay súng tôi nhanh, dĩ nhiên, nếu các anh muốn tính mạng của cậu chủ nhà các anh cũng được, dù sao thì người đi chân trần như tôi không sợ người đi giày như các anh, Ưng Chuẩn vẫn cầm chắc khẩu súng, luôn nhắm chặt vào người đàn ông giấu mặt. Cậu chủ gì, không biết mày đang nói gì ở đây, mày dùng anh ta để uy hiếp bọn tao là vô dụng, bỏ súng xuống thì có lẽ bọn tao sẽ tha cho mày một mạng, nghe Ưng Chuẩn nói vậy, có người mở miệng nói. Mộ Dung Phong, đừng giả bộ, nếu như tôi không xác định rõ thân phận của anh thì anh cho rằng tôi sẽ dùng súng nhắm vào anh sao, Ưng Chuẩn cười nhạo, đồng thời bước từng bước đến gần Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong vốn chẳng hề quan tâm, nhưng khi nghe Ưng Chuẩn nói, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi. Tuy giấu mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được anh ta quả thực đang hoảng sợ. Tôi không phải là Mộ Dung Phong gì đó, được, cậu thích đánh cược một lần thì chúng ta cược một lần, tôi cảm thấy lấy một mạng của tôi đổi mạng của những người ở đây là đáng giá lắm. Sau đó, sắc mặt Mộ Dung Phong khôi phục lại bình thường, rồi lạnh nhạt nói. Được rồi, vốn dĩ chúng tôi bị anh bắt giữ mà anh cũng không có ý buông tha cho chúng tôi, vậy thì, kéo anh xuống nước là tốt rồi, dù sao. Đường đường là cậu cả của nhà họ Mộ Dung chôn cùng với những tên vô danh tiểu tốt này, đến lúc đó gia sản nhà họ Mộ Dung rơi vào tay người khác, kết quả này thật giống như vở kịch vậy. Ưng Chuẩn bỗng quát to, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên cực kỳ kinh động. Nổ súng đi, tôi dám chắc là chỉ cần trong bọn họ có người nổ súng thì người bị bắn vỡ sọ chắc chắn là anh mà không phải ai khác. Sau đó, Ưng Chuẩn chạy đến chỗ khá gần với Mộ Dung Phong nhưng không cho anh A khoảng cách để ra tay. Chứng kiến tình hình đã được kiểm soát, lúc này bọn Giang Tử Phong nhanh chóng chạy tới, cởi trói cho mọi người, sau đó cả đám bắt đầu giằng co với nhau. Tôi sao thế này, đúng lúc đó, cơ thể của Tuyên Hoàng bỗng choáng váng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Theo Tuyên Hoàng ngã xuống đất, mọi người giống như domino từng người ngã xuống, ban đầu là một vài nhân viên bảo vệ bình thường ngã xuống đất, sau đó là vài người yếu ớt, mà người duy nhất còn đứng chính là Nam Cung Yến. Công pháp Nam Cung Yến tu luyện vô cùng lạ thường, hơn nữa thể chất của cô đặc biệt nên không hề bị ảnh hưởng gì. Mộ Dung Phong ngơ ngác, anh ta không ngờ đến mọi chuyện lại phát triển như thế, nhưng xem ra, người bị ảnh hưởng là người của đối phương, dường như người của bọn họ không bị ảnh hưởng gì. Cơ thể Ưng Chuẩn choáng váng, tay cầm súng không nổi làm nó rơi thẳng xuống đất, mà cậu ta cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Ha ha, nhãi danh, không phải mày ngông cuồng lắm à? Mà giờ làm sao đó? Đứng dậy chĩa súng vào tao coi, giờ Mộ Dung Phong đã chắc chắn rằng độc là do người một nhà hạ, nếu không thì sao người té ngã không? Phải là bọn họ chứ? Bốp bốp, cùng lúc đó, ở cửa lớn biệt thự vang lên một tràng vỗ tay, ngay sau đó, một bóng người bình tĩnh chậm rãi đi vào. Trần Triệu Dương, sao mày có thể vào im lặng không một tiếng động được chứ? Không thể nào, tao luôn xem thiết bị giám sát, mày không hề đi lên núi, Mộ Dung Phong vốn đang cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy Trần Triệu Dương, trong nháy mắt anh ta biết rằng chuyện có gì đó không hay rồi. Mộ Dung Phong, thật đáng tiếc khi lần đầu hai ta gặp nhau lại trong hoàn cảnh như vậy, Trần Triệu Dương chậm rãi bước tới, mà trên đường anh đi, những người làm nhà họ Mộ Dung vốn đang đứng thẳng nhưng theo từng bước chân Trần Triệu Dương đi qua, tất cả bọn họ đều ngã xuống như cắt lúa.
người duy nhất còn đứng vững chỉ còn lại Mộ Dung Phong và lão già đứng sau anh ta. Cậu chủ, rút lui trước thôi, lão già kia cảm nhận được khí tức trên người Trần Triệu Dương, sắc mặt ông A lập tức thay đổi, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Phong. Ông giết hắn cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải giết hắn, Mộ Dung Phong giờ sắp phát điên rồi, anh ta không ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy, biết trước thì anh ta đã giết Nam Cung Yến trước rồi, bây giờ người không giết được mà còn đặt bản thân vào tình thế nguy. Hiểm! Cậu chủ, không được, tên Trần Triệu Dương này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta, mặt lão già tái mét, khuyên nhủ Mộ Dung Phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trốn, đừng hòng chạy trốn, trừ mấy người ra thì những người khác đã ngã xuống cả rồi, chỉ còn lại hai người có thể đứng, cho nên, bó tay chịu trói là đường ra duy nhất của hai người. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sở dĩ anh dùng độc, chính là vì để tìm ra chứng cứ nhà họ Mộ Dung ra tay với bọn họ, chỉ cần giữ lại Mộ Dung Phong này, lần này nhà họ Mộ Dung không chết cũng phải bị lột một tầng ra. Nếu không, Trần Triệu Dương căn bản sẽ không quanh co lòng vòng với bọn họ, trực tiếp ra tay giải quyết những người này là được rồi. Bà xã, em cứu bọn họ tỉnh lại trước đi đã, Trần Triệu Dương vẫy vẫy tay với Nam Cung Yến, sau đó cầm lấy một bình thuốc, để cho bà xã mình giải độc cho những người này. Thật ra độc mà Trần Triệu Dương dùng cũng không phải là độc mạnh, sẽ làm người bủn rủn mất sức, chỉ cần ăn thuốc giải vào, trong vòng một phút sẽ được giải độc. Ngay lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng nổ vang rền, nghe âm thanh từ xa đến gần này, đây rõ ràng là tiếng của máy bay trực thăng. Người của Long Tổ đã tới, ngoài ra, lát nữa bọn họ sẽ phát sóng trực tiếp mấy người, một khi xác định được thân phận của mấy người, vậy nhà họ Mộ Dung thảm rồi. Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Phong, nói. Nghe thấy lời nói của anh, Mộ Dung Phong cùng lão già kia sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Xem ra lần này thật sự chạy không thoát, lão già kia nhìn từng bước ép sát của Trần Triệu Dương, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không sai, hôm nay cho dù như thế nào hai người đều không trốn thoát được đâu, Mộ Dung Phong còn không cởi bỏ lớp ngụy trang xuống, giọng của anh rất nhẹ nhàng, hiếu kỳ hỏi Mộ Dung Phong. Cậu chủ, xin lỗi cậu, lão già cảm nhận được hơi thở trên người Trần Triệu Dương, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay sau đó, ông ta túm lấy Mộ Dung Phong kéo về bên người, đồng thời hất tay lên, vỗ mạnh về phía anh ta. Đáng chết, cảm nhận được hành động của lão già, sắc mặt Trần Triệu Dương lập tức biến đổi, lão già này muốn giết Mộ Dung Phong, đến lúc đó cho dù có bắt được những người khác, cũng không có khả năng đến nhà họ Mộ Dung để hỏi tội. Lúc này cả người Trần Triệu Dương lóe lên. Một luồng chân khí chém mạnh về phía lão già kia. A, à, Mộ Dung Phong không ngờ rằng thế mà lão già vẫn luôn bảo vệ mình lại đột nhiên ra tay nặng với mình như thế, nhưng anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Mộ Dung, thế mà bây giờ lại phải chết trong tay lão già bảo vệ mình, thật sự quá châm chọc. Mà càng châm chọc hơn chính là, lúc này kẻ địch của mình lại muốn bảo vệ mình. Còn không ra sao, nếu không ra, cậu chủ nhà mấy người sẽ bị đánh chết, lúc Trần Triệu Dương cách Mộ Dung Phong một đoạn. Đột nhiên mở miệng hô lên. Ha ha, không ngờ rằng lại có người có thể phát hiện ra được sự tồn tại của tôi, có chút thú vị, ngay lúc này, một giọng nói cực kỳ âm trầm truyền đến. Mà lão già lúc đầu muốn đánh chết Mộ Dung Phong lại túm lấy anh ta, hai người cùng nhau lùi ra phía sau. Cậu chủ, xin lỗi, vừa rồi tôi vì muốn kéo dài thời gian nên mới nói như vậy, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định tôi sẽ chịu phạt, sau khi lão già kéo Mộ Dung Phong thoát ra. Lúc này mới nói với anh ta. Không ngờ rằng, đường đường là nhà họ Mộ Dung, lại có người cấu kết với Vu Thần Giáo, xem ra, nhà họ Mộ Dung này đúng là không cần thiết phải tồn tại. Triệu Dương cười lạnh một tiếng, chỉ với việc Mộ Dung Phong làm ra, còn chưa đủ để dao động địa vị của nhà họ Mộ Dung. Mà người trước mắt này lại không giống, chỉ nói đến hơi thở thôi, anh đã cảm nhận được hơi thở giống với đằng hạ như đúc, cho nên mới xuất hiện một màn ép buộc, không nghĩ tới người này thế mà thật xuất hiện. Vu Thần Giáo, Trần Triệu Dương, đừng có mà ngậm máu phun người, lão già này cũng không phải người của Vu Thần Giáo, lão già đột nhiên xuất hiện kia cười lạnh một tiếng, sau đó đánh mạnh một chưởng về phía Trần Triệu Dương. Hai người đi mau, tôi sẽ ngăn cậu ta lại, lão già kia hô lên với hai người Mộ Dung Phong. Ngăn cản tôi, ông đúng là rất tự tin, tôi cũng muốn nhìn xem ông lấy cái gì để ngăn cản tôi, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự đánh về phía ông ta. Muốn chết, cảm nhận được sự khinh thường của Trần Triệu Dương, lão già kia tức điên lên. Rõ ràng là đang xem thường mình, Mộ Dung Phong và lão già còn lại nhìn thấy v. Biết,
nếu không chạy, sợ rằng sẽ thật sự phải viết di chúc ở đây. Chỉ là, chân khí trong cơ thể của hai người bọn họ bị Trần Triệu Dương hạ độc chặn lại, cho dù có muốn tăng tốc độ lên cũng không thể. Đi cướp máy bay trực thăng, hai người bọn họ lướt nhau một cái, lúc này hai người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, mà máy bay trực thăng của Long Tổ cũng đã hạ xuống. Cút ngay cho tôi, đương nhiên Trần Triệu Dương cảm nhận được mục tiêu của hai người Mộ Dung Phong, tình hình lúc đầu còn rất tốt, nếu như vậy mà vẫn có thể để anh ta chạy mất, vậy thì đúng là quá mất mặt. Lúc này Trần Triệu Dương ra tay điên cuồng, lão già kia giống như một con thuyền nhỏ trong gió to sóng lớn, không ngừng chao đảo dưới sự tấn công của anh. Cảm nhận được những đòn tấn công hung ác của Trần Triệu Dương, rốt cuộc lão già kia cũng phải thay đổi sắc mặt, trước đó ông ta còn có chút khinh thường, cho rằng mình đường đường là đỉnh phong võ tông, thế mà còn phải ra tay đối phó với một thanh niên khoảng 20 tuổi như thế này thì thật sự quá mất mặt. Thế nhưng bây giờ, ông ta đã không còn nghĩ như vậy nữa. Ai nói thực lực của người trẻ tuổi này không cao? Trần Triệu Dương này đúng là một tên quái vật, một tên biến thái. Chỉ mới vào võ đạo tông sư, thế mà đã có thể ngăn chặn đỉnh phong võ tông như ông ta, mà căn bản nhất chính là, Trần Triệu Dương không sợ những đòn tấn công của ông ta, cho dù ông ta có tấn công kiểu gì, anh cũng đều phá được chỉ với một quyền. Ngay lúc này, hai người Mộ Dung Phong đã chạy đến trước máy bay trực thăng, mà người lái máy bay trực thăng chính là phó tổ trưởng của Long Tổ ở thành phố Nam Hải Vinh Dương, tay lái phụ là Phạm Thanh Thanh. Nhanh lái máy bay đi, hai người bọn họ chui lên máy bay trực thăng. Nhanh chóng đóng cửa khoang lại, đồng thời uy hiếp nói với Vinh Dương. Cậu Mộ Dung, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Vinh Dương, trước mắt là phó tổ trưởng của Long Tổ ở thành phố Nam Hải, rất vui vì được phục vụ cậu. Trên mặt Vinh Dương lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó nhấn một cái nút ở bên cạnh. Răng rắc. Ngay lúc Mộ Dung Phong còn đang kêu gào, trên ghế ngồi đột nhiên xuất hiện một loạt cơ quan, khóa chặt lấy hai tay hai chân của Mộ Dung Phong và lão già kia, ngay cả cổ cũng không ngoại lệ. Cái này, đây là cái quỷ gì, Mộ Dung Phong hoàn toàn sụp đổ, vốn còn muốn uy hiếp người điều khiển máy bay trực thăng đưa bọn họ đi, thế nhưng ai biết được lại xuất hiện chuyện khiến người ta sụp đổ như vậy. Không có gì, đây là đồ tốt mà Long Tổ chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho võ giả, chỉ cần đeo cái này lên, cho. Dù có thực lực mạnh hơn cậu cũng phải cúi đầu phục tùng, Vinh Dương nở nụ cười hiền hòa, cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho Mộ Dung Phong. Đáng chết, xong rồi. Sắc mặt của AMH ta và lão già kia xám xịt như cho, đã biến thành thế này rồi, cho dù có. Tự sát cũng vô dụng, dù sao, người chết thì vẫn còn có thi thể. Ông cũng nằm xuống cho tôi đi, Mộ Dung Phong và lão già đã bị bắt, Trần Triệu Dương cũng không muốn chơi đùa nữa, dốc sức ra tay, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, lại cộng thêm cả sức mạnh cơ thể của anh, nó đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Sức ép khủng khiếp lan ra bốn phía. Nơi mà Trần Triệu Dương và lão già kia đang đứng bị tàn phá bừa bãi, gạch và những vật trang trí xung quanh đều bị nổ tung, một cái hố sâu khoảng nửa mét, có đường kính 5 mét. Xuất hiện trong phòng khách của biệt thự. Trần Triệu Dương đứng ở mép hố, chính giữa cái hố là kẻ vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo kia, lúc này ông ta đang nằm sấp trong đó. Chẳng qua, bây giờ ông ta trông cực kỳ nhếch nhác, cả người đẫm máu, thở thoi thóp, nằm ở đó không động đậy nổi, hai mắt cũng thẫn thờ. Trời đất! Đại ca lại mạnh hơn rồi, nhìn thấy kết quả đáng sợ do anh tạo ra, Giang Tử Phong giật mình thốt lên, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ. Đến khi nào thì cậu ấy mới có thể đạt tới trình độ đó đây? Trần Triệu Dương từ từ đi xuống, đến bên cạnh người đang nằm, lạnh lùng nhìn ông ta, nói đi, nếu ông nói hết những gì ông biết ra cho tôi thì có thể tôi sẽ cho ông một cái chết sung sướng đấy. Ha, dù sao cũng phải chết, không sao cả, sắc mặt người kia đã khá hơn một chút, giễu cợt cười. Ông đã tới đây thì chắc cũng biết tôi là một bác sĩ chứ. Không những thế, tôi còn là một thần y, có thể nói rằng, chỉ cần tôi ở đây thì cho dù ông muốn chết cũng hơi khó, trừ khi ông tự hái đầu mình xuống, bóp vỡ tim của ông, anh nhếch mép, ôn hòa nói. Cậu muốn làm gì, nghe thấy những gì anh vừa nói, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi. Đã sống đến tuổi này, có thể ông ta không còn sợ cái chết nữa nhưng chết quá thê thảm không phải là mong muốn của ông ta. Không có gì, tôi chỉ muốn biết một số chuyện thôi. Ông tên gì, làm chức vụ gì ở Vu Thần Giáo? Hệ thống cấp bậc ở Vu Thần Giáo là như thế nào? Anh ngồi xổm xuống, lạnh nhạt hỏi. Hừ, cũng không sợ nói cho cậu biết, ông đây tên Liên Quần, chỉ là một con chiên nhỏ bé trong Vu Thần Giáo mà thôi, còn hệ thống cấp bậc ở Vu Thần Giáo. Chúng tôi lại càng đơn giản,
những đỉnh phong võ tông như tôi đều là con chiên thông thường, mạnh hơn chúng tôi là chính thần sử, cao hơn nữa là hộ pháp, còn những người ở trên thì các người tự tưởng tượng đi, chắc chắn mạnh hơn các người nghĩ nhiều, Liên Quần cười lạnh, bắt đầu nói hưu nói vượn. Xem ra trên đời đúng là không có gì tự dưng sinh ra hận thù được, ông hận tôi chắc chắn là có nguyên nhân, chẳng hạn như, Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, sau đó chìa tay ra, bắt đầu giúp Liên Quần chữa trị thương thế trong cơ thể ông ta. Liên Quần không ngờ Trần Triệu Dương lại có khả năng chữa trị cao đến vậy, chỉ trong vòng chưa đến một phút ngắn ngủi mà thương thế của ông ta đã khôi phục được 7-8 phần 10, chẳng qua, trong cơ thể ông ta cũng có thêm một lượng chân khí kỳ lạ. Nó rất đặc biệt, tưởng chừng như không hề nguy hiểm nhưng dù cho Liên Quần cố gắng loại trừ nó thế nào, nó vẫn vững vàng bám vào kinh mạch ông ta như mọc rễ ở đó, không hề có tác dụng chút nào. Gì đây, ông đây chờ cả buổi là để nhờ cậu chữa bệnh cho tôi hả? Cảm nhận được tình trạng cơ thể, Liên Quần lập tức cười khẩy, la ầm lên. Không ngờ trong lòng cậu lại ngông cuồng như vậy, thế mà lại thích loại luận điệu này, Liên Quần thôi thúc chân khí trong cơ thể, muốn tìm cơ hội ám sát anh. Nhưng anh không hề nhúc nhích, cứ nở nụ cười như có như không mà nhìn ông ta. Ôi ngay khi chân khí trong người sục sôi, cảm giác đau đớn dữ dội lập tức truyền tới từ khắp các kinh mạch, suýt thì làm ông ta ngất đi. Cảm giác không tệ đúng không? Ông phải hiểu một điều rằng, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu hết kiên nhẫn thì tôi sẽ không cho ông thêm cơ hội nào đâu, tôi sẽ cho. Ông trải nghiệm sự đau đớn tột cùng đến chết, Trần Triệu Dương cười khẩy, không hề nương tay. Anh rất nhạy cảm với mùi máu, trên người Liên Quần này có một lượng sát khí vô cùng nồng nặc, mùi máu cũng rất rõ ràng, chắc chắn không ít người đã chết dưới tay Liên Quần, ông ta cũng hoàn toàn không phải hạng người hiền lành gì. Thế nên, lúc đối phó với một kẻ như ông ta không cần phải giữ lễ nghĩa, có thủ đoạn gì cậy được miệng ông ta ra thì cứ dùng. Cảnh tượng này không nên cho Nam Cung Yến và những người khác nhìn thấy nên anh bảo đám người Giang Tử Phong đã khôi phục dẫn họ ra sau biệt thự. Không lâu sau, trong sân chỉ còn lại hai người Trần Triệu Dương và Liên Quần. Thôi, nói được rồi, tôi muốn nghe sự thật, ông mà nói dối nữa là biết hậu quả rồi đấy, anh nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn, sau đó điểm mấy cái lên người ông ta. Nằm mơ đi, tra tấn có thế này thôi mà cũng mong cậy được miệng tôi à, đúng là quá ngây thơ, Liên Quần cười lạnh, giễu cợt nói. Hi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Trần Triệu Dương lắc đầu tỏ ra bất đắc dĩ. Sau đó anh chìa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên người Liên Quần. Á, ông ta đau đớn hét lên, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Vừa rồi ông ta cảm nhận được rất rõ, Trần Triệu Dương chỉ nhẹ nhàng vỗ mấy cái thôi mà ông ta đã cảm giác được nỗi nhức nhối mãnh liệt truyền đến từ sâu trong linh hồn. Đừng nôn nóng, tôi sẽ rất dịu dàng, anh khế mỉm cười, cầm một miếng thủy tinh bên cạnh lên, nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay ông ta. Á. Liên Quần đã sắp sụp đổ, cơn đau này thật sự hành hạ ông ta đến tận xương thủy, ông ta chưa từng nghĩ rằng có thứ gì quét qua ngón tay lại đau đến vậy. Phải biết rằng, cho dù bị gấy ngón tay thì ông ta cũng không thấy đau như thế, da chưa bị rách mà đã đau đến chết đi sống lại rồi. Tôi nói, dừng lại đi, thấy Trần Triệu Dương còn muốn tiếp tục, Liên Quần lập tức trợn trừng hai mắt, điên cuồng hét lên. Anh vẫn không dừng lại, dùng miếng thủy tinh trong ai rạch xuống đầu ngón tay ông ta. Hai mắt Liên Quần đỏ như máu, ước gì được cần lưỡi tự sát, nhưng giờ đây đến cả sức để cắn lưỡi ông ta cũng không có, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Trần Triệu Dương không hề có ý định dừng tay, rạch hết ngón này đến ngón khác, vừa rạch vừa nói, đừng lo, thật ra ông chẳng bị thương gì đâu, chỉ là bị chảy ngoài da thôi. Sở dĩ ông có cảm giác như vậy là vì tôi đã tăng độ nhạy với cảm giác đau của thần kinh lên 20 lần, vì vậy dù chỉ chạm vào ông thì ông cũng cảm giác được cơn đau như kim châm muối sát. Lúc này Liên Quần đã hoàn toàn kiệt sức, nghe anh nói xong mới hiểu ra tại sao mình lại thấy đau dữ dội đến vậy. Trần Triệu Dương này chính là một con ác quỷ, hơn nữa lại còn là một con ác quỷ không nói phải trái, ông ta đã chịu thua rồi mà còn không chịu bỏ qua cho ông ta nữa. Sau cùng, Trần Triệu Dương rạch cả 10 đầu ngón tay của Liên Quần rồi mới dừng lại. Lúc này, Liên Quần có dấu hiệu triệu chứng hư thoát, toàn thân không có nổi một chút sức lực nào, thậm chí còn không có sức để mở mắt. Não bộ thì trống rỗng. Được rồi, đừng có giả vờ chết, trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi. Nếu trả lời tốt thì tôi sẽ làm cho cơn đau ít đi vài lần, Trần Triệu Dương chuyển một tia chân khí cho ông ta để ông ta có thể hồi phục một chút sức lực rồi sau đó hỏi tiếp. Cậu chính là ma quỷ, ha ha, tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của Vu Thần giáo chúng tôi là đi chọc vào một người như cậu.
tôi có linh cảm, có lẽ cậu là người sẽ hủy diệt cơ nghiệp trăm năm của Vu Thần giáo chúng tôi, Liên Quần giống như đã chấp nhận số mệnh, tự mình chế giễu. Trần Triệu Dương không làm phiền ông ta mà để ông A tiếp tục nói. Tôi là một hộ pháp của Vu Thần giáo, ở trong Vu Thần giáo có hơn 30 hộ pháp giống như tôi. Phía trên chúng tôi là các trưởng lão, có tất cả 9 vị trưởng lão. Ngoài ra, còn có 5 vị phó giáo chủ, 1 vị giáo chủ, tôi đã nói thực lực của tôi chỉ thuộc tầng chót của Vu Thần giáo thì chắc chắn không phải là nói đùa, lúc này Liên Quần lên tiếng. Được rồi, tôi đã nói tất cả những gì nên nói, đừng động vào tôi, hãy để tôi yên lặng mà chết đi, Liên Quần nói xong những lời đó liền nhắm mắt nằm ở nơi đó chờ chết. Này, ông giả vờ chết đấy à, tôi còn có chuyện muốn hỏi ông, Trần Triệu Dương thấy ông ta như vậy thì quát lên. Hả, tại sao tôi vẫn chưa chết? Không phải tôi sẽ bị cổ trùng cắn nuốt mà chết sao? Sau khi Liên Quần im lặng chờ vài giây nhưng vẫn không có động tĩnh gì, lập tức hỏi với vẻ nghi ngờ. Ông nói những thứ này sao? Lúc này, Trần Triệu Dương bỗng nhiên vươn tay ra, giữa hai ngón tay kẹp một con sâu giống như ấu trùng đang ở dạng nửa trong suốt, nhưng mà bây giờ nó đã chết rồi. Cái này, cậu lấy nó ra khỏi người tôi từ khi nào? Vậy, Liên Quần nhìn thấy thứ này thì trợn tròn mắt. Đừng nhìn lúc nãy Trần Triệu Dương tra tấn ông ta như thế chứ thật sự còn không chấn động bằng việc con cổ trùng này bị lấy ra ngoài. Rất đơn giản, lúc chụp lấy ông thì tôi đã lấy nó ra từ miệng vết thương của ông, Trần Triệu Dương chỉ vào chỗ bị thương trên người của Liên Quần rồi nói một chuyện cực kỳ nhạt nhẽo. Thật ra, lúc nãy Trần Triệu Dương đã phát hiện ra sự tồn tại của con cổ trùng này, mặc dù anh làm tăng cảm giác đau đớn và độ nhạy thần kinh của Liên Quần lên gấp 20 lần. Nhưng anh cũng nhân cơ hội dùng chân khí bao vây lấy con cổ trùng này rồi lấy ra khỏi cơ thể của ông ta. Ha ha, ha ha, nghe thấy những lời này của Trần Triệu Dương, Liên Quần chợt cười lớn, nỗi đau được giải thoát và khao khát được sống đều có lẫn trong tiếng cười của ông ta. Nghe thấy tiếng cười đau khổ nhưng lại nhẹ nhõm của Liên Quần, Trần Triệu Dương bỗng nhiên im lặng. Anh tin con người đều muốn làm người tốt, không ai muốn trở thành người xấu và không có người nào sinh ra đã là người xấu. Tất cả đều là do cuộc sống ép buộc. Mà Trần Triệu Dương cũng đã tiếp nhận được mánh khóe kiểm soát con người của Vu Thần giáo rồi. Loại cổ trùng này có tên là phệ tâm cổ, một khi người bị hạ cổ biết được ký chủ nói ra hoặc làm điều gì đó có hại cho chủ nhân thì chắc chắn người đó sẽ phải chịu nỗi đau mà phệ tâm cổ gây ra, cuối cùng các cơ quan nội tạng sẽ bị ăn hết. Và lý do mà Liên Quần không dám nói ra những điều này chắc chắn có liên quan đến phệ tâm cổ. Còn về sau sở dĩ lại nói ra thì chính là do phương pháp tra tấn của anh. Khi đó, Liên Quần thật sự muốn chết, cho nên ông ta mới nói thẳng ra. Được rồi, đã cười đủ chưa? Nếu cười đủ rồi thì hãy nói về chuyện đó tiếp đi. Dù sao thì bây giờ ông cũng không còn điều gì phải kiêng dè nữa, không cần phải. Vì một cái Vu Thần giáo chó má kia mà đưa tính mạng của mình ra như vậy, đợi đến khi tiếng cười Liên Quần nhỏ xuống, lúc này Trần Triệu Dương mới lên tiếng hỏi. Được, tôi sẽ nói cho cậu biết, sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng có thể nói hết ra một cách sảng khoái rồi, khiến ông đây nghẹn muốn chết, Liên Quần nói tục một câu, sau đó ông ta mới thổ lộ hết những nỗi đau bao năm qua. Hóa ra Liên Quần cũng là một người vô cùng hạnh phúc, con cháu đông đúc, thực lực lúc đó cũng rất khá. Nhưng mà bỗng có một ngày, nhà của bọn họ xảy ra một biến động lớn, ông ta là người duy nhất còn lại ở trong nhà, những người khác đều bị bắt đi. Mà người bắt bọn họ chính là Vu Thần giáo. Vu Thần giáo đã bắt người nhà của ông ta, cùng ông ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ăn phệ tâm cổ mà Vu Thần giáo chuẩn bị, lúc này bọn chúng mới thả người nhà của ông ta ra ngoài, mà ông ta lại trở thành con dao của Vu Thần giáo, làm việc giúp cho bọn chúng. Cho dù cậu lấy phệ tâm cổ ở trong người tôi ra thì bọn họ cũng sẽ lấy người nhà của tôi ra để đe dọa thôi, tôi vẫn không thể trốn thoát khỏi bọn họ. Sau khi chút được nỗi phiền muộn ở trong lòng, lúc này ông ta mới nói với Trần Triệu Dương với vẻ bất lực. Chỉ cần ông sẵn sàng thay đổi thì tất cả đều dễ nói, Trần Triệu Dương lắc đầu, anh không có ý muốn cứu Liên Quần, mặc dù ông ta bị buộc phải hành động trong mấy năm nay nhưng dù có thế nào đi nữa thì ông ta cũng đã làm rất nhiều chuyện không có tính người và mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mà họ đã làm. Đúng lúc này, một loạt tiếng xe ô tô rít gầm chạy tới, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn ra ngoài. Đột nhiên cau mày. Bởi vì những người ở bên ngoài đi vào đều không rõ thân phận, tất cả đều lộ ra vẻ kiêu căng, nhìn qua cũng thấy đây không phải là người dễ chung sống. Sau khi những người này đi vào trong, bọn họ đã thương lượng trực tiếp với Vinh Dương. Rất tốt, lại có khách đến đây, hãy nói Vu Thần giáo của các người ở chỗ nào đi,
Trần Triệu Dương không muốn lãng phí thời gian nữa nên anh lập tức hỏi lại. Lần này Liên Quần cũng không giấu giếm nữa, Trần Triệu Dương hỏi cái gì thì ông ta trả lời cái đó, khi anh có được câu trả lời như ý muốn thì những người ở bên ngoài cũng đã xông vào. Tổ trưởng Hách, chúng tôi sẽ không giao người này ra đâu, ông hãy đi ra ngoài đi, vẻ mặt của Vinh Dương tràn ngập lo lắng mà đuổi theo, những người này hoàn toàn không thèm để ý tới Vinh Dương, xông thẳng vào. Bên trong biệt thự, bên trên có lệnh, những tù nhân bị bắt lần này phải giao cho chúng tôi 19 người, các ông có thể chấm dứt công việc. Người đâu, mang những người kia đến đây cho tôi, người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, sau khi ông ta nhìn thấy Liên Quần nằm ở trong hầm liền cất cao giọng nói. Nghe thấy người này nói vậy, hai người đàn ông từ phía sau đi ra, đi thẳng tới chỗ Liên Quần đang ở trong hầm. Khi đến bên cạnh Liên Quần, hai người định vươn ai ra túm lấy ông ta. Trở về cho tôi, Trần Triệu Dương thật sự không thể nhìn được sự vô lý của những người này, lập tức ngăn cản hai người này lại. Mày dám ngăn cản chúng tao, mày có biết chúng ao là ai không? Tao thấy mày muốn can thiệp vào chuyện này, mày có tin chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại, mày sẽ bị lột ra hay không? Hai người kia bị chân khí của Trần Triệu Dương đẩy ra, nhưng mà rõ ràng là hai người này không biết được việc anh đã rất nể mặt rồi, cho nên giọng nói vang lên tràn ngập sự phẫn nộ. Cậu Trần, cậu không sao chứ? Lúc này Vinh Dương vừa đi vào liền nghe thấy cuộc đối thoại của Trần Triệu Dương và hai người kia, ông ấy lập tức đi tới bên cạnh Trần Triệu Dương rồi quan tâm mà hỏi. Tôi không sao, những tên ngốc này từ đâu tới đây? Trần Triệu Dương lắc đầu, không hiểu rõ tình huống thì anh cũng không ra tay nặng lắm, nhỡ đâu làm người nhà bị thương thì sao? Cậu Trần, thật ra họ cũng thuộc bộ phận đặc biệt đấy ạ, nhưng không cùng ngành với chúng tôi. Tôi nghĩ tôi xử lý sẽ thích hợp hơn, xin cậu chờ một lát. Vinh Dương nhỏ giọng giải thích với Trần Triệu Dương. Ông ta không dám để anh có liên quan tới đám ngu xỉ này, lỡ may chọc giận anh thật thì mấy tên này cũng không đủ để anh đánh dù chỉ là bằng một tay. Thằng khốn nạn kia, mày mới nói gì đấy? Mày dám nói ai đần độn đấy? Tay tổ trưởng Hách cầm đầu kia cũng nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, giận dữ quát tháo. Chát! Ngay lúc đó, ông ta đột nhiên thấy hoa mắt, người xoay tròn ngã văng ra ngoài, va mạnh vào cửa biệt thự rồi rơi sụp xuống. Thấy Trần Triệu Dương ngang ngược còn tổ trưởng Hách của họ thì thê thảm như thế, những người còn lại lập tức ngậm miệng vì cho rằng trong thời điểm thế này tốt nhất là nên giữ im lặng thì hơn, nhưng cũng có người nhanh trí chạy tới đỡ ông ta dậy. Mày dám đánh tao à? Mày chết chắc rồi, mày xong đời rồi, thật lâu sau đó, tổ trưởng Hách mới hoàn hồn. Lúc được người khác đỡ lên, ông ta giận dữ quát Trần Triệu Dương trong khi mặt mũi sưng vù, mắt cũng híp lại. Đây là nhà của tôi. Các người tự tiện xông vào nhà tôi, đã vậy còn phát ngôn không suy nghĩ, tôi không đánh chết các người là đã may lắm rồi, anh cười lạnh, dù sao. Anh cũng có lý hơn nên làm gì cũng được. Hơn nữa, tôi hoài nghi các người thuộc Phu Thần Giáo, vì chỉ có đám côn đồ đó mới làm ra chuyện như vậy. Đúng là dã man, không có một chút học thức nào. Trần Triệu Dương thản nhiên nói, những lời này làm cho người của thập cửu sứ sững sờ. Họ đã nói mình là thập cửu sứ rồi mà người này còn nói hưu nói vượn một cách nghiêm trang như thế nữa. Được lắm, chưa bao giờ có ai dám đánh tao, mày là người đầu tiên đấy. Bây đâu, đi lên còng nó lại, nó dám phản kháng thì cứ đánh chết, Hách Viễn Phương sắp. Tức điên, gào lên. Để tôi xem ai dám. Hách Viễn Phương, chuyện này vốn thuộc về Long Tổ chúng tôi, thập cửu sứ các ông chen ngang thì không ổn lắm đâu. Chưa kể Trần Triệu Dương cũng là người của Long Tổ. Ông chắc chắn muốn đối đầu với Long Tổ sao, Vinh Dương thẳng thừng nói với ông ta. Vinh Dương, mở to con mắt chó của ông ra nhìn đi, đây là nghị định bổ nhiệm mà cấp trên đã cấp cho tôi, vụ án này phải giao cho thập cửu sứ, tốt nhất các ông nên tích cực phối hợp đi, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Hách Viễn Phương lạnh lùng cười, lấy một tờ giấy ra khỏi ngực rồi ném qua cho Vinh Dương. Ông ta nhanh chóng bắt lấy tờ giấy, sau khi đọc nội dung bên trên, nét mặt ông ta lập tức thay đổi. Bất lực lắc đầu với Trần Triệu Dương. Bắt nó lại cho tôi, giờ đây Hách Viễn Phương đã không còn kiên nhẫn để đợi nữa, ra lệnh cho người của mình bắt anh lại. Tên ngu ngốc này, Vinh Dương cười khẩy, lập tức lùi ra sau, ông ta cũng không muốn bị va phải khi những người này bị đánh bay ra ngoài. Người của thập cửu sứ xông lên bao vây anh. Thằng ôn kia, không phải vừa rồi mày ngông nghênh lắm sao? Mày ngông nữa cho tao xem đi. Hôm nay tao sẽ cho mày biết Hách Viễn Phương tao đây không dễ chọc, nhìn người đang bị bao vây, Hách Viễn Phương giữ tợn quát. Lên cho tôi, đập gấy tay chân nó đi, ông ta ra lệnh với bọn thuộc hạ của mình. Nghe Hách Viễn Phương nói vậy,
có người lập tức lao tới gần anh, tốc độ của người này vô cùng nhanh, thực lực ít nhất ở tiên thiên đại thành. Cút, Trần Triệu Dương có hơi không kiên nhẫn, mấy lũ này cứ như băng keo dính vậy, phải dần một trận cho lũ này phục mới được. Anh giơ tay tát, người kia tới như thế nào thì về như thế đó, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước, quan trọng. Hơn là người kia tiếp đất bằng mặt, lúc hắn ta đứng dậy được thì mặt đã bị biến dạng. Không chờ những người này phản ứng kịp, Trần Triệu Dương mạnh mẽ xông tới. Bọn họ mạnh nhất cũng chưa đến võ đạo tông sư, có đánh hội đồng cũng không chống lại được nổi anh. Anh tát mười mấy cái, đám người này lần lượt ngã hết xuống đất. Trước mặt anh chỉ còn lại Hách Viễn Phương vẫn đang đứng, chẳng qua lúc này hai chân ông ta run lập cập, nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hách Viễn Phương không ngờ mình lại gặp phải một võ giả mạnh đến vậy, ban đầu ông ta định cướp công nhưng có lẽ là đã đá trúng ván sắt rồi. Cậu Trần, xin hãy có chừng mực, đừng kích động, dù sao thì thập cửu sứ này cũng khá đặc biệt, không nên dây vào đâu ạ, thấy Trần Triệu Dương còn định đánh Hách Viễn Phương thì Vinh Dương mau chóng tiến lên khuyên. Anh gật đầu, thật ra anh không muốn tiếp tục đánh nữa vì thực lực kiểu này không có tính khiêu chiến chút nào, đánh bọn này cũng thành bắt nạt. Trần Triệu Dương không định làm đến cùng nhưng Hách Viễn Phương lại được đà lấn tới. Khi nghe thấy lời nói của Vinh Dương, Hách Viễn Phương mới nhớ ra thân phận tổ phó thập cửu sứ của mình, hơn nữa, nhìn có vẻ Trần Triệu Dương rất kiêng kỵ thân phận của ông ta. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa thì Trần Triệu Dương này cũng không thể động vào ông A được. Thằng chó chết kia, mày được lắm, hôm nay mày dám động vào người của tao, mày chờ đó cho tao. Tao báo lên cấp trên xong nhất định sẽ trừng trị mày. Tao sẽ khiến cho nửa đời sau của mày đều đi bóc lịch, Hách Viễn Phương hung tợn chừng anh, nói ra những lời vô cùng độc địa như để trút hết nỗi sợ hãi trong lòng ra. Ban đầu Vinh Dương còn thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại thâm chửi thề vì nghe thấy những lời không biết sống chết của Hách Viễn Phương. Đầu óc người này bị uống nước hay sao vậy? Đã lúc nào rồi mà còn không biết xem tình hình? Giờ thì xong thật rồi. Quả nhiên, vốn dĩ Trần Triệu Dương đã định bỏ qua cho ông ta, nhưng khi nghe thấy ông ta đe dọa mình. Đôi mắt anh hiện lên sự tàn khốc lạnh lùng. Bản thân tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp, còn ông thì chẳng những uy hiếp tôi mà còn xúc phạm tôi đến cùng, ông có thể đi chết rồi, anh cười khẩy, chợt biến mất rồi lại xuất hiện ở trước mặt Hách Viễn Phương, dùng một tay bóp cổ ông ta. Cậu Trần à, xin cậu đừng xúc động, dù sao ông ta cũng là tổ phó của thập cửu sứ, nếu gặp chuyện gì không may thật thì rắc rối lắm. Vì một kẻ như vậy mà để mình bị liên lụy là không đáng đâu, thấy Trần Triệu Dương thật sự muốn giết người, Vinh Dương cao giọng khuyên nhủ. Ông cũng khá may mắn, tôi ấy à, ghét nhất là rắc rối. Chú Vinh nói giết ông sẽ rất rắc rối nên tạm thời tôi sẽ không giết ông, anh hơi thả lỏng tay, lạnh lùng nói. Chẳng qua, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, làm sai thì phải tự chịu hậu quả, lúc nói câu này, anh giơ ngón tay ra. Xì. Chân khí trong cơ thể Hách Viễn Phương dần dần xì ra hết như khinh khí cầu bị xì hơi. Dám nói thêm một câu thì để mạng của ông lại đi, không chờ Hách Viễn Phương nói gì, Trần Triệu Dương ngang ngược nói. Quả nhiên ông ta vừa định nói gì nhưng nghe anh nói vậy thì ngậm miệng lại ngay, có điều ánh mắt ông ta nhìn Trần Triệu Dương rất oán độc, song anh không hề để ý. Vinh Dương đứng cạnh anh cười khổ, ông ta đã đoán trước được kết quả này rồi. Khoan nói đến Trần Triệu Dương. Nếu ông ta là anh thì có lẽ ông ta cũng không bỏ qua cho đối phương dễ dàng như vậy rồi. Đi, Hách Viễn Phương biết chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn thất bại nhưng ông ta cũng có toan tính trong lòng, cho dù thực lực ông ta đã bị phế đi nhưng không phải ai cũng có thể làm khó ông ta được. Không lâu sau, người của Hách Viễn Phương đưa ông ta rời khỏi đây, còn Mộ Dung Phong và lão già kia thì đương nhiên không thể mang đi được. Được rồi, chuyện ở đây đã xong, ông dẫn người đi đi. Nhớ chú ý đề phòng nhé. Đừng để bọn người này chạy mất, chờ đám Hách Viễn Phương đi rồi, Trần Triệu Dương nói với Vinh Dương. Cậu Trần, vậy chúng tôi xin phép đi trước, Vinh Dương không dám chần chừ, chung quy cậu chủ nhà Mộ Dung này đã cấu kết với Vu Thần Giáo, bây giờ còn bị Long Tổ bắt lại, dù thế nào thì nhà Mộ Dung cũng không rửa sạch hết hiềm nghi được. Anh gật đầu. Vinh Dương lập tức hợp sức với nhóm Phạm Thanh Thanh để đưa cả liên quân lên trực thăng, còn Mộ Dung Phong và lão già kia. Để tránh cho hai người này tỉnh lại rồi bỏ trốn, Trần Triệu Dương phá hủy cả đan điền của họ. Nếu như giết chết những kẻ này theo ý muốn của Trần Triệu Dương thì cũng được, nhưng sau lưng chúng còn có nhà Mộ Dung, chuyện này vừa hay có thể làm lý do để đối phó với gia tộc này. Nếu Long Tổ ra sức thì có thể nhân cơ hội này loại bỏ cả nhà Mộ Dung. Có điều,
anh cũng không cho rằng nhà Mộ Dung sẽ bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, cho dù thực lực của Long Tổ rất mạnh nhưng cũng không thể giải quyết nhanh gọn việc đó. Suy cho cùng, theo như lời của nhóm Tạ Đồ thì gia tộc kia vẫn còn chỗ xoay sở, và kể cả những ông cụ ấy cũng không thể đối phó với con bài chưa lật đó được. Thảo nào những gia ồn tại trên 100 năm đều không có nhà nào là hiền lành, nếu có thì có lẽ cũng đã bị những gia tộc khác thâu tóm trong dòng chảy của lịch sử rồi. Khi Vinh Dương đã dẫn người rời khỏi đây, Trần Triệu Dương thở phào. Mặc dù lần này đã giải trừ được mối nguy cơ nhưng lòng anh lại bắt đầu thấy gấp gáp. Trong số những thuộc hạ của anh không có một người nào có thể tự mình đảm đương một thế lực, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể làm vậy, dĩ nhiên tiền đề là không gặp được võ giả cùng cấp bậc hoặc thậm chí là cao hơn, nếu không thì rất khó để quyết định thắng thua. Mà sau khi võ giả đạt tới võ đạo tông sư, cám dỗ lớn nhất đối với họ chính là tăng thực lực, vì vậy việc quan trọng nhất của anh bây giờ là luyện chế ra đan dược có thể làm tăng sức mạnh của võ giả, sau đó dùng một biện pháp ổn thỏa để phổ biến nó ra ngoài. Trong lúc suy nghĩ, Trần Triệu Dương đã đi tới phía sau biệt thự số 2, biệt thự số 1 đã bị tàn phá trong trận đánh trước đây nên không thể ở được. Chồng ơi, hu hu, Trần Triệu Dương vừa tới cửa thì Nam Cung Yến chạy ra khỏi biệt thự, ôm chầm lấy anh mà nức nở. Đừng sợ, có chồng ở đây, em không bao giờ phải sợ cả, cảm nhận được sự bất lực của Nam Cung Yến, anh lập tức ôm cô, vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng an ủi. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Yến gọi anh như vậy. Xem ra cô đã hoàn toàn chấp nhận anh rồi. Nghĩ đến đây, lòng Trần Triệu Dương lập tức nóng như lửa. Phải biết rằng, bây giờ anh đã đột phá đến võ đạo tông sư, đồng nghĩa với việc anh có thể. Trần Triệu Dương nóng cháy nhìn Nam Cung Yến, khao khát được ôm cô lên phòng ngay bây giờ. Cậu độc thân chúng ta hâm mộ chết rồi. Giải cơm chó ngay trước mặt mọi người cơi bớt ngược chó dùm đi nha. Thấy dáng vẻ của Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương, Tuyên Hoàng và những người khác có việc ra ngoài cực kỳ ghen tị, ước gì có thể thay thế với người ta. Giang Tử Phong thì hét âm lên, rõ ràng là họ cũng chúc phúc cho hai người. Hừ, lát nữa tôi sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của mấy người, không làm tôi hài lòng thì để xem tôi sẽ trị mấy. Người thế nào, sự dịu dàng lãng mạn vừa hiện lên đã bị cắt ngang, Trần Triệu Dương kêu khổ thấu trời, tức giận trợn trắng mắt nhìn đám người kia. Nghe thấy anh nói vậy, họ lập tức biến sắc mặt. Nhanh chóng lủi đi. Nhóm Từ Tịnh Nhã cũng mau chóng vào nhà, quấy rầy thế giới của Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến vào. Lúc này chắc chắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Giờ thì sao Nam Cung Yến có thể không biết xấu hổ tiếp tục dựa vào lòng anh được. Cô lập tức đẩy anh ra, hờn dỗi nói, tại anh hết, họ nhìn mà cười cho. Thẹn thùng gì nữa, chúng ta là vợ chồng lâu rồi mà, cho chồng hôn cái nào, khó khăn lắm mới có cơ hội được Nam Cung Yến chủ động. Anh lập tức kéo cô vào lòng. Ôi, anh thả ra, nhiều người đang nhìn kìa, bị hành động của Trần Triệu Dương làm cho giật mình, theo phản xạ cô muốn giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra khỏi hai cánh tay của anh. Vợ ơi, anh nhớ em quá, Trần Triệu Dương cúi đầu nhìn cánh môi anh đào đỏ thắm của Nam Cung Yến, lòng anh rung động, hôn xuống. Nam Cung Yến cũng không ngờ tới anh sẽ có hành động như vậy, tâm trí trở nên mơ hồ. Phản ứng của cô vào trong mắt anh lại trở thành ngầm đồng ý nên anh cũng không khách sáo nữa. Khi môi hai người chạm vào nhau, ban đầu Nam Cung Yến còn hơi kháng cự nhưng dần dần cũng bị sự nhiệt tình của Trần Triệu Dương đốt cháy, hai người âu yếm nhau mà quên mất mình đang ở trước cửa biệt thự. Khụ khụ, ngay khi nụ hôn của hai người trở nên kịch liệt, đột nhiên có một tiếng ho vang lên. Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đang chìm đắm trong ngọt ngào chợt bừng tỉnh, cô đẩy anh ra, chạy thẳng vào trong biệt thự. Trời đất, ai vậy hả? Không biết quấy rầy người khác thì sẽ xui xẻo à, đang hôn sướng thì bị tiếng ho làm phiền, Nam Cung Yến cũng chạy mất, Trần Triệu Dương lập tức nổi giận, quát mắng không hề nể nang ai. Xui xẻo, con nói ai sẽ xui thế, lúc Trần Triệu Dương nhìn qua, người vừa nói lại trêu chọc anh. Tôi nói, a, chủ tịch, sao chú lại đến đây, nghe thấy lời đùa cợt ấy, Trần Triệu Dương không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục nói. Nhưng khi nhìn thấy người đó là ai thì miệng lại lắp bắp. Cháu nói chủ tịch bị xui xẻo à, Nam Cung Minh à. Đức bực mình nhìn anh, không vui nói. Không, không phải, cháu không nói chủ tịch bị xui xẻo, cháu nói chú bị, không phải, cháu không có nói chú bị xui xẻo. Ôi, cái miệng cháu này, chẳng biết sao hôm nay lại vậy. Trần Triệu Dương cuống cuồng giải thích, suýt thì nói thật. Hừ, đừng nói linh tinh nữa. Chẳng lẽ cháu muốn tiếp đãi chú ở đây, thấy dáng vẻ bối rối của anh, Nam Cung. Minh Đức hừ lạnh.
Trần Triệu Dương rất muốn vả mình hai cái, cũng may Nam Cung Minh Đức không để ý, mà quay người đi vào trong biệt thự. Trần Triệu Dương vội vàng đi theo, trong đầu đang suy nghĩ rốt cuộc ông lão này đến chỗ anh làm cái gì. Chẳng lẽ Nam Cung Minh Đức cũng biết chỗ bọn họ bị đánh lén? Cho nên tới xem một chút. Thế nhưng cũng không đúng. Chuyện đó mới xảy ra chưa được bao lâu, Nam Cung Minh Đức không có khả năng biết nhanh như vậy được. Trong lòng suy nghĩ những chuyện lung ta lung tung này, đến phòng khách trong biệt thự, Trần Triệu Dương mới lúng túng phát hiện ra trong phòng khách không có bất kỳ ai, muốn sai người đi pha trà cũng không được. Rơi vào đường cùng, Trần Triệu Dương đành phải để ông ngồi chờ ở phòng khách một lúc, anh thì chạy đi pha trà. Bố vợ tới, đương nhiên không thể uống trà kém chất lượng được, lúc này Trần Triệu Dương lấy một ít lá trà mà anh lấy được từ chỗ ông cụ ra, lúc trước ông cụ còn không nỡ uống lá trà này. Cháu và Yến cũng đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi nhỉ, Nam Cung Minh Đức ngồi xuống bắt đầu thưởng thức trà, thưởng thức nửa ngày, rốt cuộc mới mở miệng nói. Vâng ạ, anh khẽ gật đầu. Vậy cháu gọi chú một tiếng bố cũng không quá đáng chứ, Nam Cung Minh Đức híp mắt, sau đó uống một ngụm trà, hài lòng nói. Không quá đáng, Trần Triệu Dương hơi sững sờ, chỉ vì chuyện này sao? Vậy cháu còn gọi là chủ tịch, thằng nhóc thối, nếu mà còn gọi chú là chủ tịch, có tin chú đánh cháu hay không? Nam Cung Minh Đức đột nhiên trừng mắt, sau đó hầm hừ nói với Trần Triệu Dương. Bố đừng nóng giận, uống trà đi. Trần Triệu Dương nghe xong, vội vàng đổi cách gọi, nhưng mà trong lòng rất đắc ý, xem ra chẳng mấy chốc nữa sẽ được ôm người đẹp về nhà rồi. Nếu con đã gọi bố một tiếng bố, vậy có một số việc. Bố cũng không thể không hỏi, Nam Cung Minh Đức ho khan hai tiếng, vẻ có chút lúng túng, tiếp đó mới nói, hai đứa cũng đã kết hôn lâu như vậy rồi, vậy tại sao? Vì sao mà Yến còn không có động tĩnh gì? Động tĩnh gì, nghe thấy ông hỏi vậy, Trần Triệu Dương lập tức ngây người, sau đó cảm thấy bị ồn phiền, nghỉ ngờ hỏi ngược lại. Đần, con đúng là đồ đần, nhìn thấy dáng vẻ đó của Trần Triệu Dương, Nam Cung Minh Đức lập tức giận dữ. Lúc này cầm lấy một quyển sách bên cạnh lên, gõ mạnh vào đầu anh hai lần. Bụng đó, bố đang chờ được bế cháu ngoại đây, sau đó, Nam Cung Minh Đức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Trần Triệu Dương. À, nghe thấy ông nói vậy, anh lập tức hiểu ra, sau đó cũng có chút lúng túng. Phải trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói thật, ngay từ đầu là con gái của bố không cho con lên giường, về sau là bởi vì công pháp mà anh tu luyện. Trần Triệu Dương dám đảm bảo. Nếu như anh nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị đánh mạnh hơn. Bố, sức khỏe của con và Yến đều rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ điều này còn liên quan đến vấn đề xác suất. Đối mặt với câu hỏi của bố vợ, Trần Triệu Dương lập tức thấy hơi lúng túng, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Con không phải bác sĩ sao? Không phải y thuật của con rất cao siêu sao? Làm sao, bác sĩ không biết tự khám sao? Nam Cung Minh Đức trừng mắt, sau đó hầm hừ nói. Bố! Bọn con sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng, Trần Triệu Dương toát cả mồ hôi, người bố vợ này thật sự quá hung dữ. Thằng nhóc thối, con đừng nói với bố là đã lâu như vậy rồi, mà con vẫn không giải quyết được bà xã con đấy nhé, nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, tay già đời Nam Cung Minh Đức lập tức phát hiện ra sự thật, tức giận hỏi. Bố, không có chuyện gì đâu, tình cảm của con và Yến cực kỳ tốt, không phải vừa rồi bố cũng thấy được sao, nghe bố vợ nói vậy. Trần Triệu Dương cảm giác mình đã sắp không chống đỡ được nữa. Được rồi, bố mặc kệ chuyện của vợ chồng trẻ hai đứa, nhưng mà, bố chỉ có một yêu cầu, trước khi hết năm nhất định phải mang thai, bố đang chờ bế cháu ngoại đấy, Nam Cung Minh Đức kiên quyết nói. Cái gì, nghe thấy ông nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức trợn tròn mắt, mọi chuyện còn chưa ra gì mà muốn mang thai, bố vợ này cũng quá không biết phải trái. Được rồi, cứ quyết định như thế đi. À, đúng rồi, quên mất việc chính. Ông cụ muốn gặp con một lần, dường như Nam Cung Minh Đức nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói. Ông cụ nào, nghe thấy ông nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức sững sờ, trực tiếp hỏi. Ông nội của Yến, ông ấy muốn gặp con, Nam Cung Minh Đức bỗng nhiên đen mặt lại, thằng nhóc thối này, làm sao cái gì cũng đều ngơ ngơ ngác ngác vậy. À, ra vậy, bố, ông nội tìm con có chuyện gì không? Bố tiết lộ một chút cho con đi, anh vội vàng lấy lòng hỏi. Cụ thể là chuyện gì thì bố cũng không rõ lắm, chỉ là có một chuyện bố biết, liên quan tới nhà họ Mộ Dung ở thủ đô, Nam Cung Minh Đức nghiêm mặt lại, sau đó nói. Nhà họ Mộ Dung, vâng, con biết rồi, lúc nào thì đi, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, chuyện này anh sớm đã cảm thấy nghi ngờ, dù sao,
lúc trước việc Mộ Dung Phong tìm người ám sát Nam Cung Yến vô cùng kỳ quặc, mặc dù cô có chút lạnh lùng, nhưng lại là người hiền lành, không có khả năng có kẻ thù gì cả. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là mối thù truyền kiếp, mà ông cụ Nam Cung tìm mình để nói chuyện, chắc hẳn là muốn nói về chuyện này. Nếu như còn có thời gian, thì bây giờ đi luôn, ông cụ nói càng nhanh càng tốt, lúc này Nam Cung Minh Đức mới nhớ tới hình như cuối cùng bố già mình đã nói như vậy, thế nhưng chuyện ông đến đây không thể giấu được, còn dạy dỗ nửa ngày, nếu để cho ông lão biết, không phải mình sẽ bị đánh sao. Có cần gọi cả Yến đi cùng không ạ? Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, dù sao, đây là lần đầu tiên anh đi gặp ông cụ, còn có chút chột dạ, cũng không biết ông cụ thích gì, anh phải hỏi Yến một chút. Sau đó chuẩn bị cho ông cụ một món quà, cũng không thể đến tay không được. Con đi gọi con bé đi, bố ra bên ngoài chờ các con, Nam Cung Minh Đức khẽ gật đầu, ông cũng không dám trì hoãn nữa, lúc này liền quay người đi ra bên ngoài. Trần Triệu Dương nhanh chóng lên tầng tìm Nam Cung Yến, nói rõ mọi chuyện với cô, sau đó, Trần Triệu Dương lại vào trong phòng bảo tàng của mình một chuyến, để lấy một vật. Phòng bảo tàng này là Trần Triệu Dương vô tình tìm được. Hẳn là do người lúc trước xây dựng căn biệt thự này đã tạo ra, chỉ là vẫn luôn không dùng, cách tạo ra cực kỳ cao siêu, lấy thực lực của anh, muốn phá vỡ nó cũng có chút khó khăn. Như thế cũng có lợi cho Trần Triệu Dương, dù sao, trong tay anh có rất nhiều đồ tốt, chỉ là linh dược đã có mấy chục cây, người khác có thể có được một cây đã muốn thắp hương cầu nguyện rồi. Ngoại trừ những linh dược ra, còn có rất nhiều thuốc cổ, đều là Trần Triệu Dương vơ vét từ chợ buôn bán thuốc, dù sao. Nếu đã đắc tội phái Thiết Quyền, vậy không cần để lại đường sống nào cho bọn họ. Trừ cái đó ra, còn có một số thứ lúc trước lấy được từ Kỳ Môn Sơn, một chút vật liệu cổ quái kỳ lạ, đều có giá trị không nhỏ. Sau đó Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cùng nhau lên xe của Nam Cung Minh Đức, tài xế lái xe chở bọn họ đi đến nhà họ Nam Cung. Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương ngồi trong xe của Nam Cung Minh Đức, hiện tại, trong tay anh có tiền. Rất nhiều tiền nhưng anh lại không mấy để ý đến chuyện hưởng thụ cuộc sống. Ngồi trên chiếc xe này quả thật rất thoải mái, không hề nghe thấy một chút tạp âm nào từ bên ngoài, xe chạy cũng cực kỳ vững chãi, không có quá nhiều cảm giác sóc này. Bố, chiếc xe này bố mua ở đâu thế? Trần Triệu Dương nghĩ là làm, dù sao anh cũng không phải người thiếu tiền, vậy nên anh trực tiếp hỏi Nam Cung Minh Đức. Đây là Rolls Royce, cũng không phải là loại xe quý hiếm gì, giá bán tầm hơn 10 triệu. Nhưng mà chiếc xe này không thích hợp với thanh niên các con, để bố cho con cái danh thiếp, sau đó con có thể đi xem mấy mẫu siêu xe, không phải người trẻ tuổi các con đều thích chạy siêu xe sao? Nam Cung Minh Đức lấy ra một tấm danh thiếp ở trên nóc xe đưa cho Trần Triệu Dương. Bố, thật ra con không thích dùng siêu xe lắm, có loại xe nào chạy ổn định hơn không? Trần Triệu Dương vừa nghe đến siêu xe đã lắc đầu, anh không có chút hứng thú nào đối với xe thể thao. Hằng năm liếm máu trên lưỡi dao, anh vẫn thích xe Việt dã nhất. Nhưng mà bây giờ có tiền rồi, cũng không thể dùng cái loại xe Việt dã cũ nát ấy nữa, dù sao cũng phải chọn loại nào có đẳng cấp một chút. Không sao, anh ta không chỉ có những dòng xe xa xỉ, loại xe nào anh ta cũng có, con muốn kiểu gì thì cứ nói với anh ta là được. Nam Cung Minh Đức lắc đầu, sau đó giới thiệu cho anh. Tốt quá rồi, cảm ơn bổ, Trần Triệu Dương lập tức vui vẻ, mặc dù anh đã có một chiếc Land Rover do bố của Từ Tịnh Nhã tặng nhưng tính năng của chiếc xe này khá kém. Hơn nữa còn chưa trải qua cải tạo, khi ngồi trên xe không mấy dễ chịu. Nam Cung Yến ngồi bên cạnh ném cho hai người kia một ánh mắt xem thường, hình như bọn họ đã quên mất sự tồn tại của cô rồi đúng không? Hơn nữa, từ khi nào mà Trần Triệu Dương lại thân thiết với bố cô như vậy? Lại còn trực tiếp gọi bố của cô là bố luôn, thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, cô cũng đã hoàn toàn chấp nhận Trần Triệu Dương, tất nhiên là không có gì phải phản đối. Xe chạy đến vùng Nam Sơn của thành phố Nam Hải, nơi này cũng thuộc vùng ngoại ô thành phố, nhưng lại nằm ở hướng ngược lại với Lộc Minh Sơn, chỗ của Hồ Lộc Minh. Rất nhiều người giàu có thích mua biệt thự ở nơi này, cho nên, ở đây có một khu biệt thự cực kỳ rộng lớn, thuộc về những công ty khác nhau với vô số kiến trúc đa dạng, nhiều công ty lựa chọn xây dựng biệt thự ở đây cũng đủ để chứng minh vị trí nơi này không tầm thường. Được rồi, chuẩn bị đến nơi rồi, chiếc xe rẽ vào một hướng, đi thẳng vào trong Nam Sơn. Lúc này, Nam Cung Minh Đức nói. Nhưng Trần Triệu Dương ngồi trong xe lại nhíu mày, bởi vì anh phát hiện ra, Nam Sơn quả thật là một vùng đất có phong thủy tốt, núi bao quanh sông, hình dáng tựa như một con rồng đang uốn lượn, một nơi như thế này rất dễ xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất. Mà điều khiến cho anh nhíu mày tất nhiên không phải là chuyện này,
mà là vùng đất có hình dáng rồng uốn lượn của nơi đây đang dần dần có xu hướng bị biến đổi thành hình rồng vây hãm. Nếu như địa thế rồng vây hãm hoàn thành quá trình biến đổi, chỉ sợ vận mệnh của người dân nơi đây sẽ ngày càng kém đi, bởi vì đặc điểm của địa thế rồng vây hãm là hút lấy vận mệnh của nơi sinh ra nó. Một người có thể tiến xa bao nhiêu, phụ thuộc rất nhiều vào vận mệnh. Vốn Trần Triệu Dương cũng không quá tin tưởng vào loại chuyện mang tính tâm linh, nhưng mà hôm nay được tận mắt nhìn thấy, anh mới hiểu được, sự tồn tại này là hợp lý, nếu như vận mệnh thực sự tồn tại, vậy những kiến thức siêu hình mà anh học được trước đó đều là sự thật. Sao vậy, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Nam Cung Yến vô cùng hiểu rõ Trần Triệu Dương, nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của anh, trong lòng Nam Cung Yến biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên cô trực tiếp hỏi anh. Không có gì, Yến, chúng ta có mấy căn biệt thự không tồi ở Hồ Lộc Minh, bây giờ chúng ta mau nghĩ cách thuyết phục ông chuyển đến đó ở đi. Trần Triệu Dương lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ không tốt nói. Trong thời gian bọn họ nói chuyện, chiếc xe đã sắp đến trước cửa nhà Nam Cung, trong tất cả các khu biệt thự ở đây, vị trí của nhà Nam Cung là có sát khí nồng đậm nhất. Một khi địa thế rồng vây hãm hoàn toàn hình thành, người đứng mũi chịu sào đầu tiên chính là nhà Nam Cung, mà dựa vào mức độ vây hãm này, cho dù là Trần Triệu Dương có thực lực cường đại, muốn phá giải nó cũng là điều khó khăn. Cho nên, Trần Triệu Dương mới nảy ra ý định khuyên ông cụ chuyển nhà. À, vì sao, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nam Cung Yến kinh ngạc thốt ra một tiếng, nghỉ hoặc hỏi. Vẻ mặt của Nam Cung Minh Đức cũng trở nên nghiêm túc, mặc dù ông biết, lời nói của người trẻ tuổi như Trần Triệu Dương không có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng ông cũng biết, Trần Triệu Dương không phải là loại người thích ăn nói lung tung, nếu như anh đã nói như vậy thì chắc hẳn là có nguyên nhân. Chúng ta xuống xe trước đã. Vào nhà rồi anh sẽ giải thích kỹ càng, Trần Triệu Dương nhìn cửa chính nhà Nam Cung đã ở ngay trước mắt liền nói. Anh không muốn phải giải thích tận hai lần, cứ vào trong rồi trực tiếp thuyết phục ông cụ là được. Nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, hai bố con bọn họ cũng không hỏi lại nữa, chẳng qua là trong lòng đã có chút tính toán. Ba người Trần Triệu Dương đi vào nhà Nam Cung, biệt thự của nhà Nam Cung chiếm diện tích không nhỏ, khoảng cách từ cổng chính đến biệt thự cũng phải cả trăm mét. Trong sân không trưng bày nhiều đồ vật xa hoa mà rất giống với sân vườn của nhà nông, trong sân trồng rất nhiều loại hoa quả và rau dưa quý hiếm, có thể nhìn ra được, khoảng sân này vẫn luôn được người ta cẩn thận chăm sóc. Đây là kiểu nhà mà ông nội em thích nhất, ông không thích nhà cao tầng, chỉ thích kiểu nhà vườn thế này, cho nên ông mới nhất quyết lựa chọn sống ở nơi đây, tuy rằng không biết lý do vì sao Trần Triệu Dương nói bọn họ phải chuyển nhà, nhưng cô cũng không ngại trợ giúp anh một chút. Nghe được lời nói của Nam Cung Yến, trong lòng Trần Triệu Dương đã có kế hoạch, nếu như ông thích nhà vườn, vậy thì... Nghĩ đến đây, khuôn mặt của anh lộ ra vẻ tươi cười. Nam Cung Minh Đức đi ở phía trước tất nhiên là nghe được đoạn đối thoại của con gái mình và Trần Triệu Dương, khóe miệng ông run rẩy, người ta đều nói trái tim của con gái luôn hướng ra ngoài, lời này quả thật một chút cũng không sai. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi đến gốc đa bên cạnh vườn rau, dưới gốc cây, một cụ già mái tóc bạc phơ. Nhưng da rẻ vẫn hồng hào đang nằm trên ghế, bên cạnh bầy một ấm trà và chiếc quạt hương bồ, dáng vẻ hệt như một lão nông dân trốn thôn quê, nếu như bây giờ có người nói đây là ông cụ Nam Cung, chỉ sợ nhiều người không tin. Bố, con về rồi, Nam Cung Minh Đức ngoan ngoấn chào hỏi ông cụ đang nằm trên ghế, bộ dạng vô cùng kính cẩn. Ừ, nghe rồi, con cũng không phải là khách quý, chẳng lẽ còn muốn bố đứng dậy tiếp đón hay sao, Nam Cung Thành cũng không mở mắt, tức giận nói. Bố, Trần Triệu Dương cũng đến đây, nghe thấy lời nói của bố mình, Nam Cung Minh Đức nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như ông cụ không phải là bố của ông, chắc chắn ông đã nổi giận rồi. Nam Cung Thành vốn không muốn mở to mắt, nhưng sau khi nghe xong lời nói của con mình, ông cụ lập tức mở mắt, ngẩng đầu lên đánh giá Trần Triệu Dương. Lúc này, Trần Triệu Dương cũng đang quan sát Nam Cung Thành, nhìn thấy sắc mặt hồng hào của ông, anh hơi nhíu mày. Ông nội, cháu là Trần Triệu Dương. Cháu không có quà ra mắt gì quý giá cho ông, đây là đan diên thọ do tự ai cháu luyện chế, hy vọng ông không chê, Trần Triệu Dương lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay đưa lên cho Nam Cung Thành. Cháu chính là Trần Triệu Dương sao, không tệ, rất tốt, không thua thầy cháu chút nào, ông già này hơi hy vọng, đợi đến khi thực lực của cháu vượt qua thầy cháu thì biểu cảm của lão già đó chắc vô cùng thú vị. Nam Cung Thành vốn nằm đó lại chậm rãi đứng dậy sau khi nói thế, trong đôi mắt ông lóe lên một tia sáng. Ông nội, ông quen biết thầy của cháu sao, Trần Triệu Dương nghe vậy, lập tức sửng sốt rồi nghi ngờ hỏi lại. Ngồi đi, Nam Cung Thành nhận lấy diên thọ đan anh đưa,
sau đó tỏ ý bảo đám Trần Triệu Dương ngồi xuống. Tuy trong lòng Trần Triệu Dương hơi sốt ruột nhưng anh vẫn nghe lời ngồi xuống. Ông nội, cơ thể ông vẫn dẻo dai như xưa. Cung Yến thân thiết ôm lấy Nam Cung Thành, làm nũng nói. Cái con nhóc này, lâu lắm rồi không đến thăm ông làm ông còn nghĩ là cháu không thương ông nữa, Nam Cung Thành cười nói nửa thật nửa đùa. Ông nội, đâu có đâu, không phải là cháu mới về từ thành phố Long Hải sao, thế nào cũng phải đợi đến khi mọi thứ bên kia ổn định thì cháu mới có thể trở về. Nam Cung Yến nhỏ nhẹ nói, Trần Triệu Dương chưa từng thấy dáng vẻ cô như thế bao giờ, ai mà chịu nổi Nam Cung Yến như vậy. Được rồi, cháu đến phòng ông lấy cái bình đựng trà kia ra rồi pha trà giúp ông với. Nam Cung Thành cưng chiều xoa đầu Nam Cung Yến, sau đó giao nhiệm vụ cho cô. Vâng ạ, nghe ông nội nói vậy, Nam Cung Yến hơi ngơ ngác, cô biết rõ bình đựng trà kia mà ông nội nói có ý nghĩa gì, đó chính là báu vật của ông mỗi năm chỉ có một chút, cưng như cưng trứng, mỗi lần lấy ra uống đều phải tính từng tí một, đến khi trà mới được giao tới thì chút trà kia mới uống hết. Thế nhưng cô không ngờ rằng ông nội lại chiêu đãi Trần Triệu Dương bằng loại trà này, dù anh là chồng mình nhưng đãi ngộ này chênh lệch quá lớn rồi. Biết không, trước kia, khi cô chạm vào cái bình đựng trà kia thì đã bị ông nội khiển trách nghiêm khắc, từ đó về sau cô không bao giờ dám chạm vào bình đựng trà kia. Đứng đó làm gì, nhanh chân lên, thấy con gái mình đứng ngẩn ngơ ở đó, Nam Cung Minh Đức vội vàng đẩy cô tỉnh. Nam Cung Yến nhanh chân đi vào phòng, chẳng qua trong lòng cô vẫn thấy rất quái lạ. Ông quả thật có quen biết với thầy của cháu, nói chính xác là thầy cháu là ân nhân của ông và cũng là ân nhân của nhà họ Nam Cung chúng ta. Trong mắt Nam Cung Thành mang theo hồi tưởng, ông cụ từ tốn kể lại. Nghe Nam Cung Thành kể xong, Trần Triệu Dương mới hiểu được hóa ra hai nhà họ Nam Cung và Mộ Dung. Có ân oán sâu sắc như vậy. Khi xưa, Nam Cung Thành cũng là thành viên của Long Tổ, chỉ có điều là ít người biết đến thôi, bởi vì ông cụ là gián điệp, nhưng mà sau này lại bị người ta hãm hại khiến kinh mạch đứt đoạn, đan điền vỡ nát. Tuy Nam Cung Thành là người bị hại, nhưng Mộ Dung Địch lại nhân cơ hội này hãm hại ông cụ và nhà họ Nam Cung, thậm chí ông ta còn đưa ra rất nhiều bằng chứng giả dối hư ảo, đến cuối cùng dẫu cho nhà họ Nam Cung lập được công lao to lớn thì vẫn không thể giúp họ may mắn thoát khỏi tai ương. Cuối cùng, tất cả các võ giả của nhà họ Nam Cung đều bị phế bỏ tu vi, hơn nữa trong vòng 10 năm không được phép tu luyện. Từ đó về sau, nhà họ Nam Cung sụp đổ, mà dòng họ Nam Cung khổng lồ cũng theo đó biến mất hoàn toàn. Nếu không, nhà họ Nam Cung không thể nào co đầu rụt cổ tại thành phố Nam Hải nhỏ bé này được, mà mấy năm gần đây nhà họ Mộ Dung luôn theo dõi nhà họ Nam Cung nhằm tìm thấy nhược điểm của họ hòng diệt trừ tận gốc nhà họ Nam Cung. Chẳng qua, Nam Cung Thành dù sao cũng đã từng là thành viên của Long Tổ, hiển nhiên không thể để nhược điểm của mình rơi vào tay đối phương, nhưng mấy năm gần đây cuộc sống của ông cụ rất gian khổ mãi đến khi Trần Triệu Dương xuất hiện. Dựa theo tình hình lúc ấy của nhà họ Nam Cung lẽ ra phải bị giải quyết bí mật, nhưng mà không biết quan hệ của thầy Trần Triệu Dương và Long Tổ như thế nào, sau khi được thầy của Trần Triệu Dương cứu, cuối cùng chỉ phế bỏ tu vi của tất cả võ giả nhà họ Nam Cung mà không truy cùng giết tận. Đây cũng là lý do tại sao con cưng của bọn họ, Nam Cung Yến gả cho Trần Triệu Dương, họ không phản đối mà ngược lại còn rất ủng hộ, lý do lớn nhất chính là thầy của Trần Triệu Dương. Lúc này, Nam Cung Yến đã chuẩn bị bộ dụng cụ pha trà xong, nhưng khi cô nghe ông cụ kể lại câu chuyện của nhà họ Nam Cung, cô cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Ông nội, sao cháu chưa từng nghe ông nói đến chuyện đó vậy? Nam Cung Yến hiếu kỳ hỏi. Nói cho cháu thì có ích gì? Chênh lệch thực lực giữa nhà họ Nam Cung chúng ta và nhà họ Mộ Dung càng lúc càng lớn, giờ đã không còn khả năng vượt qua. Nam Cung Thành lắc đầu, hiển nhiên là ông cụ không muốn Nam Cung Yến bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này. Trước kia thầy cháu đã thỏa thuận với nhà họ Mộ Dung rồi, nhà họ sẽ không động đến nhà họ Nam Cung, nhưng mà lần này, lão già đây tức giận rồi, đôi mắt Nam Cung Thành mang theo sự lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói. Lần này, hành trình đến thủ đô của Trần Triệu Dương không có chút ý định che giấu, thế nên, bên Nam Cung Thành dĩ nhiên biết tất cả hành động của Trần Triệu Dương ở thủ đô, còn có cả việc Mộ Dung Phong dẫn người bắt đám Nam Cung Yến lại, tất cả đều khiến cho người ông hiền từ Nam Cung Thành tức giận. Ông nội, ông đã nói rồi, chênh lệch thực lực giữa nhà họ Nam Cung và nhà họ Mộ Dung quá lớn, dù ông có tức thì làm được gì đâu. Nam Cung Yến không hề sợ hãi ông nội mình mà nói thẳng sự thật. Cái con bé này, không phải là do ông đau lòng các cháu à? Nghe thấy cháu gái mình nói thế, gương mặt già nua của Nam Cung Thành đỏ bừng, sau đó ông cụ ngượng ngùng nói. Ông nội, ông đừng tức giận không tốt cho. Sức khỏe, chuyện này cứ giao cho cháu xử lý,
quả thật cháu cũng rất tức giận, bọn chúng không nên, tuyệt đối không nên chạm vào cô gái của cháu. Ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ cho Yến một lời giải thích, Trần Triệu Dương cam đoan nói. Dẫu Nam Cung Thành không nhắc đến chuyện này thì Trần Triệu Dương cũng sẽ không thể nào buông tha cho nhà họ Mộ Dung, bọn chúng năm lần bảy lượt ra tay với anh và những người bên cạnh anh, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Ông nội, lâu lắm rồi cháu không gặp ông, nhớ ông quá đi, để không còn nhớ ông nữa, hay là ông ở chung với bọn cháu luôn đi, đúng lúc đó, Nam Cung Yến thấy. Trần Triệu Dương nháy mắt với mình, cô nghĩ ngay đến lời Trần Triệu Dương nói ở trong xe, nên giờ cô lập tức nói với ông nội, con bé này, nếu nhớ ông nội thì đến đây thăm ông là được, cớ sao lại để bộ xương già này của ông chịu dày vò chứ, hơn nữa, ở đây có rau có trái, đến chỗ bọn cháu thì có cái gì đâu, ông mới không thèm đi, Nam Cung Thành lắc đầu, kiên quyết từ chối. Ông nội, cháu có thể xem rau củ quả mà ông trồng không, lúc này Trần Triệu Dương bỗng mở miệng, khiến cho Nam Cung Yến nén lại những lời muốn nói. Tất nhiên rồi, mấy cái này đều là do tự tay ông gieo trồng. Tuyệt đối không có thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học, tất cả đều là chất hữu cơ tự nhiên, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Thành đắc ý cười lớn, hào hứng giới thiệu nói. Ông nội, ông trồng quả này không ngon gì cả, quá dở, Trần Triệu Dương đi đến gốc cây mận, thấy một quả mận đã chín đỏ bèn hái xuống nếm thử, lập tức vẻ mặt Trần Triệu Dương nhăn nhó, buồn bực nói. Cháu thì biết cái gì chứ, thế này mới là thiên nhiên thuần khiết, tuyệt đối không có dư lượng thuốc trừ sâu. Nghe Trần Triệu Dương ghét bỏ quả mận của mình, ông cụ Nam Cung Thành trừng mắt, sau đó tỏ vẻ không vui nói. Ông nội, vâng, vô hại đúng là tốt, nhưng mà vậy cũng không phải có thể nuốt xuống được, nếu như, không ăn được vào bụng, cho dù có vô hại thì cũng làm gì được đâu, Trần Triệu Dương cũng không sợ ông cụ này, mở miệng nói thẳng. Nam Cung Thành nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, theo bản năng muốn phản bác lại một chút, kết quả là nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được lý do để phản bác anh. Chẳng qua là, ông nội à, sở dĩ những thứ đó của ông không thể ăn, cũng không phải là vì kỹ thuật trồng của ông không đúng, mà là bởi vì ở nơi này, nước và đất đai cũng như là không khí đều không phù hợp. Ông cần phải tìm nơi có những điều kiện phù hợp hơn, như thế thì rau quả mới có thể khỏe mạnh mà phát triển được. Trần Triệu Dương vừa mới phản bác lại Nam Cung Thành một chút, khiến cho ông cụ hơi mất mặt, sau đó lại tâng bốc. Nam Cung Thành lên một chút. Ừ, nói câu này còn đúng. Cháu nói phải, đúng là những yếu tố này chưa được ổn, đất đai và nước còn dễ tìm, thế nhưng không khí thì đi tìm ở đâu được đây. Cháu nói như thế này đúng là không thống nhất gì cả, Nam Cung Thành tức giận nói. Thế này, để cháu đưa ông tới một chỗ, ông xem không khí, đất đai và độ ẩm ở đó thế nào nhé, cháu cảm thấy nhất định sẽ không khiến ông thất vọng, Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Thành nói. Ồ, thật sự có chỗ như vậy sao? Được, dẫn ông đi nhìn thử xem. Nam Cung Thành nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, sau đó không kịp chờ đợi liền nói. Vâng, vậy chúng ta lên đường đi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó dẫn ông cụ đi ngay lập tức, về phần những chuyện kia, đợi đến khi nào ông cụ đã vừa ý với Hồ Minh Lộc rồi thì tìm người về đây chuyển đồ đi là được. Thằng nhóc thối, nói chuyện chút đi, rốt cuộc là vì sao lại bảo ông rời khỏi Nam Sơn, Nam Cung Thành không phải người ngu, đương nhiên là nhìn ra được bọn họ có điều gì đang giấu giếm mình. Chỉ có điều ông cụ cũng không phản kháng, nghe theo lời bọn họ, chẳng qua là ông cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Ông nội, ông đã quen biết thầy của cháu, vậy hẳn là ông cũng biết thầy cháu có một số năng lực đặc biệt, mà cháu thì lại thừa kế hết tất cả những khả năng ấy của thầy. Trần Triệu Dương nói rõ ngọn nguồn cho ông cụ biết trước, nếu không thì anh sợ ông cụ sẽ không tin. Ừ, thầy của cháu đúng là một người đặc biệt, nói đi, chỉ cần cháu có thể nói được lý do thì ông sẽ tin tưởng, Nam Cung Thành gật đầu. Ông cụ tin tưởng Trần Triệu Dương 100%, dù sao thì cũng là học trò của người kia. Trần Triệu Dương, rốt cuộc là chuyện gì thế? Anh nói rõ ràng một chút đi, Nam Cung Yến đã không giữ được bình tĩnh từ lâu, lúc vừa mới vào cửa, cô đã muốn biết rồi, thế nhưng cả một buổi người này chẳng nói một câu nào, bây giờ ông cụ đã đứng trước mặt rồi mà còn thừa nước đục thả câu. Được, vậy anh sẽ nói, Trần Triệu Dương buồn cười gật đầu, sau đó mở miệng nói. Trước đó khi ông nội mua căn biệt thự này hẳn là đã tìm người xem phong thủy rồi đúng không? Đúng vậy, cái khu biệt thự Nam Sơn này có thế rồng cuộn, sống lâu ở đây có thể cho con cháu được nhiều phúc, mà mình thì cũng được kéo dài tuổi thọ. Thằng nhóc thối, đừng bảo là thầy của cháu còn dạy cháu xem phong thủy nữa nhé, ông cụ nghe xong, gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Vị trí của ông mua là tốt nhất, cho nên nhiều năm qua đều xuôi trèo mát mái,
chưa từng xuất hiện vấn đề gì, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói. Đó là điều đương nhiên, dù sao thì tiền nào của nấy, làm sao? Có vấn đề gì không? Nam Cung Thành nghi ngờ hỏi. Thế nhưng có phải gần đây ông cảm thấy không được an toàn, cơ thể không có chút sức lực nào, luôn có triệu chứng mơ màng? Điều này không hề xảy ra trong quá khứ, chẳng lẽ ông không nghi ngờ gì cả sao? Trần Triệu Dương hỏi. Thế thì có gì mà phải nghi ngờ, người đã già rồi, đương nhiên là cơ thể không tốt nữa, Nam Cung Thành Vân không cảm thấy có gì lạ. Tài xế, phía trước có một khúc cua, ông dừng lại chút nhé, Trần Triệu Dương không trả lời ông ấy mà lại nói với người tài xế ngồi ở ghế lái. Nghe lời nó đi, thấy tài xế lái xe hơi nghỉ hoặc, lúc này Nam Cung Minh Đức lập tức nói. Vâng, tài xế gật đầu, lái xe thẳng tới góc rẽ, cũng chính là nơi mà trước đó Trần Triệu Dương đã nhìn ra thế phong thủy rồng vây hãm. Ông nội, bố, Yến, mọi người đi xuống xe với con, nhìn thử xem đi, lúc này, Trần Triệu Dương mở cửa xe, dìu ông cụ xuống, hai bố con Nam Cung Yến cũng xuống khỏi xe. Chuyện này cũng không có gì mà, còn bảo mọi người xem cái gì, Nam Cung Minh Đức nhìn khu biệt thự Nam Sơn một vòng, hoàn toàn không phát hiện ra có cái gì không đúng, mới nghi ngờ hỏi. Trên mặt Nam Cung Thành và Nam Cung Yến cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, mặc dù bọn họ chưa từng nhìn khu biệt thự Nam Sơn ở góc nhìn này bao giờ, nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Mọi người nhìn kỹ một chút, mảnh núi này có giống một con rồng không? Ban đầu vốn là một thế rồng cuộn, thế nhưng mọi người nhìn phần đầu con rồng hiện tại một chút, có phải là lâu dài đã bị một mảnh sương mù màu đen bao phủ rồi không? Anh đưa tay chỉ về một phía của quả núi, vừa chỉ vừa giải thích. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, cộng thêm sự chỉ điểm của anh, ba ông cháu nhà Nam Cung đều thấy được đầu con rồng bị màn xương đen bao trùm. Trước kia nơi đó không có màn xương đen, cháu nghĩ hẳn là nó mới xuất hiện gần đây thôi, Trần Triệu Dương thấy Nam Cung Thành đã hơi tin tưởng, lúc này mới nói tiếp. Đúng vậy, ban đầu mọi người còn tưởng màn xương đen ấy là do không khí bị ô nhiễm, một thời gian sau sẽ tản đi, cho nên cũng không để ý, Nam Cung Thành gật đầu, dù sao thì ông cụ vẫn luôn ở đây. Nên cũng hiểu rõ nhất về tình hình của nơi này, đương nhiên cũng biết về sự xuất hiện của màn xương đen kia. Nếu quả thật là tự nhiên hình thành như thế, vậy tuyệt đối không thể tiếp tục thêm một thời gian nữa được, một khi màn xương đen này vẫn còn ở đây, hẳn là cố tình, mà tạo thành thế rồng vây hãm rồi, căn biệt thự đầu tiên gặp phải xui xẻo chắc chắn là căn của chúng ta. Cho nên, thế này hẳn là có người tạo ra cái bẫy để nhắm riêng vào nhà Nam Cung, Trần Triệu Dương mở miệng phân tích. Là ai tạo ra tình thế này? Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Nam Cung Thành mới nghi hoặc hỏi, chỉ có điều vừa mới hỏi xong, trong lòng ông cụ đã có đáp án. Không thể trắng trợn đối phó với nhà Nam Cung, dùng phương thức giết người không thấy máu này là ổn thỏa nhất, vả lại, một khi thế rồng vây hãm này hình thành, trừ phi là phá bỏ được hoàn toàn, nếu không thì so với trực tiếp giết mọi người còn nghiêm trọng hơn, Trần Triệu Dương thẳng thắn nói luôn hậu quả của chuyện này ra, mặc dù anh có thể phá giải, nhưng mà dọn đi sớm thì sẽ thoải mái hơn. Tốt, rất tốt, nghe anh nói xong, trong mắt Nam Cung Thành lập tức lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, những người này đúng là khinh người quá đáng, thật sự coi như Nam Cung Thành ông đã chết rồi sao? Trần Triệu Dương, vậy nhà chúng ta rời đi như thế này, thì nơi này phải làm sao bây giờ? Nơi này cũng không chỉ có mỗi nhà chúng ta, Nam Cung Yến thở dài một hơi, sau đó lại lo lắng. Yên tâm đi, phong thủy của nơi này vô cùng mạnh. Nếu như không có người nào phá hoại và gia cố thêm thì chẳng mấy chốc sẽ được khôi phục lại, mà sau khi chúng ta rời đi rồi, hẳn là người giật dây tất nhiên sẽ không tiếp tục đầu tư nhân lực và vật chất nữa. Trần Triệu Dương ra hiệu cho cô yên tâm, đồng thời nói hết một lượt tất cả các tình huống có thể xảy ra. Tuy Trần Triệu Dương nói như vậy nhưng ba người nhà họ Nam Cung cũng không cảm thấy yên tâm chút nào. Trần Triệu Dương, nếu con đã có thể nhìn ra thì nhất định có thể hóa giải. Nhỡ may những người này phát điên lên mà không hủy bỏ thì sao? Vậy thì chẳng phải những người khác sẽ gặp họa sao? Nam Cung Minh Đức soản suýt một hồi rồi hỏi. Có thể thì có thể nhưng mà tốn quá nhiều sức. Trần Triệu Dương cười khổ, nếu như là do con người bố trí thì anh có thể phá hủy một cách dễ dàng hơn một chút. Nhưng địa thế rồng vây hãm là do trời đất tạo ra. Nếu như muốn phá hủy thì khó khăn sẽ rất lớn. Nếu thật sự muốn phá hủy hoàn toàn và không để cho người khác tái sử dụng thì ngoài việc tiêu hao rất nhiều vật liệu quý giá, còn phải tiêu hao máu huyết trong cơ thể anh, tổn thất có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là không có lợi ích gì khi làm việc này và anh cũng không phải là một kẻ ngốc. Thằng nhóc thối, con đừng có chưa hiểu rõ mà đặt điều như vậy, mau lăn sang một bên cho bổ,
Tất nhiên là Nam Cung Thành nhìn thấy bộ dạng khó xử của Trần Triệu Dương thì lập tức mắng con trai. Nghe thấy bố mắng mình trước mặt đám trẻ, Nam Cung Minh Đức cảm thấy xấu hổ nhưng không thể phản bác lại, dù sao thì ông cụ cũng là bố của mình. Trần Triệu Dương, đừng để nó thành gánh nặng tâm lý, chúng ta hãy rời khỏi đây trước, xem phản ứng của đối phương như thế nào rồi nói sau, sau đó Nam Cung Thành khuyên giải. Vâng, đi thôi, nếu dọn đi thì chúng ta hãy truyền tin tức về việc nhà họ Nam Cung chuyển đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là bán biệt thự đi, Trần Triệu Dương nghĩ ra biện pháp này, nếu làm như vậy thì chắc đối phương sẽ không tiếp tục nữa. Đúng, Minh Đức, mau đi liên hệ với người ta, bán biệt thự đi cho bổ, biết chuyện này không thể để lâu, Nam Cung Thành lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian. Nhìn vào tình hình này thì địa thế rồng vây hãm chắc chắn sẽ hình thành trong nhiều nhất là một tuần, anh quan sát một chút, sau đó nói vô cùng khẳng định. Sau khi bọn họ lên xe, Nam Cung Minh Đức liên hệ bán nhà. Nếu ông quen thầy của cháu thì hãy nói một chút về ông ấy cho cháu biết đi. Trần Triệu Dương thấy bầu không khí trong xe có vẻ không được thoải mái liền lên tiếng hỏi, điều quan trọng nhất là anh cũng rất tò mò. Không phải cháu là học trò của ông ấy sao? Sao, thế, chẳng lẽ cháu lại không biết gì về thầy của mình? Nam Cung Thành nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó hỏi. Cháu rất muốn biết nhưng ông ấy không hề nói cho cháu những chuyện này, ngày nào cũng để cho cháu học. Cái này, học cái kia, nghe thấy những lời này của Nam Cung Thành, sắc mặt anh chợt ủ rũ. Nói với vẻ mặt ai oan. Thầy của cháu không nói cho cháu, vậy thì ông cũng không dám nói lung tung. Nghe vậy, Nam Cung Thành lắc đầu, giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Ông nội, ông là ông nội của cháu, ông cứ nói cho cháu biết đi, cháu hứa sẽ không nói cho ông ấy biết. Có phải ông ấy có chuyện gì xấu hổ, sợ cháu biết nên ông mới không dám nói? Trần Triệu Dương lộ ra vẻ gian xảo rồi sau đó nói khích. Làm sao có chuyện đó được, thầy của cháu là một đại anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất. Thằng nhóc thối, cháu cố ý nói vậy để ông nói ra đấy hả? Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Nam Cung Thành bắt đầu nói với vẻ hào hứng dâng trào, nhưng trong nháy mắt ông cụ hiểu được ý đồ của anh, lúc này trừng mắt lên nhìn rồi tức giận nói. Không phải đâu ông nội, làm sao cháu có thể giả vờ để lừa ông? Cháu nói thật, nhìn ông ấy không giống một đại anh hùng. Trong ấn tượng của cháu, ông ấy là một người vô cùng đáng khinh, vô cùng không biết xấu hổ. Một ông lão không có giới hạn, ông ấy không có liên quan gì đến đại anh hùng. Trần Triệu Dương vừa nghe vậy liền xua tay, sau đó nói với vẻ mặt không tin. Thằng nhóc thối, tại sao cháu có thể nói thầy của mình như vậy? Nếu đổi thành người khác, ông sẽ cho người đó biết tay, lần sau không được nói như vậy nữa. Vẻ mặt của Nam Cung Thành chợt thay đổi rồi rất nghiêm túc nói với Trần Triệu Dương. Vâng, ông nội, sau này cháu sẽ cẩn trọng từ lời nói đến việc làm của mình. Nhưng mà cuối cùng thì thầy của cháu là người như thế nào, Trần Triệu Dương thực. Sự rất tò mò, nghe từ trong lời nói của Nam Cung Thành thì thầy của anh là một người rất tài giỏi. Ông ấy sao, là một người đầu đội trời chân đạp? Ánh mắt của Nam Cung Thành hiện lên vẻ như đang hồi tưởng, sau đó nhẹ nhàng mà nói. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương bỗng nhiên vang lên, anh nhìn về phía màn hình điện, đột nhiên trong lòng chấn động, lập tức cầm điện thoại lên với vẻ mặt nghiêm túc. Chú Vinh. Có chuyện gì vậy? Trần Triệu Dương vô cùng lo lắng, vội hỏi. Trần trưởng lão, tôi là người thuộc tổ giám sát của Long Tổ. Tỏi Phó Vinh Dương và Phạm Thanh Thanh đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi, ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng xa lạ. Cái gì? Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Trần Triệu Dương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nghĩ đến cảnh lần đầu tiên gặp Vinh Dương và Phạm Thanh Thanh, trong lòng Trần Triệu Dương cảm thấy khó chịu. Vậy ba người áp giải Mộ Dung Phong thì sao? Anh hít một hơi thật sâu, đè nén sát khí đang dâng trào ở trong lòng, giọng nói nặng nề vang lên. Tất cả đều bị bắt đi, dường như người đối diện nhận thấy được cảm xúc của Trần Triệu Dương, lập tức nói một cách dè dặt. Chết tiệt, khốn kiếp, chó chết, quá kiêu ngạo, vậy Long Tổ muốn làm gì? Trần Triệu Dương tức đến mức sắp nổ tung, lúc này kìm nén sát ý ở trong lòng lại và hỏi. Trần trưởng lão, đối phương làm việc rất chuyên nghiệp, không để lại chứng cứ gì cho chúng ta. Hơn nữa nhà họ Mộ Dung vừa mới thông báo Mộ Dung Phong đã phản bội nhà họ Mộ Dung, cho nên không còn quan hệ gì với nhà họ nữa, người ở đầu dây bên kia cười khổ rồi bất lực nói. Cái gì, không phải những lãnh đạo của Long Tổ đều tin đấy chứ, nghe thấy đối phương nói như vậy, trong lòng Trần Triệu Dương khỏi phải nói là có bao nhiêu khó chịu. Không tin thì làm sao đây, chẳng lẽ vì vậy mà thật sự đi tiêu diệt nhà họ Mộ Dung sao, cảm nhận được sự tức của Trần Triệu Dương.
giọng nói tràn ngập sự bất lực của đối phương vang lên. Được, tôi hiểu rồi, có việc gì cần thì cứ nói với tôi, Trần Triệu Dương gật đầu, anh không tranh cãi nữa mà ghi nhớ chuyện này thật kỹ ở trong lòng. Vâng, Trần trưởng lão, người ở bên kia đáp lại rồi cúp máy. Trần Triệu Dương, có chuyện gì vậy? Thật ra thì từ vẻ mặt của Trần Triệu Dương vừa gọi điện thoại, bọn họ đã đoán được, hẳn là có chuyện rồi. Mộ Dung Phong chạy trốn, Trần Triệu Dương nói lại với bọn họ về chuyện vừa rồi, Mộ Dung Phong này đã bỏ. Trốn thì không có bằng chứng cho thấy nhà họ Mộ Dung ra tay với nhà họ Nam Cung, cũng không có cách nào chứng minh rằng nhà họ Mộ Dung thông đồng với Vu Thần Giáo. Nói cách khác, tất cả những gì mà Trần Triệu Dương làm trước đây đều vô ích. Nhà họ Mộ Dung này vẫn không biết xấu hổ như vậy. Theo như cách làm của nhà họ, tổn thất lần này rất nặng nề, e là sẽ không bỏ qua cho cháu. Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nam Cung Thành lập tức nói với Trần Triệu Dương với vẻ mặt lo lắng. Hiển nhiên, ông cụ hiểu rất rõ về nhà họ Mộ Dung, nếu bọn họ nuốt trôi cục tức này thì sẽ không phải nhà họ Mộ Dung nữa. Khi trở về, cháu sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Nếu bọn họ đến lần nữa, cháu sẽ không cho bọn họ cơ hội chạy. Trốn nữa, trong ánh mắt của Trần Triệu Dương hiện lên sự lạnh lẽo, hung ác mà nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi đến Hồ Lộc Minh, Nam Cung Thành lập tức bị nơi này hấp dẫn, không khí ở đây trong lành hơn ở biệt thự Nam Sơn nhiều, hoàn toàn không thể so sánh, không ở cùng một cấp độ. Hơn nữa, bao nhiêu biệt thự ở đây đều là của Trần Triệu Dương, như thế đã khiến Nam Cung Thành mở rộng tầm mắt rồi. Ông cụ cũng biết khu biệt thự ở Hồ Lộc Minh xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không ngờ rằng lại bị Trần Triệu Dương lấy được, thế mà còn tu sửa lại thành như vậy. Với ánh mắt của ông cụ, đương nhiên có thể nhìn ra được khu biệt thự nhìn như yên bình này, thật ra có rất nhiều sát khí. Không sai, chuyện Mộ Dung Phong đánh lén đã khiến tính cảnh giác của Trần Triệu Dương tăng lên, anh đã bảo mấy người tật phong bố trí phong tỏa lại quanh khu biệt thự, có những vũ khí nóng như bom, còn có cả vũ khí lạnh là thuật cơ quan của Mạc Uyên. Nếu như ngay từ đầu đã có những thứ này, như vậy chắc chắn mấy người Mộ Dung Phong sẽ không có khả năng dễ dàng tiến vào khu biệt thự, đây cũng là do Trần Triệu Dương sơ suất. Cho nên, lần tu sửa này khác với mọi lần trước, trong đầu Trần Triệu Dương đã có một phương án tu sửa đại khái rồi, mà lần tu sửa này cũng làm theo phương án của anh. Ông nội, cháu sắp xếp cho ông một căn biệt thự ở chỗ này, ông nhìn xem có thích hay không. Trần Triệu Dương nhìn thấy vẻ hài lòng trên mặt ông cụ, lập tức thở dài một hơi. Sau đó lái xe dẫn ba người đến bên cạnh Hồ Lộc Minh. Bên trên Hồ Lộc Minh có một căn biệt thự, đẩy cửa sổ ra sẽ có thể nhìn thấy Hồ Lộc Minh xinh đẹp, trừ cái đó ra, diện tích căn biệt thự này và diện tích xung quanh đều vô cùng rộng lớn, đằng sau biệt thự có thể khai hoang ra một mảnh đất, dùng để trồng rau quả, cũng có thể dẫn nước Hồ Lộc Minh lên để tưới tiêu cho đám rau quả này, chắc chắn là loại hình mà ông cụ thích. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy biệt thự này, ông cụ vô cùng hài lòng. Liên quyết định sẽ ở lại đây. Thằng nhóc thối, cháu cũng có bản lĩnh thật lớn, nơi này tốt hơn Nam Sơn nhiều, ở đây có cảm giác hít thở thoải mái hơn, cả người cũng nhẹ nhàng hơn. Không tồi, không tồi đâu, Nam Cung Thành cực kỳ hài lòng, khen ngợi Trần Triệu Dương không dứt lời. Lúc bọn họ xuất phát, Trần Triệu Dương cũng đã bảo người ta chuyển những thứ cần thiết đến biệt thự này rồi, ông cụ có thể vào ở luôn, về phần những đồ đạc cá nhân của ông cụ, anh cũng đã bảo Nam Cung Minh Đức chuyển tới cho ông cụ rồi. Bữa tiệc giữa trưa, Trần Triệu Dương không mời những người khác, chỉ có bốn người bọn họ, mà anh lại tự mình xuống bếp, ba người nhà họ Nam Cung đều rất hài lòng, không ngờ vậy mà anh còn có thể làm ra những món ăn màu sắc hương vị đầy đủ như thế. Bận rộn một ngày, Nam Cung Minh Đức ở lại đây với ông cụ, mà đương nhiên Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến bị Nam ông đuổi về, hơn nữa trước khi đi, ông còn vụng trộm kéo con gái mình ra nói chuyện một lúc lâu. Đến nỗi trên đường trở về, Nam Cung Yến cứ đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương, có lúc anh nhìn sang, cô lại nhanh chóng quay đầu đi, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám nhìn anh thêm nữa. Khiến cho Trần Triệu Dương không thể hiểu nổi, không biết bà xã mình bị làm sao. Bà xã, bố vợ anh nói gì với em vậy? Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến không lái xe, mà tản bộ trở về, dù sao tuy nơi này rất lớn, nhưng khoảng cách giữa hai căn biệt thự lại không xa lắm. Không có, không có gì, đi nhanh lên. Em buồn ngủ lắm rồi, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến đỏ bừng, lúc này liền bước nhanh hơn. Trần Triệu Dương lập tức cảm thấy buồn cười, cô nàng này, cho rằng trời tối là mình không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô sao. Xem ra, bố vợ không thích anh, nói xấu anh rồi, anh thở dài một hơi, sau đó làm ra vẻ lo lắng nói.
Không, không đâu, ông ấy chỉ thúc giục chúng ta nhanh có con thôi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến lập tức luống cuống, lỡ miệng nói ra, nói xong cô liền hối hận, sao mình lại nói hết ra như vậy chứ? Không thèm nghe anh nói nữa, anh cứ bắt em phải nói, Nam Cung Yến quá xấu hổ, liền dậm chân một cái, chạy về phía trước thật nhanh. Bà xã, đừng chạy, anh dẫn em bay, Trần Triệu Dương đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của bà xã, trong lòng vô cùng vui vẻ, lúc này bước nhanh về phía trước, ôm lấy cô từ phía sau, sau đó bế cô kiểu công chúa. A, mau thả em xuống, Nam Cung Yến giật mình, muốn phản kháng, chỉ là lúc này Trần Triệu Dương đã ôm cô bay lên không, hai người cùng nhau bay lên. Đương nhiên, cũng không phải là bay thật, mà là Trần Triệu Dương mượn sức mạnh của chân khí đưa hai người vào không trung, coi như lướt đi ngắn ngủi, nhưng mà như thế cũng đã cực kỳ đáng gờm rồi. Phải biết, đây chính là trọng lượng của hai người, tuyệt đối không giống với lúc Trần Triệu Dương cầu hôn, lúc cầu hôn anh đã phải dùng hết sức lực của mình. Mà sau khi đột phá đến võ đạo tông sư, Trần Triệu Dương phát hiện mình có thể dừng lại trên không trung lâu hơn, chân khí bị tiêu hao lại càng ít hơn. Nam Cung Yến nhìn thấy mình bay lên, lập tức sợ hãi nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi, không có chuyện gì đâu, có ông xã ở đây với em rồi, nhìn thấy người yêu trong lòng mình sợ hãi, anh liền mở miệng an ủi. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lúc này Nam Cung Yến mới mở to mắt ra, bọn họ cũng không bay cao lắm, hơn nữa mỗi lần bay lại không được bao xa, anh sẽ rơi xuống mặt đất, rồi lại mượn lực bay lên. Chơi vui quá, có phải về sau em cũng làm được như thế không? Nam Cung Yến ôm lấy cổ Trần Triệu Dương, hưng phấn hỏi. Đương nhiên là có thể, thiên phú của em rất tốt, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng, mặc dù ngoài miệng. Trần Triệu Dương nói như vậy, thế nhưng anh lại đang có một suy nghĩ, ôm một người đẹp tuyệt trần thế này, nếu như anh còn có thể nghĩ đến chuyện khác, vậy thật sự không phải là đàn ông nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Triệu Dương cảm thấy nóng rực, liền tăng nhanh tốc độ. Sau khi trở lại biệt thự, Trần Triệu Dương nhìn xuyên tường. Phát hiện bọn họ đều không ở trong biệt thự, đương nhiên, đây cũng là Trần Triệu Dương làm, anh đã đuổi bọn họ đến biệt thự khác, cũng không thể để tất cả mọi người ở cùng một chỗ mãi được. Dù sao, thực lực của mình đã đột phá đến võ đạo. Tông sư, lại thêm bố vợ thúc giục, đêm nay Trần Triệu Dương không muốn nhịn nữa, đối mặt với bà xã xinh đẹp. Như thế, có thể chịu đến mức này, anh cũng coi như rất lợi hại rồi. Đương nhiên Nam Cung Yến cũng cảm nhận được sóng nhiệt tỏa ra trên người Trần Triệu Dương. Cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở hừng hực như thế trên người anh cả, khiến cô có một cảm giác mê man. Trần Triệu Dương không thèm đi cửa chính, mà ôm Nam Cung Yến bay thẳng lên trên tầng 2, xông vào từ cửa sổ. Vừa vào trong biệt thự, anh đã không nhịn được, mạnh mẽ đón nhận. Nam Cung Yến cũng bị hơi thở nóng rực của Trần Triệu Dương làm cho mê man, vụng về đáp lại. Đêm đã khuya, hai người ôm chặt lấy nhau. Hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào, Nam Cung Yến lười biếng mở mắt ra, nhìn Trần Triệu Dương đang ngủ rất say bên cạnh mình, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Nhớ lại chuyện tối qua, cô ngượng quá đi mất. Không ngờ nhìn anh ngủ cũng thoải mái thật, nhìn gương mặt góc cạnh và anh Tuấn của anh, lòng Nam Cung Yến nồng cháy như lửa. Vợ à, lần sau khen anh phải lựa lúc anh không ngủ đấy nhé, cô đang ngẩn ngơ ngắm Trần Triệu Dương thì anh đột nhiên mở mắt ra, chờ mình đè cô xuống, sau đó. À, không được. Nam Cung Yến yêu kiều la lên, sau đó trong phòng lại vang lên mấy tiếng động kỳ lạ. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, hai người mới chịu dậy. Chồng, tu vi của em, sau khi thức dậy, bất cẩn làm gãy chốt cửa và van vòi sen, còn đẩy vỡ cả cửa sổ, cô hoảng hốt chạy đi tìm Trần Triệu Dương. Ha ha, bây giờ em là tiên thiên đại thành rồi, phải cẩn thận, bây giờ em vẫn chưa kiểm soát lực được đâu, nghe Nam Cung Yến nói vậy, anh bật cười. Thật ra anh cũng rất ngạc nhiên, phải biết rằng tối qua lúc làm tình với cô, thực lực của cả hai đều tăng một cách ngạc nhiên, tu vi của anh tiến thẳng lên tiểu thành võ tông. Điều khiến anh khiếp sợ hơn là cảnh giới của cô đột phá cả tiên thiên đại thành, quả thật là đổi mới thế giới quan của anh. Rồi anh lại nghĩ rằng, hóa ra nguyên nhân tại sao lão già lại bảo anh cưới Nam Cung Yến là như vậy, đây hoàn toàn là sắp xếp có chủ đích của ông ấy. Thật không, cô nghe Trần Triệu Dương nói thế thì hai mắt sáng ngời. Sau đó cảm nhận thực lực của mình xem thế nào, quả thật cô đã đạt tới tiên thiên đại thành như anh nói. Tuy tu vi của em đã vào tầng 7 rồi nhưng khả năng khống chế sức mạnh vẫn chưa đạt đến mức đó, mấy ngày tới em phải học cách kiểm soát lực lượng trong cơ thể mình, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Tai hại của việc thực lực tăng lên quá nhanh là ở chỗ đó,
nhưng may mà trước đây Nam Cung Yến đã trải qua việc này nên không quá bất ngờ. Mau dậy thôi, chắc họ cười chết em rồi, thấy dáng vẻ như chưa ăn no của anh, cô thẹn thùng gắt lên. Rồi rồi, dậy đây, thật sự không muốn dậy chút nào, bảo sao ai cũng nói anh hùng nguyện chết dưới hoa hồng, quá là có lý ấy chứ, mỗi khi đứng trước mặt Nam Cung Yến, anh thật lòng chỉ muốn ôm cô mãi mãi, chưa bao giờ anh muốn ngủ nướng đến vậy. Sau khi rời giường, Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đi ra đại sảnh. Lúc nhìn thấy đồ vật trong này, cô biết Từ Tịnh Nhã và những người khác đã đến. Ôi chao, chắc chắn là họ đã biết rồi, em biết gặp người khác kiểu gì đây? Thôi xong, quá mất mặt, cô nhìn ra ngoài rồi lập tức che mặt, hai má nóng bừng. Sợ gì chứ, chúng ta là vợ chồng được pháp luật công nhận, cái này có gì để ngượng đâu, thấy dáng vẻ này của cô, anh phì cười, ôm cô an ủi. Em ở đây chờ một lát, anh đi nấu bữa sáng, Trần Triệu Dương vỗ vai cô, để cô ngồi xuống sofa rồi vào phòng bếp hì hục nấu ăn. Từ phòng khách nhìn anh đang bận rộn trong bếp, lòng Nam Cung Yến tràn đầy hạnh phúc. Ai cũng nói rằng đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, bây giờ cô nhìn anh thế nào cũng thấy anh đẹp trai cả, lại còn đẹp trai 360 độ không góc chết nữa chứ. Trần Triệu Dương đang nấu ăn, Nam Cung Yến ngây ngốc ngắm chồng thì cửa mở, Từ Tịnh Nhã và những người khác lặng lẽ đi vào. Anh đang nấu ăn nhưng cũng phát hiện ra, còn Nam Cung Yến đang ngắm anh thì không hề có cảm giác gì. Tiếp theo. Mọi người cứ nhìn cô như thế, cô vẫn ngắm Trần Triệu Dương say đắm như thế, bầu không khí cả phòng khách vô cùng kỳ quặc. Nhưng dù sao cũng đã là một võ giả tiên thiên đại thành, chẳng mấy chốc Nam Cung Yến đã nhận ra có gì đó sai sai, lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy nhóm Từ Tịnh Nhã thì cô thất thanh la lên. Cậu, mọi người đến đây từ lúc nào thế? Nam Cung Yến ngỡ ngàng nhìn họ. Bọn mình đến lâu lắm rồi, ai đó giữa ban ngày ban mặt mà giải cơm chó. Bọn cậu độc thân này thật là đau lòng quá mà, Từ Tịnh Nhã là bạn thân của cô, chạy đến ấm ức than vấn. Hay, xong rồi, nam thần của tôi hoàn toàn suy đồi rồi, Dương Lệ thở dài, phiền muộn nói. Đám người cười nói ầm, làm cho Nam Cung Yến vốn hơi mất tự nhiên thả lỏng được phần nào. Trần Triệu Dương đang làm cơm nhưng chợt nhận được một cú điện thoại, sắc mặt anh bỗng thay đổi. Mọi người ở nhà chờ một chút. Tôi ra ngoài có việc. Trần Triệu Dương đi ra khỏi phòng bếp với sắc mặt khó coi, anh nhanh chóng cởi tạp đề ra, đồng thời nói với Nam Cung Yến và những người khác. Đại ca, có chuyện gì sao? Bọn em đi với NHTL, thấy dáng vẻ này của anh, Tật Phong biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì đại ca tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt đó, bởi vì một khi anh có vẻ mặt đó đồng nghĩa với việc có người gặp nạn rồi. Tật Phong, các cậu theo tôi, Ưng Chuẩn ở lại, đến ổ chim ưng của cậu. Trần Triệu Dương gật đầu rồi dặn riêng Ưng Chuẩn. Rõ, đại ca, cậu ta vốn hơi khó chịu, nhưng vừa nghe thấy vế sau đó thì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hồ chim ưng có nghĩa là vị trí đánh lén, sau khi đến Hồ Lộc Minh, cậu ta tìm ra được vị trí đánh lén tốt nhất, mà Trần Triệu Dương nói cậu ta đi ổ chim ưng tức là bảo. Vệ nơi này, đề phòng kẻ thù xuất hiện. Đại ca, em đi chung với Ưng Tử, cậu tử bất chợt lên tiếng. Vì tay súng bắn tỉa chỉ phụ trách khu vực tầm xa nên sẽ rất nguy hiểm nếu có người tiếp cận được Ưng Chuẩn, trong số những người ở đây thì cậu tử có khả năng cận chiến mạnh nhất nên để cậu ta bảo vệ Ưng Chuẩn là cách giải quyết tối ưu. Được, cậu cũng ở lại, Trần Triệu Dương gật đầu rồi nhìn về phía Nam Cung Yến, vợ, em ở nhà nhé, lát nữa nếu có kẻ thù xông vào, em chỉ cần đánh ngất hoặc đánh tàn phế kẻ đó là được. Vâng, mặc dù cô không biết sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng cô hiểu rằng ngoài Trần Triệu Dương ra thì ở đây cô là người mạnh nhất, cô phải đứng ra. Hơn nữa, là vợ chính thức của anh, cô phải làm gương chứ không thì mấy cô nàng kia sẽ lật nóc mất. Nghe thấy Trần Triệu Dương sắp xếp cho Nam Cung Yến nhưng lại không sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ, mấy người Giang Tử Phong lập tức không làm nữa. Đại ca, bọn em thì sao? Giang Tử Phong lên tiếng hỏi đầu tiên. Các cậu đợi ở trong biệt thự, không cho phép ra ngoài, Trần Triệu Dương nhíu mày. Sau đó cực kỳ không khách khí nói. Nhìn thấy Giang Tử Phong bị dạy dỗ, mấy người Từ Tịnh Nhã và Tuyên Hoàng nào còn dám mở miệng, mặc dù các cô cũng muốn ra trận đánh nhau. Không phải là không cho mọi người cơ hội, mọi người còn kém xa lắm, tôi hy vọng lần sau lúc tôi phân công nhiệm vụ, mọi người đều có thể tự mình phụ trách một bên, Trần Triệu Dương nghiêm túc nói. Cậu Tử, bảo vệ tốt chị dâu cậu, mặc dù thực lực của cô ấy rất mạnh, nhưng chưa từng giết người. Hiểu chưa, Trần Triệu Dương quay đầu nhìn về phía cậu tử. Vâng, đại ca, cậu tử khẽ gật đầu, nhất định cậu ta sẽ liều chết bảo vệ chị dâu.
thật ra mọi người cũng không cần khẩn trương như vậy, lát nữa lúc tôi rời đi, mọi người phải bảo vệ tốt căn cứ của chúng ta, thật ra tôi sắp xếp như vậy đều chỉ để đề phòng rắc rối có thể xuất hiện thôi. Trần Triệu Dương nhìn thấy tất cả mọi người khẩn trương, lúc này mở miệng an ủi. Ông xã, anh phải chú ý an toàn đất Lam Cung Yến biết, cô không thể ngăn cản Trần Triệu Dương, chỉ có thể dặn dò anh chú ý an toàn. Yên tâm đi, không ai có thể làm anh bị thương được, Trần Triệu Dương tự tin cười một tiếng, lúc đầu thực lực của anh chưa đủ mạnh mẽ, thế nhưng sau một đêm xuân hôm qua, thế mà thực lực của anh đã tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, đương nhiên sẽ càng không sợ hãi. Sau đó Trần Triệu Dương dẫn Tật Phong và Hắc Kiện rời khỏi Hồ Lộc Minh, sở dĩ dẫn theo Tật Phong, là bởi vì Tật Phong nhanh nhẹn nhất, mà Hắc Kiện có thể dùng kỹ thuật hacker để hack mạng lưới và mạch điện ở xung quanh. Vừa nãy Trần Triệu Dương mới nhận được điện thoại của Hứa Thiệu Phong, Tô Hồng Mị bị bắt cóc. Đối với Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương thấy vô cùng áy náy, đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa đi thăm cô a, mà cô ta vẫn luôn giúp mình chú ý đến thế giới ngầm ở thành phố Nam Hải, mặc dù không thể mang đến cho anh nhiều lợi ích kinh tế, nhưng lại làm cho cả thành phố Nam Hải trở nên cực kỳ yên ổn. Hơn nữa, bởi vì anh nắm thế giới ngầm của thành phố Nam Hải ở trong tay, cho nên, Hứa Thiệu Phong mới có thể nắm giữ được vài tin tình báo đầu tiên, vì thế thế giới ngầm của thành phố Nam Hải mới không có chút sai sót nào. Trần Triệu Dương lái xe, tốc độ xe đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Cắt hết mạng lưới ở gần quán Ba Dạ Mị cho tôi, đồng thời chuẩn bị tốt cho tôi. Chờ tôi phát tín hiệu thì cắt luôn cả điện, Trần Triệu Dương nói với Hắc Kiện. Yên tâm đi, đại ca, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Kiện khẽ gật đầu, sau đó mở máy tính xách tay của mình ra, hai tay bắt đầu thao tác thật nhanh, cho dù chiếc xe có phóng nhanh cũng không thể ảnh hưởng đến thao tác của Hắc Kiện, đây chính là thực lực của hacker đỉnh cao thế giới. Tật Phong, luyện tiêu giao bộ mà tôi dạy cho cậu như thế nào rồi, Trần Triệu Dương đột nhiên quay đầu hỏi Tật Phong. Hả, 6 cái lốp xe. Một phút có thể chạy 100 vòng, lốp xe không chuyển vị trí, Tật Phong sửng sốt, sau đó báo cáo. Không tệ, xem ra không lười biếng, bình thường chảy nhiều mồ hôi, đến lúc chiến tranh mới ít đổ máu, Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu, 6 cái lốp xe này. Được sắp xếp lộn xộn, chân dẫm lên trên lốp xe, không thể lọt vào trong bánh xe hay bị rơi xuống, đối với người không có thân pháp đặc biệt mà nói, căn bản sẽ không làm được, mà cho dù có làm được, tốc độ cũng sẽ không nhanh. Sở dĩ Trần Triệu Dương truyền tiêu giao bộ cho Tật Phong, cũng là bởi vì Tật Phong là người nhạy bén nhất trong mấy người bọn họ, tu luyện bộ thân pháp này vừa vặn phù hợp, lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe thấy Trần Triệu Dương khích lệ, Tật Phong lập tức cười vui vẻ, hiển nhiên sự khích lệ của Trần Triệu Dương còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Đại ca, thực lực của em là cao nhất, bây giờ em cũng đã là hậu thiên đại thành rồi, ngay lúc này, Hắc Kiện không cam lòng yếu thế nói. Ồ! Trần Triệu Dương sửng sốt, anh cũng không chú ý tới, bây giờ nhìn một chút, quả nhiên thực lực của Hắc Kiện đã đạt đến hậu thiên đại thành, tuyệt đối là người tiến bộ nhanh nhất trong số bọn họ. Không tệ, đều rất tốt, người vui vẻ nhất không ai bằng Trần Triệu Dương, sở dĩ anh gọi các anh em đến hết, chính là để có thể làm bọn họ phát triển tốt hơn. Bây giờ thấy bọn họ đều có tiến bộ mới mỗi ngày, đương nhiên Trần Triệu Dương vô cùng vui vẻ. Trên đường đi, anh lại nhận được điện thoại của Hứa Thiệu Phong. Đã điều tra rõ ràng, kẻ bắt cóc Tô Hồng Mị chính là tàn dư của Giang Môn. Lúc đầu Trần Triệu Dương cho rằng người của Giang Môn đã bị mấy người Tật Phong đánh tan rồi, không có khả năng gây ra sóng gió gì nữa, không nghĩ tới tàn dư của Giang Môn lại chui ra ngoài gây sóng gió. Xem ra, nhất định lần này phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, anh hối hận cũng không kịp. Trần Triệu Dương mở loa ra, đương nhiên hai người Tật Phong và Hắc Kiện có nghe được. Điều này khiến sắc mặt của hai người bọn họ vô cùng không dễ nhìn. Đại ca, xin lỗi, là bọn em không giải quyết sạch sẽ, Tật Phong và Hắc Kiện áy náy nhìn Trần Triệu Dương, nói. Đừng ảo não, lúc đó thực lực của các cậu vẫn còn hơi yếu, may mắn là các cậu chỉ dùng hình thức bản tỉa ở khoảng cách xa, nếu không với thực lực của Giang Môn, các cậu căn bản không có cơ hội cận chiến nào cả, Trần Triệu Dương không trách bọn họ cũng chỉ muốn cho mình một sự bất ngờ thôi. Đại ca. Anh yên tâm, về sau bọn em sẽ cố gắng tu luyện gấp bội, nếu sau này có đánh nhau chính diện, nhất định sẽ không mất mặt nữa, hai người bọn họ cực. Kỳ kiên định nói, chiếc xe giống như một con cá nhạy bén dưới sự điều khiển của Trần Triệu Dương, tốc độ rất nhanh, nhưng lại có thể lướt đi đẹp đẽ. Sau khi vào trong thành phố, Trần Triệu Dương không ngừng tăng tốc, rất nhanh đã tới quán Ba Dạ Mị. Chỉ là ở đây đã bị phong tỏa lại, những tên côn đồ hung dữ cầm dao phay,
gậy gộc đang vây quanh bên ngoài quán bar. Trần Triệu Dương đạp phanh dừng ở cửa quán bar, để Hắc Kiện ở lại bên trong, Trần Triệu Dương dẫn Tật Phong xuống xe. Trần gia, sau khi đám côn đồ ở cửa ra vào nhìn thấy Trần Triệu Dương xuống xe, ai nấy đều cúi gập người, hành lễ nói với Trần Triệu Dương. Đừng đứng ở cửa nữa, nấp đi, quá kiêu căng, Trần Triệu Dương nhìn thấy nhiều người cầm vũ khí đứng trên đường như vậy, trong lòng bỗng châm xuống, lúc này mở. Miệng sai bảo. Vâng, Trần gia, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, đám lưu manh liền tản hết ra, nấp ở trong các ngõ ngách trên đường gần quán bar, hơn nữa còn giấu cả vũ khí đi. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương lập tức thở ra một hơi, sau đó nhìn xuyên tường, bao phủ lại toàn bộ quán bar Dạ Mị. Cảnh tượng bên trong cực kỳ rõ ràng, 5 người đàn ông mặc áo đen đang đứng trên sàn nhảy quán bar, một lão già mặc trường bào màu đỏ chót ngồi ở chính giữa sàn nhảy, nhắm mắt uống trà. Trần Triệu Dương không để 5 người đàn ông áo đen kia ở trong lòng, thực lực mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ là võ giả tiên thiên, không đủ gây sợ. Thế nhưng hơi thở của lão già kia rất thâm trầm, chỉ sợ thực lực cũng là võ đạo tông sư. Mà Tô Hồng Mị đang bị bọn họ trói trên một cái ghế, cách lão già kia không xa, với khoảng cách như vậy, nhất định phải kết liễu bằng một đòn, nếu không với thực lực của lão già kia, sẽ rất dễ kịp phản ứng, bắt Tô Hồng Mị làm con tin. Trần Triệu Dương đi vội vàng, không cầm theo loại thuốc có thể đầu độc tông sư võ đạo, nếu không thì căn bản là không phải phiền phức như thế này. Cậu tử, tới đây, Trần Triệu Dương ra hiệu với cậu tử đang ngồi ở trong xe, để cậu ta tới bên cạnh mình. Đại ca, sao vậy, cậu tử nhanh chóng đi tới bên cạnh Trần Triệu Dương, mở miệng hỏi. Một lúc nữa cậu đi vào từ cửa trước, tôi đi vào từ cửa sau, tôi ra hiệu cho cậu thì cậu tiến lên, hấp dẫn sự chú ý của người bên trong. Sau đó tôi đi cứu người. Việc mà cậu cần làm chính là cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của chính mình, Trần Triệu Dương nói với cậu tử. Vâng, đại ca, cậu tử gật đầu. Trần Triệu Dương lách mình lao thẳng ra cửa sau, trong giây lát đã ra phía sau, anh sử dụng mắt nhìn xuyên thấu của mình, phát hiện quả nhiên ở cửa phía sau có người đang đứng bảo vệ, chỉ có điều, anh đã lặng yên không một tiếng động mà giải quyết xong gã đó. Trần Triệu Dương thu lại hơi thở toàn thân mình. Đi tới vị trí cách sân khấu trong quán rượu tương đối gần, ẩn núp ở đó. Sau đó, Trần Triệu Dương truyền âm cho cậu tử. Rầm. Đúng lúc này, cửa lớn ở phía ngoài bị đá văng một phát, bóng dáng cậu tử từ bên ngoài vọt vào. Bắt nó lại cho tao, ông già đứng ở vị trí trung tâm đột nhiên mở to mắt, quát lên với 5-6 tên áo đen đứng đằng sau mình. 5 người bọn họ phản ứng lại rất nhanh, đánh thẳng về phía Trần Triệu Dương, bọn họ không hề có ý. Muốn nương tay, vừa ra tay đã muốn chém giết cậu tử. Mặc dù thực lực của cậu tử kém bọn họ một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cậu tử phong phú vô cùng, cộng thêm thiêu giao bộ mà Trần Triệu Dương truyền thụ cho cậu ta, trong lúc nhất thời, 5 người kia dùng hết tất cả sức lực của mình cũng không thể bắt được cậu ta. Thật sự là đám vô dụng, ông già kia thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó ông ta bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên từ phía sau vọt ra, hung hăng đánh một đấm về phía giữa lưng lão già kia. Đáng chết, lão già cảm nhận được sự uy hiếp từ phía sau, lập tức gầm lên một tiếng, đột nhiên quay người, đón lấy nắm đấm của Trần Triệu Dương. Anh hoàn toàn không trốn tránh, nắm đấm của hai người hung hăng đụng vào nhau. Dưới nắm đấm của Trần Triệu Dương, lão già trực tiếp đánh nổ cánh tay kia, sau đó nắm đấm của anh không hề nể nang mà nện lên vai ông ta. Khiến cả nắm đấm của lão già kia đánh lên một cây cột, cả người ông A bị khảm vào trong cây cột ấy. Làm xong những việc này, Trần Triệu Dương hoàn toàn không chịu dừng lại, mà đi thẳng tới bên cạnh Tô Hồng Mị, bóp nát dây thừng đang trói cô ta, sau đó chậm rãi truyền chân khí trong cơ thể mình vào người cô A. Động tĩnh của Trần Triệu Dương bên này đã dọa cho. Đám người đang vây đánh cậu tử giật mình, nhìn thấy người dẫn đầu của bọn chúng bị đánh thê thảm như vậy, lập tức tất cả đều luống cuống. Mà cậu tử biết mình không phải đối thủ của bọn chúng, cho nên ngay khi đám người đó vừa mới ngây ra đã vọt thẳng ra khỏi vòng vây của bọn họ, chạy tới bên cạnh Trần Triệu Dương. 5 người kia hoàn toàn gục ngã, có thể dùng một chiêu đã giết luôn võ đạo tông sư, thực lực tất nhiên là phải mạnh đến mức không thể chịu nổi, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thực ra, nếu như không phải những người này lấy Tô Hồng Mị làm con tin, thì Trần Triệu Dương hoàn toàn chẳng sợ gì cả mà sẽ vọt thẳng tới luôn. 5 người kia biết là nếu lúc này không đi thì sợ rằng cũng chẳng có cơ hội mà đi nữa. Lúc này, 5 người bọn chúng phóng thẳng ra bên ngoài, chỉ là ngay khi ấy có một giọng nói vang lên bên ai bọn chúng,
nếu như bọn mày dám đi ra khỏi quán ba này một bước, thì tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận vì còn sống. Nghe thấy âm thanh cảnh cáo này, sắc mặt của 5 người bọn chúng nhìn vô cùng khó coi, bởi vì bọn chúng biết, nếu như thật sự dám rời đi, như vậy thứ chờ đợi bọn chúng chắc chắn là sự thống khổ vô tận, bọn chúng thật sự không dám đánh cược. Trần Triệu Dương không có thời gian để ý đến bọn chúng, bởi vì lúc này trên người Tô Hồng Mị đã tồn tại một luồng hơi thở vô cùng khó chơi. Nếu như không phải thực lực của Trần Triệu Dương đã đạt tới cảnh giới như hiện tại, chỉ bằng vào chân khí ở trình độ tiên thiên cảnh thì căn bản là không có cách nào để loại bỏ hết được. Có thể coi là như thế, nhưng Trần Triệu Dương cũng phải mất hết sức lực hơn nửa ngày, cuối cùng mới có thể hoàn toàn loại bỏ được hơi thở trong người Tô Hồng Mị. Loại hơi thở khó chơi như vậy khiến Trần Triệu Dương phải nhíu mày, bởi vì anh hoàn toàn không nghĩ tới, trong cơ thể Tô Hồng Mị lại có hơi thở như thế này tồn tại, lấy thực lực của 5 tên kia và lão già thì tuyệt đối không thể để lại hơi thở như thế này được, chẳng lẽ còn có cao thủ khác đang ở đây. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương ôm Tô Hồng Mị nhanh chóng đứng dậy, bởi vì anh vừa mới cảm thấy có một luồng sát ý bén nhọn đâm vào mi tâm, không hề do dự, Trần Triệu Dương đá một cước khiến cậu tử bay ra. Còn mình thì ôm Tô Hồng Mị nhanh chóng phóng về phía ngược lại. Đùng! Ngay khi Trần Triệu Dương ôm cô ta rời đi, một viên đạn hung hăng đâm xuống chỗ anh vừa mới đứng. Nếu như không phải Trần Triệu Dương phản ứng nhanh thì sợ là một phát súng này đã có thể xuyên qua đầu anh rồi. Điều này khiến cho sự cảnh giác trong lòng Trần Triệu Dương tăng gấp bội. Cậu tử, trốn thật kỹ, không được đứng dậy. Trần Triệu Dương dặn dò cậu tử một câu, sau đó cũng ôm Tô Hồng Mị trốn đi. Đùng! Ngay khi Trần Triệu Dương cho rằng mình đã trốn được rồi, đối phương hoàn toàn không có cách nào, thì một cảm giác nguy hiểm ập đến, Trần Triệu Dương không hề do dự chút nào, ôm Tô Hồng Mị nhanh chóng giấu mình sau quầy rượu. Máy tầm nhiệt, Trần Triệu Dương và cậu tử nhỏ giọng nói với nhau, dù sao thì cũng không có khả năng ở khoảng cách xa như thế mà một người còn có thể nhắm chuẩn như vậy. Cậu đừng nhúc nhích, tôi đi lo tên đớ, Trần Triệu Dương cẩn thận đặt Tô Hồng Mị xuống đất, sau đó hai chân hung hăng đạp xuống đất một cái. Cả người phóng lên tận trời. Đùng. Ngay lúc này, lại một tiếng súng nữa vang lên, chỉ là Trần Triệu Dương cũng đã trốn kịp, lần này thì anh trốn đằng sau một cây cột. Đùng đùng. Ngay khi Trần Triệu Dương cho rằng tay súng bắn tỉa này chỉ có thể ngồi đợi, thì tay súng ấy lại nổ súng một lần nữa, lần này lại bắn trúng chỗ cây cột của anh. Đáng chết, lại còn là đạn xuyên giáp, khi cảm nhận được phát súng này có thể bắn xuyên qua được cả nửa cây cột, Trần Triệu Dương thầm mắng. Không hề do dự chút nào mà vọt thẳng ra, anh vừa mới di chuyển, đạn kia chỉ có thể đuổi theo anh, chẳng qua là không có cách nào để khóa chặt Trần Triệu Dương lại. Trần Triệu Dương không vội vàng ra ngoài tìm tay, súng bản tỉa, mà trước tiên là vọt tới chỗ mấy tên áo đen kia, đánh ngất bọn chúng, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm ai súng bắn tỉa. Tốc độ của Trần Triệu Dương cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã xông ra khỏi quán bar, tìm được vị trí của tay súng bắn tỉa kia. Tay súng ở ngay trong căn hộ phía đối diện, tòa nhà đó cũng không nhiều tầng, nếu không thì rất khó có thể đánh lén được một quán bar. Khi Trần Triệu Dương xông được vào trong căn hộ thì tay súng bắn tỉa kia cũng không còn tấn công nữa, anh ta nhanh chóng thay quần áo, súng ngắm được đặt trên tầng 3 cũng bị anh ta bỏ lại. Ngay sau đó, anh ta cởi quần áo trên người mình xuống, bên trong lại là một bộ quần áo được chuẩn bị xong từ lâu. Sau đó anh ta lau mặt của mình. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình ban đầu đã nhanh chóng biến thành một người đàn ông nhìn qua có vẻ bình thường. Tiếp theo, anh ta móc chìa khóa ở trong túi ra, đi ra ngoài hành lang, nhanh chóng đi vào gian phòng cách vách, ngay sau đó đóng cửa lại. Một lúc sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Trần Triệu Dương chậm rãi bước lên tầng. Nếu như đổi sang người khác, chắc chắn sẽ nhanh chóng ra bên ngoài đuổi theo sau khi nhìn thấy khẩu súng bản tỉa bị bỏ lại. Nhưng mà, lần này lại đụng tới Trần Triệu Dương. Anh đã dùng đôi mắt xuyên thấu khóa chặt đối phương từ lâu. Khi Trần Triệu Dương nhìn thấy người này đang nhanh chóng mặc lại quần áo bình thường rồi bước vào một căn nhà. Nói thật, anh vô cùng khâm phục anh ta. Dù sao thì cách tốt nhất là trốn vào trong đám đông, hơn nữa tay bắn tỉa này còn giỏi hơn, trực tiếp đóng giả thành cư dân ở đây, đúng là cực kỳ xảo quyệt. Trần Triệu Dương không vội vào trong nhà bắt anh ta mà là đến vị trí bắn tỉa vừa rồi trước, ở trong này đi một vòng rồi sau đó đi xuống tầng. Sau khi làm ra động tác đi xuống cầu thang, Trần Triệu Dương thực hiện thân pháp và đi thẳng trở lại cánh cửa nơi mà người kia đang trốn. Đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương nhìn thấy anh ta, tên này thực sự là một tên nhạy cảm. Khoảng vài phút sau, anh ta mới thử thăm dò mà đi vào cửa, sau đó nghe động tĩnh, nhìn vào lỗ mắt mèo một hồi,
cuối cùng chắc chắn rằng không có nguy hiểm, anh ta mới buông thứ gì đó đang cầm trong tay. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trần Triệu Dượng chợt lóe một tia sắc bén. Lý do khiến anh không phá cửa nhà và bắt tên này ra là vì tên này đang cầm một cái kíp nổ ở trên tay, anh ta buộc rất nhiều thuốc nổ lên người, tất cả đều là thuốc nổ năng lượng cao. Với cường độ thể chất của Trần Triệu Dương, chỉ cần không bị nổ ở ngay trước mặt thì anh rất tin bản thân sẽ không bị thương nhiều. Nhưng mà ở trên tòa nhà này còn có những người khác, một khi người này kích nổ thuốc nổ ở trên người, e rằng cả tòa nhà sẽ bị phá hủy mà sụp đổ. Ông chủ, kẻ địch quá mạnh, tôi đã thất bại. Được, tôi sẽ rút lui, lúc này, tay bắn tỉa lấy ra một chiếc điện thoại tìm người rồi ấn gọi đi, sau khi nói hai câu liền cúp. Máy. Vốn dĩ Trần Triệu Dương định nhân cơ hội khi anh ta mở cửa thì tóm gọn anh ta, nhưng sau khi nghe thấy anh A gọi điện thoại, Trần Triệu Dương lại không định ra tay mà lặng lẽ ẩn núp, không phát ra một tiếng động. Anh muốn xem, ông chủ đứng sau người này là ai? Khi người này đi ra cũng rất cẩn thận, đây là điều khiến cho Trần Triệu Dương cực kỳ thưởng thức, trên chiến trường chỉ có người làm việc cẩn thận mới có thể sống lâu hơn. Ngay sau đó, người này quay trở lại vị trí bắn tỉa trước đó. Tháo rời khẩu súng rồi cất vào hộp đàn guitar để ngụy trang. Sau khi làm xong những này, anh ta lập tức đi thẳng xuống dưới tầng. Sau khi xuống tầng, anh ta nhìn xung quanh một vòng và chắc chắn rằng không có ai đi theo, cuối cùng anh ta mới lên một chiếc Zeta kiểu N vô cùng cũ nát, phát ra tiếng động rất lớn rồi cứ như vậy rời đi. Ông chủ, tình hình bên tôi đã rất rõ ràng rồi. Lão Du và 5 người học trò của ông ta đã đổ rồi. Tuy rằng bọn họ vẫn còn sống nhưng có lẽ bọn họ không chịu đựng được nữa, có cứu thì cũng không còn giá trị. Trên xe, tay bắn tỉa kia lại gọi điện thoại, vẫn báo cáo tình hình cho ông chủ đứng sau của anh ta. Ông chủ, tình báo của chúng ta đã sai, thực lực của đối phương rất mạnh, đặc biệt là Trần Triệu Dương, vốn không phải võ giả thiên tiên, ít nhất cũng là võ đạo tông sư. Tay bắn tỉa kia không ngờ rằng tất cả những lời anh A nói sẽ bị anh đang ở dưới gầm xe nghe thấy. Trần Triệu Dương biết tính cảnh giác của người này rất mạnh mẽ nên khi anh ta lên xe, anh đã âm thầm lẻn vào dưới gầm xe của anh ta. Theo như những gì mà anh ta báo cáo với ông chủ, coi như Trần Triệu Dương cũng hiểu được một chuyện. Vốn dĩ Trần Triệu Dương cho rằng những người này đều là tàn dư của Giang Môn, nhưng không ngờ lại có thể thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Hóa ra Lão Du và mấy người học trò của ông ta ở trong quán bar là tàn dư của Giang Môn, tay bắn tỉa này. Thuộc một tổ chức sát thủ tên là Tố Huyết Hồng, dù biết là Tố Huyết Hồng nhưng lại không biết ai đã thuê bọn họ. Xe nhanh chóng chạy đến một hiệu thuốc ở Thành Nam, sau khi dừng lại, suốt quãng đường không phát hiện ra người nào theo dõi khiến tay bắn tỉa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó anh ta lập tức đi vào trong hiệu thuốc. Đợi sau khi anh ta bước vào hiệu thuốc, Trần Triệu Dương cũng ở dưới gầm xe đi ra, cả quãng đường này đúng là đã dày vò anh, trên người toàn là bùn đất. Sau đó Trần Triệu Dương ẩn nấp một cách nhanh chóng. Đồng thời dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn về phía hiệu thuốc. Tình huống trong hiệu thuốc này rất rõ ràng, ngoài tay bắn tỉa còn có một ông già râu trắng và một cô gái chưa tới 20 tuổi, dáng vẻ cũng không đặc biệt xinh đẹp, không những thế, đôi mắt của cô ta còn dài và hẹp khiến người ta cảm thấy người này khó gần, khó hòa đồng. Có ai theo dõi không? Ông già tóc trắng nhìn thoáng qua tay bắn tỉa, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên mà hỏi. Tôi chắc chắn rằng không có ai theo dõi, tay bắn tỉa lắc đầu. Giọng điệu vô cùng chắc chắn. Hừ, ngu xuẩn, lúc này, lão già tóc trắng bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động, mở màn hình lên, sau đó sắc mặt thay đổi, rồi lập tức mắng tay bắn tỉa kia. Nếu đã đến đây rồi thì đi ra đi, lão già tóc trắng nhìn về phía cửa, giọng nói lạnh như băng cất lên. Ngay khi lão già vừa cất tiếng nói, cô gái và tay súng bắn tỉa nhanh chóng rút súng nhắm thẳng vào cửa. Thật thú vị, vậy mà có thể phát hiện ra tôi. Trần Triệu Dương không ngờ lão già này lại nhạy bén như vậy, anh vừa mới tới cửa, đang định lẻn vào trong nhưng lại bị người ta phát hiện ra. Nếu đã bị phát hiện, Trần Triệu Dương cũng không ẩn nấp nữa, giờ phút này đi vào từng bước một. Trần Triệu Dương, lão già thấy hai người kia sắp nổ súng, lập tức giơ tay ngăn cản hành động của hai người. Đúng vậy, không ngờ trong tổ chức sát thủ của các ông lại có một cường giả như ông vậy. Thật là thú vị, Trần Triệu Dương chậm rãi bước vào trong. Anh muốn xem Tố Huyết Hồng này thật sự có năng lực gì. Anh bạn trẻ, cậu thật sự rất dũng cảm, lại dám xuất hiện ở trước mặt tôi, cậu không sợ tôi sẽ giết chết cậu sao? Lão già mỉm cười, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ thách thức rồi hỏi. Giết tôi, đương nhiên là ông có thể giết tôi, các ông đã nhận nhiệm vụ giết tôi rồi đúng không?
chẳng qua việc bắt cóc Tô Hồng Mị là để dụ tôi đi ra. Nhưng mà chỉ bằng vào thực lực võ đạo tông sư đại thành này của ông sao? Trần Triệu Dương cười lạnh, thực lực của lão già này đúng là không yếu, nhưng mà anh chưa phải là chưa từng giết người có thực lực mạnh hơn anh. Ha ha, anh bạn trẻ, cậu thật đúng là kiêu ngạo, nhưng mà cậu đã đến đây rồi thì đừng rời đi nữa. Đột nhiên sắc mặt của lão già tối sầm xuống, cảm giác như sự uy nghiêm của mình đang bị khiêu chiến, không thể ở trước mặt hai tên thuộc hạ của mình mà bỏ qua chuyện này. Giết cậu ta, lão già hừ lạnh, sau đó vung tay lên, ra hiệu cho hai người kia nổ súng. Ở khoảng cách gần như vậy, sự uy hiếp của súng lục là lớn nhất, vì vậy tay bắn tỉa và cô gái trực tiếp lấy súng lục ra và bắn về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cười khẩy, không thèm tìm vật gì che chắn. Đôi mắt chăm chú quan sát quỹ đạo viên đạn, quỹ đạo ấy hiện lên trong đầu Trần Triệu Dương, sau đó, anh vận động cơ thể một cách tỉnh vi, né tránh hết tất cả viên đạn bắn tới. Cái gì? Khi hai người họ nhìn thấy cảnh đó, lập tức hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Võ giả có thể né được cả đạn sao? Đáp án là có thể. Nhưng mà, không phải tất cả các võ giả đều có thể né được đạn, hơn nữa, cũng không phải có thể né được tất cả các viên đạn. Tuy súng trong tay hai người họ chỉ là súng lục, nhưng chúng là những khẩu súng lục có tầm bản và uy lực đáng kể, giá thành chế tạo cực kỳ đắt đỏ. Viên đạn do khẩu súng như thế bản ra, dẫu có là võ đạo tông sư dùng toàn lực để né tránh thì cũng chỉ có thể tránh tối đa 3 viên đạn, thế nhưng, hai người họ đã bắn hết tất cả số đạn trong băng đạn vậy mà không có viên đạn nào trúng mục tiêu. Điều khiến cho cả hai cảm thấy sởn tóc gáy chính là tên Trần Triệu Dương này nhìn qua không hề nhúc nhích, thân thể chỉ lắc lư một chút. Kết quả là đạn bọn họ bắn ra đều hụt. Cả hai hiểu rõ rằng không phải kỹ thuật bắn súng của họ không tốt, cũng không phải đối thủ quá may mắn. Mà là thực lực của đối phương quá mạnh. Lúc này, tay bắn tỉa kia sờ soạng bộ ngực của mình, ở đó là thiết bị điều khiển quả bom trên người. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên, tay của anh ta bị chặt đứt tận gốc rồi rơi xuống mặt đất. Đây là chân khí chảm do Trần Triệu Dương phát ra, anh biết rõ đối phương định lấy điều khiển từ xa. Anh không muốn bị tên điên này tính kế. Câm miệng lại, Trần Triệu Dương hừ lạnh, rồi lao xuống nhanh như tia chớp, mạnh mẽ đấm một quyền vào ngực người này. Với cú đấm này, Trần Triệu Dương cắt đứt sinh mệnh của anh ta, dù sao, theo quan điểm của anh, tay súng bắn tỉa đeo một quả bom trên người có thể nổ tung bất cứ lúc nào là nguy hiểm nhất, thế nên, anh mới giải quyết người này đầu tiên. Được rồi, giờ có thể thong thả chơi chút rồi. Sau đó Trần Triệu Dương dẫm nát thiết bị giờ mới đưa mắt nhìn về phía lão già và cô gái kia. Vẻ mặt của hai người đó đều vô cùng lạnh lùng phảng phất như người vừa chết không phải là người của họ vậy, chỉ có điều là ánh mắt họ nhìn về Trần Triệu Dương không còn sự khinh thường như trước nữa. Cho các người ra kẻ chủ mưu thì tôi sẽ tha mạng cho các người, Trần Triệu Dương không vội vã ra tay nữa, điều anh muốn không phải là tính mạng của hai kẻ này, anh chỉ muốn biết là ai đang âm thầm bày mưu tính kế sau lưng anh. Cậu biết chúng tôi thuộc tổ chức sát thủ, vậy thì cậu nên biết rằng, đối với tổ chức sát thủ chúng tôi mà nói, mạng có thể không có nhưng thông tin khách hàng tuyệt đối thể để lộ ra, lão già kia lắc đầu khinh thường rồi nói huống hồ, chưa biết ai tha ai một mạng đâu. Chao ôi, chẳng lẽ các người không biết là sống trong thống khổ và chết trong sung sướng nghe có vẻ giống nhau, nhưng lại có rất nhiều người tự nguyện lựa chọn chết trong vui sướng, giống như anh ta vậy, trông thật hạnh phúc, Trần Triệu Dương tận tình khuyên nhủ nói. Cậu cứ yên tâm đi, tôi cũng sẽ giữ mạng cho cậu để cho cậu sống trong thống khổ, ánh mắt lão già lạnh lẽo, còn chưa nói xong đã xông lên trước, ông ta đã chịu Trần Triệu Dương quá đủ rồi, ông ta nhất định phải để thằng danh này hiểu, kiêu ngạo thì phải trả giá đắt. Hay lắm, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên tia sáng lạnh như băng, anh không chút sợ hãi, trực tiếp đối kháng, anh không hề ngưng tụ chân khí mà dùng lực lượng của cơ thể xông lên. Trần Triệu Dương giống như một con quái vật, không ngừng đánh vào lão già kia. Mà ông ta vốn định cứng đối cứng với Trần Triệu Dương, thế nhưng sau một lần va chạm, ông ta không còn dám làm thế nữa. Bởi lẽ tay ông ta sắp đứt rồi, hơn nữa ông ta hiểu rõ rằng cái tên Trần Triệu Dương này không hề dùng chân khí, nói cách khác là anh chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể. Chỉ dùng lực lượng cơ thể thôi mà đã đủ chống đỡ được võ đạo tông sư như ông ta, vậy nếu như tên Trần Triệu Dương này dùng thêm chân khí thì e rằng đòn vừa rồi không chỉ làm cánh tay đau đớn mà cánh tay còn có thể bị phế bỏ. Trần Triệu Dương và ông già kia ông đánh tôi tiếp vẻn vẹn đã hơn 10 chiêu, anh cảm thấy thật vô vị. Chán quá đi, tôi sắp ngủ gục luôn rồi, ông có thể mạnh tay chút không? Trần Triệu Dương ngáp một cái, sau đó vẻ mặt anh chán chết đáp trả lại đòn tấn công của ông ta. Lão già kia như bị cái gì đó kích thích,
lúc này ông ta giống to lên, điên cuồng công kích Trần Triệu Dương. Tiếp một chiêu của tôi, nếu cậu không chết thì tôi công nhận cậu. Lão già kia cảm nhận được thực lực của Trần Triệu Dương, ông ta biết nếu không dốc hết sức lực thì không được, hết cách, ông ta đành phải dùng phép kích tướng. Được, tôi cho ông thời gian thi triển kỹ năng, nếu một chiêu này của ông vẫn không làm khó được tôi thì ông phải nói ra người thuê các ông cho tôi biết. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, không chút quan tâm mà cho ông ta thời gian ngưng tụ lực lượng. Được, cậu tự tin thật đấy, lão già mỉm cười thâm trầm, sau đó ông ta lui về sau vài bước, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Triệu Dương. Ông ta vỗ mạnh một chưởng vào lồng ngực của mình, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Theo ngụm máu tươi được phun ra này, mặt mày của lão già ngày càng trở nên hồng hào, hơi thở trên người ông ta cũng càng trở nên mạnh mẽ, tựa như tiêm thuốc kích thích vậy, cảm xúc của ông ta vô cùng kích động. Tự tin nói khó nghe chính là tự cao tự đại, cậu ngàn vạn lần không nên để cho tôi ngưng tụ lực lượng, cậu đã để cho tôi thành công ngưng tụ lực lượng vậy thì người chết chỉ có Cập A. Hiển nhiên là ông ta đã quên mất chuyện mình vừa mới nằm ở thế bất lợi, suýt nữa bị Trần Triệu Dương đánh tàn phế. Vậy à, tranh thủ thời gian ra tay đi, thời gian của ông có hạn, nếu như vượt quá thời gian sử dụng thì công pháp cấm kỵ này của ông không phải là thi triển vô ích sao, Trần Triệu Dương giang hai tay ra hiệu cho ông ta. Nghe anh nói thế, nét mặt của lão già kia cứng ngắc, quả thật ông ta có ý định khoe khoang một chút, dù sao. Lúc nấy bị anh đè đầu đánh đúng thật quá mất mặt. Danh con, đi chết đi, lúc này, lão già thẹn quá hóa giận gầm lên, rồi xông ra ngoài, hung hãn đấm vào đầu Trần Triệu Dương. Tốc độ của ông ta nhanh đến tột cùng, sức mạnh cũng là mạnh nhất mà ông ta có thể thi triển, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Được đấy, Trần Triệu Dương cảm nhận được uy lực dong một chiêu này của lão già, trong lòng anh vui vẻ, cuối cùng cũng đã có lực lượng mạnh hơn một chút. Trần Triệu Dương sợ bỏ qua lực lượng này, nên anh không dám dùng lực quá lớn mà lựa chọn vừa chiến đấu vừa thăm dò. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai đánh nhau khí thế ngất trời. Trần Triệu Dương khống chế lực lượng của mình, anh muốn đánh cho lão già này tâm phục khẩu phục, nếu không, sau này phải tra tấn ông ta, đánh cho ông ta mất tỉnh táo, đến khi đó, hỏi cái gì thì ông ta sẽ trả lời cái đó. Rốt cuộc cậu muốn gì, lão già cảm nhận được niềm vui mèo vờn chuột của Trần Triệu Dương. Trong lòng lặng yên như nước, ông ta biết rõ là mình thất bại thật rồi. Không bắt nạt người như vậy, rốt cuộc cậu muốn thế nào hả? Nói ra xem nào, lão già bị hành động này của Trần Diệu Dương làm cho sụp đổ, lúc này cả giận nói. Rất đơn giản, từ bỏ tôn nghiêm và đạo đức nghề nghiệp của một sát thủ là được, Trần Diệu Dương nhìn ông ta cười cười. Được, tôi nói cho cậu biết mọi thứ, người thuê tôi ra tay chính là, sắc mặt lão già biến đổi vài lần. Sau đó cắn răng mở miệng nói, chỉ là ông ta vừa mới nói những lời này, đồng tử đột nhiên trừng lớn, ngay sau đó cả người ông ta gục trên mặt đất. Chết tiệt, cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể lão già đang dần trôi đi, Trần Diệu Dương thầm mắng một tiếng, anh không thể sơ suất được. Trong cơ thể lão già này có cổ trùng, một khi ký chủ có bất cứ hành động nào vi phạm chủ nhân là người phóng cổ trùng ra, sẽ gặp phản phệ. Quả nhiên, ngay khi lão già kia ngã xuống, còn chưa nuốt trôi cục tức này. Quần áo trước ngực lão ta đột nhiên nát vụ, một con trùng dài khoảng một cái móng tay, đầu dẹt dẹt, sau lưng có hai cái cánh kỳ quái chui ra. Con cổ trùng vừa chui ra, tựa như biết do Trần Diệu Dương ép lão già này đến mức đó, nó gào lên một tiếng bén nhọn với anh, sau đó dương cánh chuẩn bị rời đi. Phá hủy chuyện tốt của tao xong còn muốn chạy, làm gì có chuyện tốt như vậy, mắt Trần Diệu Dương chợt lóe, ngân châm cầm trong tay đột ngột phóng ra, đâm thẳng vào người con cổ trùng. Binh! Ngân châm va chạm với cổ trùng, đánh nó văng thẳng ra ngoài nhưng không thể dính nó lại trên mặt đất, điều này khiến anh kinh ngạc không thôi, con cổ trùng này cứng quá đi mất. Trần Diệu Dương không dừng lại chút nào, cả người chợt lóe, đưa chân hung hăng đạp một phát lên con cổ trùng rơi trên mặt đất. Nhưng mà điều khiến Trần Diệu Dương kinh ngạc hơn nữa chính là một cái đạp này của anh chỉ đơn thuần là giẫm con cổ trùng đó dưới chân chứ hoàn toàn không thể giết chết nó. Ngay lúc Trần Diệu Dương định dùng chân khí ngưng tụ ngọn lửa đốt cháy con trùng kia, đột nhiên có một con trùng nhỏ chui ra từ trong viên phỉ thúy treo trên cổ anh, đáp thẳng xuống người con cổ trùng kia. Xì xì. Vốn con cổ trùng trên mặt đất còn đang rất kiêu ngạo, nhưng sau khi con trùng nhỏ này xuất hiện trên người Trần Diệu Dương, nó lập tức rên rỉ ra tiếng, không dám nhúc nhích, sau đó bị con trùng nhỏ chui từ trên người anh ra cắn nuốt. Cắn nuốt con cổ trùng kia xong, trùng nhỏ lắc lư bò lên người Trần Diệu Dương. Có chút giống với say rượu. Mặc dù anh có hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn vươn ai giúp trùng nhỏ quay lại cái ổ phỉ thúy của nó.
Sau khi đưa nó về, Trần Diệu Dương tận mắt quan sát, phát hiện nó đã cuộn mình thành một quả bóng rồi chìm vào giấc ngủ, nhìn có chút giống nhộng ve sầu, chẳng lẽ nhóc con này phải lột xác sao? Dù Trần Diệu Dương có hơi ngạc nhiên cũng không thèm quản nó nữa, dù sao chính anh cũng chẳng hiểu gì. Sau khi xử lý xong, anh phát hiện cô gái đi cùng lão già kia đã hoàn toàn biến mất, chắc chắn cô ta thừa dịp. Anh đang bận đấu với ông ta, lẳng lặng trốn đi mất. Đúng là một người thông minh, biết cái gì không thể làm. Thật ra trong lòng Trần Diệu Dương khá thất vọng khi manh mối bị chặt đứt như vậy, may mà anh vẫn có chút thu hoạch khác, cổ trùng như vậy thật sự rất hiếm thấy, cũng không dễ nuôi. Nó có chút giống với quần thể cổ trùng kia, chỉ là cổ trùng trong người ông già kia hoàn thiện hơn, dù gì cũng là cùng một loại cổ trùng mà thôi. Lần trước Trần Diệu Dương muốn dụ dỗ con cổ trùng đi ra, cho nên mới không để cho cả đàn bị ăn mất. Còn con cổ trùng này vì hoàn thiện hơn nên tính ẩn nấp càng mạnh, hơn nữa do Trần Diệu Dương không dùng đôi mắt xuyên thấu để quét toàn thân lão già nên mới không phát hiện ra nó. Đại khái là, lần sau cứ phải quét một lần xem trên người đối phương có cổ trùng hay không đã, nếu không đánh nửa ngày trời ngoại trừ một bộ thi thể, chẳng thu hoạch được cái gì khác. Trần Diệu Dương mang theo tâm tình chán chường này lái xe quay lại quán bar. Lúc này quán bar cũng đã bình thường chờ L, chẳng qua do buổi sáng nên mới không có người. Lúc anh đến, Tô Hồng Mỹ đang lo lắng đứng trước cửa quán bar chờ, đứng cùng với cô ta còn có cậu tử, những tên côn đồ khác thì đang thu dọn những đồ vật bị hư hỏng ngổn ngang trên mặt đất. Trần Diệu Dương, cậu quay lại rồi à, làm chị sợ muốn chết, vừa nhìn thấy Trần Diệu Dương bước xuống từ xe taxi. Khuôn mặt vốn đang xa sầm căng thẳng của Tô Hồng Mị, người không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài lập tức trên mặt không kìm được mà lộ ra vẻ nhẹ nhõm, bổ nhào vào lòng anh. Cảm nhận được cảm xúc của người trong lòng, Trần Diệu Dương đành phải vươn tay ôm lấy cô ta, nhẹ nhàng vỗ lưng cô a an ủi. Qua vài phút, cảm xúc của Tô Hồng Mị mới ổn định lại, hai mắt đỏ hoe. Hôn một cái, phía sau họ truyền đến những giọng nói ồn ào, âm thanh vô cùng đồng đều. Tâm phúc của Tô Hồng Mị đều biết bà chủ nhà họ. Thích Trần gia, đám người họ nhìn thấy tình cảm của hai người đã phát triển đến mức này rồi, đương nhiên sẽ không muốn chị Mị bỏ qua cơ hội tốt này. Cho nên, một trận đùa bốn có tổ chức có âm mưu diễn ra. Bị mấy tên trong bang cùng nhau hò hét, khuôn mặt Tô Hồng Mị lập tức đỏ bừng, hận không thể tìm thấy một cái lỗ để chui vào, nhưng đồng thời trong lòng cô ta càng thêm hồi hộp. Trần Diệu Dương sẽ làm sao? Nếu như cậu ấy hôn mình nên phản ứng như thế nào đây? Nếu cậu ấy không hôn thì sao? Có phải bản thân sẽ rất xấu hổ không? Đương nhiên Trần Diệu Dương cũng nghĩ đến điểm này, trọng điểm chính là anh cũng không bài xích Tô Hồng Mị, có thể nói cô ta chính là người phụ nữ đi theo anh sớm nhất. Tuy anh không tỏ thái độ gì nhưng anh biết tình cảm của Tô Hồng Mị dành cho mình. Nhưng mà anh vừa mới xác nhận quan hệ với Nam Cung Yến, lúc này anh không muốn sau lưng sẽ truyền đến những lời đồn đãi không hay với người phụ nữ khác. Tô Hồng Mị cảm nhận được sự chần chừ và do dự của Trần Diệu Dương, thấy vậy cô ta liền hiểu rõ, nếu lần này cô không chủ động, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nghĩ vậy, Tô Hồng Mị trực tiếp ngẩng đầu ôm cổ Trần Diệu Dương. Trần Diệu Dương không thể ngờ rằng Tô Hồng Mị dám làm ra chuyện như vậy, anh cảm nhận được sự nhiệt tình của Tô Hồng Mị. Trần Diệu Dương không phải là người có ý chí sắt đá, đối mặt với người phụ nữ si mê mình đến mức này, anh không nhẫn tâm đẩy cô ta ra được. Huống chỉ, nơi này có nhiều cấp dưới của Tô Hồng Mị đang nhìn như vậy, nếu mình thật sự nhẫn tâm đẩy cô ta ra, chỉ sợ Tô Hồng Mị không ngóc đầu lên nổi. Suy cho cùng thì Tô Hồng Mị cũng chỉ là một người phụ nữ. Trần Diệu Dương không đẩy cô ta ra, hơn nữa còn đưa tay ôm cô đáp lại. Vốn Tô Hồng Mị cảm nhận được Trần Diệu Dương không đáp ứng, đang có xúc động muốn rút lui, ai ngờ lúc này cô lại cảm nhận được sự chủ động của Trần Diệu Dương, khóe mắt đột nhiên trào ra nước mắt hạnh phúc. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, mong đợi cuối cùng cũng không phụ lòng cô. Sau khi trở lại quán bar, Tô Hồng Mị vùi đầu vào khuỷu tay của Trần Triệu Dương, không dám ngẩng đầu lên nhìn những thuộc hạ kia, thực sự quá xấu hổ, cô ta vất vả lắm mới tạo nên được uy nghiêm, sau lần này e rằng chẳng còn sót lại chút gì. Có điều, nếu cho cô ta chọn lại vô số lần, sự lựa chọn của cô ta vẫn sẽ là dũng cảm bước một bước này ra, dù cho con đường phía trước bẫy dập chông gai dày đặc, sóc nảy gập ghềnh. Cô ta cũng không sợ. Sau đó Trần Triệu Dương an ủi Tô Hồng Mị một lúc, báo bình an cho đám người Nam Cung Yến, đồng thời cũng hỏi thăm tình huống của Hồ Lộc Minh. Nhưng điều làm cho Trần Triệu Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, không có ai ra tay với Hồ Lộc Minh, xem ra đối phương cũng đã biết,
Hồ Lộc Minh là đại bản doanh của mình, nếu như đối phương không nắm chắc, chắc chắn sẽ không ra tay nữa. Chỉ là Trần Triệu Dương không hiểu rõ, tàn dư của Giang Môn sao lại đi cùng với Vu Thần Giáo. Hơn nữa, nhà họ Mộ Dung và Vu Thần Giáo cũng có quan hệ với nhau. Trước đây khi viên vô nhai của Thiên Diễn Tông hạ độc hại 4 vị lão giả, độc được sử dụng có quan hệ tới Vu Thần Giáo. Từng dấu hiệu đều cho thấy, Vu Thần Giáo đã cài rất nhiều tai mắt của mình vào nhiều thế lực, thậm chí bồi dưỡng cho bọn họ nằm vùng. Một khi những người nằm vùng này đạt được địa vị nhất định trong mỗi thế lực, đến lúc đó đồng thời ra tay, e là sẽ tạo nên tổn thất rất lớn. Trần Triệu Dương và Tô Hồng Mị cùng ở trong phòng của cô ta, hai người cũng không nhân cơ hội làm chuyện gì, mà vô cùng yên tĩnh ở đó. Trong đầu Trần Triệu Dương sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây một chút, còn Tô Hồng Mị lại hưởng thụ cơ hội ở cùng một chỗ với Trần Triệu Dương. Anh không gấp gáp trở về, ở chỗ của Tô Hồng Mị một buổi trưa, Trần Triệu Dương cũng không nhàn rỗi, dạy cô ta tu luyện nhập môn, lúc này mới rời khỏi. Mặc dù Tô Hồng Mị vô cùng không muốn, thế nhưng cô ta cũng biết, Trần Triệu Dương có việc của mình, hơn nữa, cô ta cũng hiểu rõ địa vị của mình. Cô ta chỉ có thể là tình nhân của Trần Triệu Dương, vĩnh viễn không thể trở thành vợ chính thức của Trần Triệu Dương, dù sao, người vợ chính thức của anh chính là Nam Cung Yến, đó là người con gái mà ngay cả phụ nữ cũng phải yêu. Ngay khi Trần Triệu Dương vừa trở lại Hồ Lộc Minh, đã nghe thấy tiếng động cơ của máy bay trực thăng, mọi người đang tu luyện đều tỉnh lại, đi ra ngoài biệt thự, nhìn về phía máy bay trực thăng. Sau khi Trần Triệu Dương nhìn thấy người trên máy bay, lập tức lộ ra vẻ mặt nghỉ hoặc, không chút do dự, anh cấp tốc lao thẳng tới chỗ máy bay trực thăng vừa hạ cánh. Những người khác nhìn thấy động tác của Trần Triệu Dương, còn tưởng rằng có địch tấn công, lúc này mỗi người đều cầm vũ khí vọt tới. Mọi người đừng khẩn trương. Là người mình, Trần Triệu Dương không nghĩ tới lúc mình vừa cử động lại làm cho mọi người đều tới đây, vì sợ mọi người đột nhiên ra tay, anh nhanh chóng mở miệng nói. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, vốn dĩ mọi người đang sốt sắng cũng lập tức nhẹ nhõm hẳn. Sau khi máy bay trực thăng dừng lại, 4 vị lão giả và một người trẻ tuổi đi xuống khỏi máy bay trực thăng. Chú em Trần Triệu Dương, ha ha, chúng tôi tới làm khách, có hoan nghênh không? Tạ Đồ đi đầu bước nhanh tới, ôm lấy Trần Triệu Dương và la lớn. Tiên bối Tạ, sao mọi người lại đến? Trần Triệu Dương không nghĩ tới mấy người bọn họ đều xuất hiện ở đây, điều này làm cho Trần Triệu Dương vô cùng vui mừng. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới một ý định khác, nếu như có thể giữ mấy ông lão ở đây, vậy Hồ Lộc Minh của anh sẽ giống như cái thùng sắt, coi như có người lại đến gây sự, anh không ở đây, cũng vẫn có thể trấn giữ trận được. Không sai. Lần này cùng ngồi máy bay trực thăng đến chính là 4 người Tạ Đồ, Điền Đại Hà, 4 người này đều là cường giả đỉnh cao, không ở chỗ của mình canh giữ, chạy tới chỗ của anh làm gì. Đừng hỏi tôi, hỏi lão Thẩm đi, Tạ Đồ lại phất tay một cái, giao vấn đề khó cho Thẩm Tu. Trần Triệu Dương, đây là tin mà Nguyên Thu bảo tôi đưa cho cậu, cậu xem một chút, Thẩm Tu vẫn duy trì thần thái cao lãnh, đưa một phong thư giống như được dán bằng sáp niêm phong cổ xưa đưa cho anh. Trần Triệu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, tuy anh gia nhập Long Tổ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Nguyên Thu có việc bàn giao cho anh, cái phương pháp truyền tin tức của Long Tổ đúng là quá lạc hậu, lẽ nào bọn họ không thể mua được một cái điện thoại di động sao? Mang theo một chút châm biếm như vậy, Trần Triệu Dương mở phong thư, sau khi anh nhìn thấy nội dung bên trong thư, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hóa ra, trải qua sự không ngừng cố gắng của Long Tổ, rốt cuộc cũng tìm được căn cứ của Vu Thần Giáo, chính là ở thành phố Nam Hải. Căn cứ này chính là một trung tâm giải trí, ý định của Nguyên Thu là muốn Trần Triệu Dương xâm nhập vào trong thăm dò thật giả ra sao, trong phong thư còn có một tấm thẻ, chính là thẻ hội viên của trung tâm giải trí. Anh ta tên là Hồ Biện, lần này sẽ hỗ trợ cậu, sau đó Thẩm Thu chỉ tay về phía người trẻ tuổi cùng đi xuống với bọn họ, rồi nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương sửng sốt, anh còn tưởng rằng người này là tùy tùng của đám người Thẩm Thu, không nghĩ tới anh ta là trợ thủ trong hành động lần này của mình. Tôi không cần trợ thủ, để anh ta ở lại đây đi, nhưng Trần Triệu Dương lại lắc đầu, lẻn vào căn cứ của Vu Thần Giáo sẽ gặp nguy hiểm, anh cũng không muốn liên lụy tới người khác, dù sao, vốn dĩ Hồ Biện không phải võ giả, thực lực như vậy, một khi thân phận bị nghi ngờ, vậy thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trần Triệu Dương phải đi thăm dò tin tức, không phải tới trung tâm giải trí chơi đùa, hơn nữa, anh không phải là bảo mẫu. Trần Trưởng Lão, tôi đúng là không phải võ giả, nhưng mà... Tôi thường xuyên tới trung tâm giải trí Đế Tôn, tôi là khách quen ở đó, có thể nói, chỉ cần có tôi ở đó, chắc chắn có thể thuyết phục đối phương,
Hồ Biện vừa nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, lập tức có chút nóng nảy, nhanh chóng mở miệng chứng minh giá trị bản thân. Thế nhưng anh có nghĩ tới không, nếu như thật sự bại lộ, kể cả tôi, cũng chưa chắc có thể cứu anh, giọng điệu của Trần Triệu Dương có một chút cân nhắc, thế nhưng nói tới đây, anh nhất định phải nói mọi chuyện rõ ràng. Tôi đã chuẩn bị rồi, tôi chỉ có một nguyện vọng, chính là nhổ tận gốc Phu Thần giáo, cho nên, tôi không sợ. Hồ Biện nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, vẻ mặt tức thay đổi, sau đó trong ánh mắt mang theo sự kiên định nói. Hả, nghe được lời của Hồ Biện, Trần Triệu Dương nhíu mày, tuy rằng anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Hồ Biện, thế nhưng, từ trong ánh mắt của anh ta, anh đọc được sự thù hận đau đớn đến mức ghi lòng tạc dạ. Được, tôi dẫn anh đi, nhưng mà anh phải hoàn toàn nghe theo lời tôi chỉ huy, nếu không thì, anh cũng đừng đi theo tôi. Sau khi Trần Triệu Dương suy nghĩ một lúc, quyết định dẫn anh ta đi cùng. Được, tôi nhất định sẽ nghe lời anh, yên tâm đi, tôi sẽ không kích động. Trên mặt Hồ Biện lập tức lộ ra sự vui mừng như điên, gật đầu, vội vã nói. Sau đó Trần Triệu Dương sắp xếp cho bốn vị lão giả một biệt thự, khoảng cách từ biệt thự này tới chỗ của đám người Giang Tử Phong không xa, trước khi đi còn cho gọi Giang Tử Phong đến, dặn dò cậu ấy một chút. Đương nhiên, ý chính là, cố gắng đối xử tốt với bốn vị lão giả, làm cho bọn họ nhả ra một chút tài học thực tế. Trần Triệu Dương nói hết cho Giang Tử Phong những sở thích của bốn vị lão giả, sau đó để các cậu ấy sắp xếp mà làm. Trần Triệu Dương và Hồ Biện trực tiếp đến gara, sau khi chọn một chiếc xe bình thường, Hồ Biện ngồi vào vị trí người lái, hai người cùng nhau xuống núi. Từ Hồ Lộc Minh đến câu lạc bộ Đế Tôn chỉ mất một giờ chạy xe, câu lạc bộ nằm ở vị trí gần vùng ngoại ô thành phố, nhìn tổng thể thật giống như một trang viên, bên ngoài câu lạc bộ có rất nhiều loại xe, đủ mọi kiểu dáng khác nhau, nhưng đều có chung một điểm đó là xa hoa. Nhìn thoáng qua một chút, Trần Triệu Dương phát hiện ra loại xe mình đang ngồi là loại tầm thường nhất ở đây, thế nhưng anh cũng không quá để ý, khiêm tốn mới khiến cho người ta không dễ dàng chú ý đến. Đứng ở cửa đón khách là hai cô gái trẻ có dáng người cao gầy, vẻ ngoài còn có chút ngọt ngào, ngây thơ của tuổi đôi mươi, đúng là độ tuổi xinh đẹp nhất. Trần Triệu Dương liếc nhìn một cái liền phát hiện ra hai cô gái này vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp. Điều này làm cho Trần Triệu Dương vô cùng ngạc nhiên. Người ra vào câu lạc bộ này không phải người giàu có thì cũng là người có địa vị cao trong xã hội, kẻ kiêu ngạo, người ngang ngược chắc hẳn là không ít, làm tiếp khách, nhất định hai cô gái kia sẽ bị người ta nhìn chúng. Theo lý mà nói, hai người kia sớm đã được người khác coi trọng, sao có thể vẫn còn ở đây? Trần gia, nếu như anh thích thì cứ nói với tôi một tiếng, lát nữa chúng ta có thể mua về, đương nhiên không phải là mua luôn các cô ấy, mà chỉ là qua đêm thôi. Hồ Biện dường như cảm nhận được Trần Triệu Dương có hứng thú với hai người đẹp kia nên anh ta lập tức nói, có vẻ như anh ta rất quen thuộc loại chuyện này. Ý của anh là chỉ cần có tiền là được, nghe được lời nói của Hồ Biện, anh trợn tròn mắt, nếu thực sự là như vậy, hai cô gái kia cũng thật thê thảm. Mỗi tuần câu lạc bộ Đế Tôn sẽ đổi người một lần, hai cô gái này có thể kiếm được số tiền lên đến 2 triệu, đối với một cô gái bình thường mà nói, chuyện này cực kỳ đáng giá, cho nên... Có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đến đây xin việc, thử nghĩ mà xem, trong vòng một tuần mà đã kiếm được 2 triệu, có ai mà không động lòng. Hơn nữa, khi số tiền đấu giá của khách đạt đến một mức độ nhất định, những cô gái này còn được cho thêm một phần tiền hoa hồng, đây cũng chính là nguyên nhân. Chủ yếu khiến cho các cô ấy đổ xô vào đây. Hồ Biện lắc đầu rồi bước vào trong cánh cửa. Nghe xong lời nói của Hồ Biện, Trần Triệu Dương nhất thời nhíu mày, không ngờ những người này lại làm việc một cách trắng trợn như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị điều tra sao? Được rồi, đi thôi, vào trong đi, tuy rằng Trần Triệu Dương cảm thấy thương tiếc cho các cô, nhưng đây là cuộc sống của người ta, nếu đã tự mình lựa chọn, cho. Dù có phải quỳ gối thì bọn họ cũng muốn làm tới cùng. Lúc này, Trần Triệu Dương và Hồ Biện đã cùng nhau đi vào trong câu lạc bộ, thẻ hội viên của Hồ Biện là cấp bạch ngân, chiếc thẻ mà Long Tổ cho anh cũng là cấp bạch ngân, dù sao thẻ cấp thanh đồng cũng không có bao nhiêu tiếng nói ở trong này. Mà thẻ hoàng kim và thẻ kim cương lại quá cao cấp, cho nên chỉ có thể cho Trần Triệu Dương thẻ bạch ngân. Nhưng mà xem ra, người Long Tổ cũng không biết rõ điều này rồi. Từ bên ngoài nhìn vào câu lạc bộ Đế Tôn, người ta có cảm giác không mấy xa hoa, nhưng khi bước vào trong rồi, Trần Triệu Dương mới thật sự cảm nhận được sự nguy nga, tráng lệ của nó, quả thật giống như một cung điện vàng son lộng lẫy, không những thế, bên trong còn có rất nhiều người phục vụ vô cùng xinh đẹp. Trách không được nhiều kẻ có tiền lại lưu luyến nơi này không muốn trở về, ngoại trừ những thứ xa xỉ, ở đây còn có người đẹp làm bạn. Trần gia,
Tầng 1 là khu vực chung, chỉ cần là hội viên của câu lạc bộ đều có thể vui chơi ở trong này, chẳng qua, rất ít hội viên cao cấp vui sử dụng dịch vụ ở đây. Thẻ hội viên của chúng ta là cấp bạch ngân, có thể lên tầng 2, chúng ta đi lên thôi. Hồ Biện nhìn Trần Triệu Dương còn đang đánh giá xung quanh liền ở bên cạnh giải thích cho anh. Được, Trần Triệu Dương gật đầu, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng Nguyên Thu, sắp xếp nhiệm vụ cho mình mà còn không biết đường lấy cho anh cái thẻ hội viên có thể đi khắp mọi nơi sao. Thẻ hội viên cấp bạch ngân không cần nói cũng biết là chỉ có thể vào được 2 tầng dưới cùng, nếu muốn điều tra thêm, chỉ tiến vào 2 tầng này thôi nhất định là không đủ. Thế nhưng, Trần Triệu Dương cũng không sốt ruột. Anh chậm rãi đi lên tầng 2 cùng Hồ Biện. Quả nhiên, tầng 2 khác xa so với tầng 1, nếu như tầng 1 trông giống như một câu lạc bộ cao cấp thì tầng 2 không chỉ đơn giản như vậy, nhìn thoáng qua tất cả người phục vụ bên trong đều mặc kimono đã cao cấp hơn một bậc so với ở tầng 1, chưa kể còn có những người phục vụ là các cậu trai trẻ tuổi, câu lạc bộ này không chỉ phục vụ cho đàn ông mà còn có không ít phụ nữ giàu có đến đây tiêu tiền, cho nên không thể không có loại dịch vụ này. Ông chủ của câu lạc bộ này là ai? Kinh doanh không tồi, Trần Triệu Dương có chút hứng thú với ông chủ của câu lạc bộ này, chỉ cần đối phương không phải là người của Vu Thần Giáo là được. Trần gia, nghe nói ông chủ của câu lạc bộ Đế Tôn không phải người bản địa, là người có chút tiếng tăm ở thủ đô, nhưng mà tôi chưa từng gặp mặt lần nào, cho nên tôi cũng không biết tin tức cụ thể, Hồ Biện lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ừ, Trần Triệu Dương gật đầu, anh cũng không hỏi lại nữa mà bắt đầu đi dạo một vòng xung quanh tầng 2. Chỉ là mọi thứ ở tầng 2 này vừa nhìn là đã thấy rõ, cho dù muốn che giấu thứ gì đó cũng là điều không thể. À, đây không phải là Hồ Biện tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Thế nào, thẻ hội viên của anh còn chưa hết hạn sao? Dựa vào tình hình hiện tại của gia đình anh, liệu có đủ khả năng để trả phí hội viên 2 triệu một năm không? Ngay khi Hồ Biện đang dẫn Trần Triệu Dương đi xem xét một vòng tầng 2, một thanh niên mặc quần áo. Màu sắc rực rỡ bỗng nhiên đi tới, mở miệng cười nhạo Hồ Biện. Nghe xong những lời này, nhóm người có quan hệ với người kia lập tức cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Hồ Biện tràn ngập vẻ châm biếm. Mà những người khác trên tầng 2 cùng nhìn Hồ Biện bằng ánh mắt giễu cợt, hiển nhiên là bọn họ không chấp nhận người có gia cảnh sa sút như Hồ Biện ngồi ăn cùng bọn họ, anh ta nên bị tịch thu lại thẻ hội viên, ở cùng một chỗ với Hồ Biện, bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt, dù sao thì từ nay về sau, anh ta không còn là người cùng loại với bọn họ nữa. Hoắc Đông Đình, mày nói lại lần nữa xem. Nghe được lời nói của Hoắc Đông Đình, sắc mặt Hồ Biện vì tức giận mà tái xanh, hận không thể lập tức xông lên đánh cho hắn ta một trận. Thế nào, nhà anh vẫn còn tiền để đóng phí hội viên sao? Tôi khuyên anh nên dành dụm chút tiền đó cho bố anh mua quan tài đi, anh còn cần mặt mũi làm gì, cho dù anh không biết xấu hổ thì trong chúng tôi cũng không ai đồng ý làm bạn với anh đâu. Hoắc Đông Đình cười lạnh, sau đó ôm chầm lấy người phụ nữ bên cạnh. Tao giết mày, nghe đến đây, hai mắt Hồ Biện trở nên đỏ ngầu. Chuẩn bị lao đến chỗ Hoắc Đông Đình, dáng vẻ giống như muốn liều mạng. Đừng kích động, Trần Triệu Dương giữ chặt Hồ Biện, tình huống hiện tại làm cho anh có chút bất lực, vốn dĩ còn muốn âm thầm làm việc, không nghĩ tê gặp được người mà Hồ Biện không có khả năng giải quyết ở đây, muốn im lặng cũng không được rồi. Bị Trần Triệu Dương kéo về, đầu óc Hồ Biện khôi phục lại chút tỉnh táo, chỉ có ánh mắt anh ta nhìn về phía người phụ nữ Hoắc Đông Đình đang ôm chặt kia là tràn ngập đau khổ. Người phụ nữ mà anh yêu thích nhất. Không phải cuối cùng vẫn được tôi cưng chiều sao, nhìn thấy Hồ Biện nhẫn nhịn, trong mắt Hoắc Đông Đình lóe lên một tia lạnh lùng, ngay sau đó lại mở miệng khiêu khích Hồ Biện. À, tao giết mày, Hồ Biện ở phía sau nhìn không được nữa, anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được việc người phụ nữ mình yêu nhất lại đi yêu kẻ thù lớn nhất của mình. Đừng xúc động, giao cho tôi đi, Trần Triệu Dương giữ chặt Hồ Biện, nhất định phải cưỡng chế thu hẹp. Phạm vi giải quyết chuyện này. Nghe Trần Triệu Dương lên tiếng. Dù Hồ Biện vẫn còn rất phân nộ nhưng anh ta cũng biết phải lấy đại cục làm trọng. Thật sự là một tên phế vật, đến nước này rồi vẫn còn nhịn được, nếu tao là mày đã tự sát quét đi cho xong. Hoắc Đông Đình thấy Hồ Biện thật sự có thể nhịn được, nhất thời lên tiếng, hơn nữa kéo người phụ nữ kia lại gân mạnh mẽ hôn cô ta một phát. Cậu chủ Hoắc, anh thật hư. Người phụ nữ kia vừa nghe được Hoắc Đông Đình nói, lập tức trả lời, hoàn toàn không để Hồ Biện vào mắt. Đừng tức giận. Anh ta đang muốn chọc giận anh, khoan gấp, xem tôi này, Trần Triệu Dương lười lôi thôi với những người này, giữ chặt lấy Hồ Biện, mở miệng nói. Vù vù, Hồ Biện gật đầu, nhờ Trần Triệu Dương nhắc nhở, anh ta đã sớm tỉnh táo lại rồi. Một khi bọn họ động thủ ở trong này, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là một tên phế vật,
tao đã nói đến mức này rồi mày vẫn không muốn ra tay à? Mày sắp chết rồi hả? Sao một chút tinh thần kiên cường cũng không có vậy? Hoắc Đông Đình bày ra vẻ mặt hiểu rõ nói, hắn ta không tin mình không chọc giận nổi tên phế vật Hồ Biện này. Rất sảng khoái chứ gì? Ai ra, đoán chừng đây là lần cuối cùng anh cảm thấy sảng khoái như vậy đấy. Nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra đi, muốn ăn cái gì thì cũng ráng mà ăn nốt đi. Trần Triệu Dương lắc đầu, vẻ mặt thương hại nhìn Hoắc Đông Đình và người phụ nữ kia. Anh có ý gì? Nghe Trần Triệu Dương nói, Hoắc Đông Đình biến sắc, vẻ mặt phẫn nộ hỏi. Tự anh kiểm tra một chút là biết thôi, tập trung vào kiểm tra HIV nhé. Trần Triệu Dương lắc đầu, nói không ngừng. Anh nói hưu nói vượn cái gì hả? Ai bị HIV chứ? Anh mới có bệnh AIDS, cả nhà anh đều mắc bệnh AIDS. Người phụ nữ đang bày ra điệu bộ cao cao tại thượng, không liên quan đến mình, vừa nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì biến sắc, vô cùng tức giận nói. Vốn rất nhiều người đang có chung mối hận với Hoắc Đông Đình, nghe được ba chữ bệnh AIDS, tất cả đều tái mặt, lập tức tránh xa hai người bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Đông Đình và người phụ nữ kia trở nên cảnh giác vô cùng. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả? Hoắc Đông Đình phẫn nộ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ kia. Hắn ta không phải là đồ ngu. Chỉ dựa vào phản ứng của người phụ nữ trong lòng, hắn ta đã có kết luận rồi, chẳng qua là hắn ta vẫn ôm chút ảo tưởng vào may mắn mà thôi. Em cũng không muốn như vậy mà. Lúc trước, khi em biết được mình mắc bệnh AIDS nhưng không đủ tiền chữa bệnh, em đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, sẽ tìm một nơi không có người chờ chết. Ai ngờ sau đó anh lại cho em một SN đáng kể, còn nói muốn nuôi em chứ. Dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian, em đã thông suốt rồi. Người phụ nữ kia vốn đang có chút sợ hãi, nhưng khi cô ta nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Hoắc Đông Đình thì đột nhiên không sợ nữa. Cho dù có sợ hãi thì cùng lắm là chết thôi, cô ta còn có thể sợ chết chắc. Cái gì, mày nói cái gì hả? Nghe người phụ nữ kia trả lời, hai mắt Hoắc Đông Đình đỏ như máu, bước lên từng bước, trực tiếp bóp cổ cô ta. Con ả chết tiệt này, mày dám hại tao, tao giết chết mày, Hoắc Đông Đình muốn điên rồi, hắn ta đang là một phú nhị đại tốt đẹp. Mỗi ngày giả bộ sẽ tán ra bại sản, có bao nhiêu vui vẻ chứ? Nhưng mà, tất cả chỉ vì cô ả chết tiệt này mà bị hủy cả rồi. Tuy rằng bệnh AIDS lây qua đường máu, nhưng tốt nhất mọi người vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Lỡ như, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua mấy người vừa nãy hùa với Hoắc Đông Đình cười nhạo Hồ Biện, bâng quơ nói. Chết tiệt, đi mau, đến bệnh viện, nghe Trần Triệu Dương nhắc, cả đám nhất thời biến sắc, không thèm quan tâm đến Hoắc Đông Đình nữa, nhanh chóng chạy. Xuống lầu. Mà chuyện xảy ra ở đây cũng bị bảo vệ lầu 2 phát hiện, nhanh chóng kéo Hoắc Đông Đình ra, người phụ nữ kia thì suýt nữa bị Hoắc Đông Đình giết chết trong cơn điên loạn. Một trò hề cuối cùng lại kết thúc theo cách này, nhưng đủ khiến Hồ Biện bên cạnh kinh ngạc trợn tròn mắt. Còn ngây ra đó làm gì? Anh còn may mắn chán, may mà hai người tách khỏi nhau sớm, nếu không thì anh cũng tiêu rồi, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Hồ Biện, vỗ vỗ vai anh ta nói. Ừ, đúng. Nghe Trần Triệu Dương lên tiếng nói, Hồ Biện không ngừng gật đầu, trong lòng nghĩ mà sợ. Người phụ nữ kia quả thật từng là nữ thần của anh a, nhưng mà sau khi Trần Tê Dương vạch trần sự thật, anh ta đột nhiên phát hiện trong lòng mình chẳng hề có chút đau khổ nào. Vì loại phụ nữ thế này, không xứng. Thế nào, như này có sảng khoái hơn so với việc ẩn cho anh ta một trận không? Trần Triệu Dương cười ủm tỉm nhìn Hồ Biện. Tuy anh không biết Hồ Biện đã gặp phải chuyện gì nhưng nếu anh ta nói ra, có lẽ anh có thể giúp đỡ một phen. Quá sung sướng, vậy mà cái tên đó còn ở đây vờ vịt với tôi, trên mặt Hồ Biện lộ ra vẻ sảng khoái, sau đó không chút do dự gật đầu, lại nói, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, tôi chỉ nói trước cho bọn họ biết bệnh tình của bọn họ mà thôi. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ, còn là một bác sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp, Trần Triệu Dương nhún vai, nói một cách đương nhiên. Tóm lại vẫn phải cảm ơn anh, Hồ Biện biết nếu không nhờ Trần Triệu Dương, sao bản thân anh ta có thể vui sướng vì báo được thù chứ? Dù sau này đôi cẩu nam nữ đó phát hiện ra mình nhiễm bệnh AIDS thì anh ta cũng chẳng vui vẻ gì. Bế mặt trước nhiều người như vậy mới là điều tuyệt vời nhất. Trần gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hồ Biện nghiêm mặt, nhẹ giọng hỏi. Đi nâng cấp thẻ hội viên của tôi đã, thẻ hội viên này không đủ dùng, Trần Triệu Dương vô cùng bất đắc dĩ. Chỗ này có tổng cộng 5 tầng, hơn nữa trên nóc còn có một sân bay, có một chiếc trực thăng đậu trên đó. Nếu anh cứ vậy đi thẳng lên, chỉ sợ còn chưa chạm đến nóc thì người ta đã lái trực thăng bỏ trốn mất tiêu rồi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là im lặng không một tiếng động xuất hiện,
mà muốn không quấy rầy bất cứ người nào vẫn có thể thuận lợi đi lên thì chỉ có cách nâng cấp thẻ hội viên. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Hồ Biện có chút sốt ruột, anh nâng thẻ hội viên lên cấp bậc nào? Mức cao nhất, Trần Hạo rất khí phách trả lời. Trần gia, anh có biết muốn lên được thẻ hội viên cao cấp nhất cần bao nhiêu tiền không? Thấy Trần Triệu Dương trả lời, Hồ Biện líu cả lưỡi, thử dò hỏi. Cần bao nhiêu, Trần Triệu Dương cũng ngạc nhiên theo, đành mở miệng hỏi ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 100 triệu, thẻ hội viên chí tôn, hơn nữa còn chỉ là phí hội viên một năm. Thật sự không biết thẻ hội viên chí tôn 100 triệu có thể hưởng thụ đãi ngộ gì đây. Hồ Biện chép miệng, sau đó tỏ vẻ mơ ước. Tôi đi lên cấp một chút, anh ở chỗ này chờ. Trần Triệu Dương không để ý đến Hồ Biện đang suy nghĩ lung tung, mà đi thẳng đến chỗ nhân viên công tác. Chào anh muốn lên cấp thẻ hội viên sao? Vâng, mời đi theo tôi. Một chị gái xinh đẹp nghe Trần Triệu Dương muốn lên cấp hội viên, hai mắt lập tức tỏa sáng, lại có thể lấy được một phí trích phần trăm không tệ. Đi theo chị gái xinh đẹp này vào phòng khách VIP, trên đường đi, chị gái này giới thiệu cho Trần Triệu Dương những điều liên quan tới việc thành lập thẻ viên ở đây. Hội viên sơ cấp là 500.000 một năm, bạch ngân là 2 triệu, hoàng kim 10 triệu, kim cương 50 triệu, hội viên chí tôn là 100 triệu. Nghe xong nhân viên này giới thiệu, Trần Triệu Dương cũng không nhịn được líu lưỡi, thứ này cũng quá kiếm lời luôn. Đơn giản là còn kiếm lời hơn cả đi cướp ngân hàng. Chắc chắn ông chủ thành lập câu lạc bộ này là một người rất giỏi, chỉ là điều khiến Trần Triệu Dương nghi ngờ là ông chủ này lợi hại như vậy, thế mà còn hợp tác với người của Vu Thần Giáo, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thưa anh, câu lạc bộ đế tôn chúng tôi chỉ có hội viên chí tôn là có thể sử dụng được ở khắp nơi trên cả nước, còn lại sẽ không thể sử dụng được. Trên mặt cô gái dẫn Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó nói một câu theo công thức như vậy. Tôi nói này em gái, cô đừng lằng nhằng nữa. Đồ đần nào lại làm hội viên chí tôn chứ? Hơn nữa, một tên nghèo nàn như anh ta, sao có thể làm được? Cô nhìn bộ quần áo hàng vỉa hè của anh ta đi, vào bằng cách nào cũng là một vấn đề đấy. Ngay lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị nói chuyện, lại có thêm một người đàn ông nữa đi từ bên ngoài vào, khinh bỉ nói. Là cái quần nào không kéo chặt, để anh thò ra ngoài vậy? Trần Triệu Dương nhìn sang, sau đó nói thẳng một câu hung ác. Chỉ là, anh đã đánh giá cao trí thông minh của đối phương. Nửa ngày rồi tên này mới phản ứng được. Khốn nạn, anh đang mắng tôi sao? Tôi thấy anh to gan lắm đấy, anh có biết tôi là ai không? Có tin tôi để cho anh khỏi sống trong thành phố Nam Hải không hả? Sau khi tên kia kịp phản ứng, lập tức giận dữ mắng. Anh là ai vậy? Ngại quá, tôi thật sự không biết, anh cứ thử làm đi, nhìn xem có thể để cho tôi không sống nổi ở thành phố Nam Hải nữa không? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, bây giờ anh đã thay đổi kế hoạch. Vốn còn muốn tiêu một ít tiền để xem thử, vừa rồi mới nhìn xuyên tường, đúng lúc phát hiện tên này lại là một hội viên chí tôn, trong lòng Trần Triệu Dương bỗng nhiên có kế hoạch. Tên kia, muốn chơi với tôi đúng không? Rất tốt, ở câu lạc bộ đế tôn này, anh là người đầu tiên dám chống đối tôi như thế, người đàn ông kia nở một nụ cười khinh bỉ, sau đó nhìn Trần Triệu Dương nói. Muốn ra tay thì cứ ra tay đi, đừng ở đó mà làm nhảm nữa, anh không chê phiền, tôi lại thấy ẩm bẩy. Trần Triệu Dương vươn tay ra ngoáy lỗ tai mình, sau đó tỏ vẻ ghét bỏ nói. Được, anh được lắm, người đàn ông kia cười một tiếng âm hiểm, nếu như hôm nay không cho tên này một trận, chỉ sợ anh ta sẽ không thể ngẩng được đầu trong câu lạc bộ đế tôn này nữa. Tôi là hội viên chí tôn của câu lạc bộ mấy người, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi, đồng thời tước đoạt tư cách vào trong câu lạc bộ đế tôn lần nữa của anh ta. Lúc này người đàn ông nhìn về phía nhân viên làm việc ở đây, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Cậu Tiết, cậu đừng nóng giận, vì một tên bụi đời nho nhỏ mà tức giận như thế là không đáng, tôi sẽ cho người ném cậu ta ra ngoài. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc tây trang nịnh nọt chạy tới, lấy lòng nói với tên Tiết Chính Nghĩa kia. Anh Tiểu Ngũ à, xem ra anh đã đến rồi, Tiết Chính Nghĩa kiêu ngạo gật đầu, sau đó kéo một cái ghế đến ngồi xuống. Cậu Tiết cứ gọi tôi là Tiểu Ngũ là được, anh thì tôi không dám nhận, Ngũ Phi cực kỳ hưởng thụ cách gọi của Tiết Chính Nghĩa, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn. Mấy người, còn không nhanh kéo tên này ra cho tôi, còn nữa, lấy lại thẻ hội viên của cậu ta cho tôi, sau này tước đoạt quyền lợi làm thẻ ở chỗ này của cậu ta, sau đó trên mặt Ngũ Phi lộ ra vẻ lạnh lùng, vung tay lên, có ên bảo vệ liền vọt ra. Chờ một chút, ý của mấy người là, hội viên cao nhất ở đây có thể làm bất cứ chuyện gì với hội viên cấp thấp sao? Trần Triệu Dương khoát tay, ngăn những người này lại, sau đó lạnh lùng hỏi,